Các ngươi mới từ Mộ Uyển ban tốt nghiệp, cứ như vậy xem thường Mộ Uyển thượng sư rồi. Không cho phép nói bậy. Lô Quan Hùng cười lạnh nói, hắn đã hiểu, Lý Thiên Mệnh đem Mộ Uyển thượng sư rời ra ngoài, cái kia chính là nhận sợ. Người nào nói bậy, đúng vào lúc này, một cái lạnh lẽo giọng nữ, theo Phương Chiêu phía sau bọn họ truyền tới. Cái thanh âm này, trực tiếp để đám người bọn họ đều run run một chút, sau đó run rẩy quay người lại. Khi bọn hắn nhìn đến nói chuyện nữ tử thời điểm, sắc mặt đã trắng bệch. Thượng sư, xin vì Phương Chiêu làm chủ, Lý Thiên Mệnh nhục nhã hắn, lại đả thương nặng hắn. Chúng ta chỉ là muốn vì Phương Chiêu ra mặt, Lô Quan Hùng cái khó ló cái khôn, vội vàng nói. Ha ha, cái gì đều không cần nói, vừa bò lên trên trung cấp ban, thì dám tại ta chỗ này làm mưa làm gió, thực lực không đủ bị người đánh bại còn không biết xấu hổ cáo trạng. Các ngươi mấy cái này, hôm nay chỉ có thể từ nơi này bò trở về. Mộ Uyển thượng sư câu nói này nói ra miệng, bọn họ đã tuyệt vọng. Cho đến lúc này, bọn họ biết cái gì gọi là chân chính sợ hãi. Sau đó tiếp đó, Lý Thiên Mệnh nhìn đến Mộ Uyển thượng sư đem bọn hắn một trận đánh đập. Ngoại trừ Lâm Thanh Vũ không có tham dự bên ngoài, những người khác bao quát Phương Chiêu ở bên trong, chỉ có thể ra chóc thịt bong, khóc ròng ròng, một bên cầu xin tha thứ một bên bỏ đi. Về sau còn dám đến ta cái này, thì để cho các ngươi cảm thụ cảm giác, ta đến cùng đến cỡ nào ôn nhu. Mộ Uyển thượng sư trên mặt nụ cười nói ra. Bọn họ nghe xong càng thêm run rẩy, leo nhanh hơn, nhất là Phương Chiêu, còn kém, mai nở hai mùa, đổi lại một cái quần. Lan. Tại Mộ Uyển thượng sư một ánh mắt phía dưới, vây xem tân sinh thấy được nàng khủng bố, lộn nhào hoảng loạn rời đi. Bọn họ xem như triệt để minh bạch, mặc kệ Lý Thiên Mệnh danh tiếng như thế nào, Mộ Uyển thượng sư giống như thẳng coi trọng hắn. Bọn họ tức giận a, bọn họ ghen ghét, nhưng là, bọn họ cũng không thể tránh được. Lý Thiên Mệnh chúng liền cấp ban sư huynh đều có thể đánh bại, như vậy toàn bộ Mộ Uyển ban, đoán chừng đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Chờ bọn hắn tán đi, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh cùng Mộ Uyển. Bất quá sau một khắc, còn có một người trung niên xuất hiện tại Mộ Uyển thượng sư sau lưng. Người kia người mặc trường bào màu vàng óng, tóc đen tóc dài trải vô cùng chỉnh tề, trên mặt rất sạch sẽ, một đôi mắt mang theo lấy ánh sáng màu vàng óng. Hắn khí chàng phi thường cường đại, làm hắn xuất hiện thời điểm, đem Mộ Uyển khí chàng đều trấn áp xuống. Đây tuyệt đối là một vị đỉnh cấp cường giả, nhất cử nhất động. Sợ là cũng có thể làm cho thanh thế to lớn. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, gặp qua điện chủ. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận biết người này, hắn liền vội vàng hành lễ. Người này chính là Viêm Hoàng học cung năm đại điện chủ một trong truyền thuyết Phượng Hoàng điện điện chủ, tên là Vệ Tử Côn. Tại Viêm Hoàng học cung, ngoại trừ học cung cung chủ cùng thiên phủ mấy vị nhân vật bên ngoài, năm đại điện chủ xem như thân phận địa vị cao nhất người. Trước mắt người này là toàn bộ Phượng Hoàng Điện trưởng khống giả. Có thể chấp trưởng Phượng Hoàng Điện, nói rõ hắn tuyệt đối tuổi trẻ tài cao, hắn tuổi tác rõ ràng so Lý Viêm Phong muốn nhỏ một chút, nhưng sợ đã là Chu Tước Quốc đứng đầu cường giả. 4 năm trước, Lý Thiên Mệnh tại học cung tu luyện 1 năm, đều không sao cả gặp qua vị điện chủ này, không nghĩ tới lần này vừa tới, hắn thì xuất hiện tại trước mắt mình. Đương nhiên, hắn không phải là vì tới mình. Mộ Uyển, đây là người đệ tử mới thu. Phượng Hoàng Điện chủ nhìn Lý Thiên Mệnh hai mắt. Đúng vậy, Điện chủ, Mộ Uyển cung kính mà nghiêm túc, cùng nàng ngày thường tính tình chênh lệch rất xa. 3 ngày sau cũng là bài vị chiến, người tuổi tác mặc dù lớn một số, nhưng thực lực còn có thể, tranh thủ cầm một cái tốt danh thứ, cho Phượng Hoàng Điện làm rạng rỡ. Dù sao, bài vị chiến lại không hàng số tuổi, Phượng Hoàng Điện chủ nói. Thông quan chiến sẽ xem xét tuổi tác nhân tố, vừa phải giảm phân. Nhưng là bài vị chiến bên này, vì thống nhất quản lý, mà lại tất cả lớp sơ cấp đệ tử số tuổi chênh lệch sẽ không quá lớn, cho nên cuối cùng bài danh sẽ không cân nhắc tuổi tác nhân tố. Lý Thiên Mệnh số tuổi mặc dù là lớp sơ cấp lớn nhất, nhưng cái này sẽ không trở thành thế yếu, dù sao tính toán chiếm tiện nghi. Thất thần làm gì, Mộ Uyển liếc mắt Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Hồi điện chủ, ta tự nhiên dốc hết toàn lực, Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Bài vị chiến năm đại điện chủ đều sẽ có mặt, đến lúc đó nhìn ngươi biểu hiện. Phượng Hoàng điện chủ sau khi nói xong, lại mặt mỉm cười đối Mộ Uyển nói, chuẩn bị xong chưa? Hội đèn lồng sắp bắt đầu. Có thể, điện chủ, Mộ Uyển gật đầu nói. Ra ngoài buông lỏng một chút, gọi ta Côn ca là có thể, không cần khách khí. Phượng Hoàng điện chủ nói. Đúng, Côn ca. Mời.
hai người bọn họ hẳn là ước lấy cùng đi xem hội đèn lồng. Điện chủ chờ đợi Mộ Uyển một đoạn thời gian, bỗng nhiên bên này truyền đến tranh đấu động tĩnh, cho nên bọn họ thuận đường tới. Đuổi đi Phương Chiêu bọn họ về sau, bọn họ tự nhiên là muốn lên đường. Rời đi thời điểm, Mộ Uyển quay đầu lặng lẽ chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, ra hiệu để hắn đừng chọc phiền phức. Chờ bọn hắn vừa đi, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Gà. Thương tâm đi, cái này lão nam nhân, tại ngâm nước Mộ Uyển thượng sư. Tiểu Hoàng Gà nhìn có chút hả hê nói. Người đây thì nhìn không ra đi, Mộ Uyển thượng sư đối với hắn như thế cung kính, rõ ràng không thích hắn. Ta đã sớm nghe nói điện chủ đối lên sư có ý, chỉ là thượng sư một mực cự tuyệt. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Kỳ thật Mộ Uyển cần phải cũng có một chút bối cảnh, bằng không, chỗ nào chống đỡ được điện chủ cấp bậc vệ tử côn thế công. Tại Phượng Hoàng Điện, hết thảy đều là vệ tử côn định đoạt, mà Phượng Hoàng Điện cơ hồ cũng là Viêm Hoàng học cung 1/5. Kỳ thật những chuyện này, cùng hắn quan hệ không tính lớn, chân chính có quan hệ, là 3 ngày sau bài vị chiến. Đến lúc đó, 5 đại điện chủ toàn bộ đều sẽ có mặt. Diễm cũng rất nhiều đỉnh cấp tồn tại, cũng sẽ ở Viêm Hoàng chiến trường quan chiến. Đến lúc đó tràng cảnh, tuyệt đối so với thông quan chiến muốn náo nhiệt hơn gấp 10 lần. Thậm chí, Chu Tước Vương tộc, Lôi Tôn Phủ, Thiên Cơ Cung, Tinh Thần Thương Hội chờ một chút nhân vật cao tầng, đều sẽ buông xuống Viêm Hoàng chiến trường. Dù sao, bọn họ trong tộc tiểu bối, đang tiến hành việc quan hệ tiền đồ cùng danh tiếng chiến đấu. Lớp sơ cấp bài vị chiến sắp xếp như thế nào, người nào có thể trở thành đệ nhất đệ tử, chính là toàn bộ Chu Tước Quốc mỗi 1 năm chú ý nhất 1 lần việc quan trọng. Dù sao, người trẻ tuổi cũng là tương lai, là gia tộc truyền thừa cam đoan. Những thứ này danh môn vọng tộc muốn truyền thừa xa xưa, liền cần thiên tài xuất hiện lớp lớp. Như thế nào kết luận thiên tài xuất hiện lớp lớp? Rất đơn giản, Viêm Hoàng học cung bài vị chiến. Thậm chí, Lâm Tiêu Đình cùng Mộc Tình Tình những ngày này phủ đám thiên tài bọn họ, cũng sẽ ở cái nào đó phòng cao thượng bên trong, có mặt quan chiến đi. Vì lần này bài vị chiến, Lý Thiên Mệnh lần nữa tu hành. Hắn nhất là khắc khổ. Vốn là có thể cho Tiểu Hoàng Gà chủ đạo tu luyện, chính mình hưởng thụ tiếp nhận, nhưng hắn không có làm như vậy. Những ngày này hắn mỗi một bước trưởng thành đều chân thật, vì chính là trong chiến đấu, có thể có càng hùng hậu tư bản. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 2 ngày rưỡi thời gian kết thúc, ngày mai sẽ là oanh động toàn thành bài vị chiến. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không quên chính mình cùng mẫu thân ước định. Ngày mai không có thời gian, cho nên hắn dự định. Tối nay liền đem mẫu thân cho nhận lấy. Ngày mai, nàng liền có thể nhìn tận mắt chính mình vì nàng mà chiến đấu. Đối với Lý Thiên Mệnh tới nói phi thường trọng yếu. Hắn khả năng chỉ có lần này tiến thiên phủ cơ hội, mà tiến thiên phủ mục tiêu thứ nhất chính là cho mẫu thân chữa bệnh, hắn hy vọng mẫu thân có thể nhìn đến. Có nàng tại chỗ, có lẽ chính mình càng có thể phát huy ra 200% chiến đấu lực đi. Hắn vội vàng tu luyện, cũng có rất nhiều ngày không có trở về nhìn Vệ Tịnh. Không biết, nàng những ngày này tại Diễm Đô, qua được có phải hay không còn thói quen. Lý Thiên Mệnh mời cái đại thẩm chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nếu như không phải thương bệnh tra tấn, Vệ Tịnh cần phải có thể qua được thẳng thoải mái dễ chịu. Ban đêm thời điểm, Lý Thiên Mệnh theo tĩnh mịch trong ngõ tắt vượt qua mà qua. Hắn vừa mua nhà ngay tại Viêm Hoàng học cung cách đó không xa, ước chừng nửa khắc đồng hồ Lý Thiên Mệnh liền có thể gấp trở về. Mấy ngày nay là Diễm Đô hội đèn lồng. Cho nên phố lớn ngõ nhỏ so sánh náo nhiệt, khắp nơi ca múa thanh bình, nghiêm chỉnh một bộ phồn hoa hạnh phúc cảnh tượng. Diễm Đô hưng thịnh, Ly Hỏa Thành tuyệt đối không cách nào so sánh được. Tại lúc cảm khái, Lý Thiên Mệnh về tới nhà, từ xa nhìn lại trong nhà đèn đã hoàn toàn dập tắt, đen kịt một màu. Mẫu thân sớm như vậy thì ngủ rồi. Vì không thức tỉnh nàng, Lý Thiên Mệnh lặng yên mở cửa, đi vào trong đình viện, trong đó đông xương phòng lớn nhất, là Vệ Tịnh hiện tại phòng ngủ. Chỉ là Lý Thiên Mệnh cũng không nghe thấy đều đều tiếng hít thở, ngược lại nghe được là có chút khó chịu nói mê. Vệ Tịnh tuyệt đối ở bên trong, nhưng là, nàng cũng tuyệt đối có tình huống. Đến cùng là ma bệnh đưa đến khó chịu, vẫn là nguyên nhân khác, Lý Thiên Mệnh chỉ có sau khi đi vào mới có thể biết. Lờ mờ như vậy ban đêm, cặp mắt của hắn tuy nhiên nhìn không rõ lắm, nhưng là lòng bàn tay trái ánh mắt tầm mắt lại cùng ban ngày không có gì khác biệt. Lý Thiên Mệnh không nói 2 lời. Trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tuyệt đối đừng có việc. Nói thật, Vệ Tịnh hiện tại quá yếu đuối, cho nên tim của hắn đều nhảy dựng lên. Đẩy cửa ra,
Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến Vệ Tịnh nằm ở trên giường. Trên người nàng che kín chăn mền, hẳn là bình thường ngủ, nhưng bây giờ nàng tựa hồ tại dãy giụa, thanh âm yếu ớt mà thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh não tử nhói nhói. Hắn lớn nhất không nhìn nổi Vệ Tịnh thụ thương, nghe được nàng thống khổ này yếu ớt thanh âm, liền biết nàng vô cùng khó chịu. Tim của hắn một chút cũng nóng nảy. Hắn cấp tốc xuất hiện tại bên người mẫu thân, vén chăn lên. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh tròn mắt tận nứt, ánh mắt một chút thì đỏ lên, giữ tợn tơ máu trải rộng nhãn cầu. Hắn chỗ đã thấy là, Vệ Tịnh trên thân, lúc này bò mấy chục đầu đỏ như máu ngón cái to nhục trùng. Cái kia nhục trùng vô cùng buồn nôn, trong đó một mặt mọc ra từng vòng hàm răng, lúc này thịt này trùng dùng hàm răng xé rách Vệ Tịnh ra thịt, chính đang ăn uống máu tươi của nàng. Hình ảnh như vậy, quả thực đem Lý Thiên Mệnh tâm đều xé rách thành hai nửa. Huyết minh trùng. Lý Thiên Mệnh một chút thì nhận ra, bởi vì loại này hung hiểm buồn nôn đồ vật, quả thực gọi người nghe tin đã sợ mất mật. Cái gọi là huyết minh trùng, kỳ thật thì là một loại con đỉa, chuyên môn hút máu người mà sống. Là ai, đem huyết minh trùng đặt ở Vệ Tịnh trên thân? Vệ Tịnh căn bản không có gì sức phản kháng, nàng cộng sinh thú đồng dạng bị tiểu mệnh kiếp tra tấn, bây giờ chính nằm sấp trong góc. Trên người của nó một dạng bò đầy huyết minh trùng, thậm chí so Vệ Tịnh trên thân càng nhiều. Đến cùng là ai, đem tàn nhẫn như vậy đồ vật, đặt ở một cái tay không tấc sắt trên người bệnh nhân? Tình cảnh này, trực tiếp để Lý Thiên Mệnh cả người cơ hồ muốn nổ tung, mãnh liệt thú nguyên bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt liền đã khí thế ngập trời. Nếu là hắn đã về trễ rồi, chẳng phải là muốn nhìn đến Vệ Tịnh bị hút khô máu tươi mà chết. Như vậy, hắn nhất định sẽ áy náy cả một đời, cũng sẽ trở thành cả đời điên cuồng. Không cần phải nói hắn đều biết, trong gian phòng đó có một người khác. Chính là người này, làm ra để Lý Thiên Mệnh bộc phát ra sát cơ mãnh liệt sự tình. Viêm Hoàng học cung đệ tử Lý Thiên Mệnh, ngươi có thể tính đi ra. Chờ ngươi đã lâu. Sau lưng truyền đến thâm trầm thanh âm. Làm Lý Thiên Mệnh quay đầu thời điểm, một cái được lụa đen, thân xuyên quần áo bó màu đen nam tử đứng trong bóng đêm. Hắn chỉ lộ ra một đôi mắt, hắn quần áo rõ ràng nhất địa phương, là ở ngực có một đóa huyết sắc yêu diễm hoa. Huyết hoa điện. Rõ ràng như thế tiêu chí, Lý Thiên Mệnh đương nhiên có thể phân biệt ra được. Đây là Chu Tước Quốc nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức, giấu ở lòng đất, chuyên môn tiếp nhận treo giải thưởng giết người. Bọn họ chào giá phi thường cao, nhưng là xác suất thành công cũng phi thường cao, tại giới sát thủ nắm giữ phi thường cao dư luận. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trong truyền thuyết huyết hoa điện, vậy mà lại tìm tới chính mình. Theo trước mắt mà nói, rất rõ ràng đối phương con mồi là mình, mà không phải Vệ Tịnh, bằng không Vệ Tịnh đã sớm chết. Nhưng là, vì giết Lý Thiên Mệnh, đem huyết minh trùng đặt ở Vệ Tịnh trên thân, cái này liền đã không cách nào dễ dàng tha thứ. Lý Thiên Mệnh không sẽ hỏi hắn, đến cùng là ai treo giải thưởng tới giết chính mình, bởi vì đối phương căn bản đạo đức nghề nghiệp thì là tuyệt đối không bại lộ cố chủ. Thậm chí, đối phương căn bản không biết cố chủ, bởi vì bọn hắn chỉ là được phân phối an bài nhiệm vụ. Bọn họ những sát thủ này, căn bản là tiếp xúc không đến cố chủ. Đối phương muốn tới giết chính mình, khẳng định rõ ràng thực lực của mình, mà lại xuất thủ khẳng định là tuyệt đối có nắm chắc sát thủ. Hiện tại hắn cùng Vệ Tịnh tuyệt đối ở vào trong nguy hiểm, loại này nguy cơ sinh tử xuất hiện, mẹ con bọn hắn rất có thể chết thảm tại chỗ. Treo giải thưởng giết hại là tàn nhẫn nhất vô tình, không có người hội thương hại con mồi. Lần này đối mặt đối thủ cùng mấy lần trước hoàn toàn khác biệt. Trước đây Lý Thiên Mệnh có thể chuyện trò vui vẻ, nhưng là hiện tại, tử vong tựa như là một thanh đao, trực tiếp đến tại trên cổ. Nam tử kia lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh thấy được một đầu nằm dạp trên mặt đất to lớn nhục trùng. Cái kia nhục trùng như một cái bắp đùi giống như to, tại trên mặt đất ngọ nguậy, đầu của nó đoan hòa phần đuôi đều có một cái miệng. Đầu quả nhiên miệng, có từng vòng sắc bén hàm răng, mà phần đuôi miệng, lúc này không ngừng leo ra lớn bằng ngón cái huyết minh trùng. Những thứ này huyết minh trùng về số lượng ngàn, lúc này thời điểm đã bò đầy chỉnh gian phòng ốc, mái hiên, sàn nhà cùng cột cửa phía trên, khắp nơi đều là dữ tợn huyết minh trùng. Cái kia một đầu to lớn nhục trùng, tuyệt đối cũng là huyết minh mẫu hoàng. Đây là một loại hung tàn cộng sinh thú, cũng không phải là một loại hung thú. Huyết minh mẫu hoàng, mặc kệ là chủng loại vẫn là thuộc tính, đều thuộc về đặc thù loại, đây là điển hình song đặc thù loại cộng sinh thú. Hắn chủng loại,
vì con đỉa, là một loại phân đoạn loại cộng sinh thú. Hắn thuộc tính, vì mẫu hoàng hệ, là một loại có thể tự mình sinh ra đại lượng con nối dõi, để mà tiến công thuộc tính. Có chút kiến chúa, phong hậu loại hình cộng sinh thú, là thuộc về mẫu hoàng hệ. Cho nên máu này minh mẫu hoàng, thuộc về mẫu hoàng hệ phân đoạn loại cộng sinh thú. Thật là buồn nôn. Gặp phải tình cảnh như vậy, tiểu hoàng gà ánh mắt đã thiêu đốt lên cực hạn hỏa diễm. Tại Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, nó liền đã bay đến vệ tịnh trên thân, ngoài miệng bốc lên hỏa diễm, một miệng một cái, trực tiếp đem những cái kia huyết minh trùng cho mổ chết. Bất quá, vệ tịnh vẫn tương đương khó chịu. Bởi vì, những cái kia huyết minh trùng ẩn chứa một loại huyết minh độc, đang ăn uống huyết dịch thời điểm, đem huyết minh độc rót vào con mồi, hình thành gây mê tác dụng. Mà lại, còn có càng nhiều huyết minh trùng, dọc theo mép giường hướng về vệ tịnh mà đi. Cái kia huyết minh mẫu hoàng còn tại sinh, căn bản giết không sạch sẽ. Cái này là mẫu hoàng thắt cộng sinh thú buồn nôn nhất địa phương. Vệ tịnh tất cả khó chịu, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Sát cơ của hắn tại Kim Vũ Chiến Tử về sau, lần thứ nhất mãnh liệt đến tình trạng như thế. Hắn không biết là người nào muốn giết mình, hắn giờ phút này chỉ biết là, hắn muốn giết người. Cá nhân người đầu, giá trị 1000 màu vàng thiên văn bảo ngọc, hôm nay thì mượn người thủ cấp dùng một lát. Nam tử áo đen kia nói chuyện đồng thời đã động thủ, bọn họ làm sát thủ, tuyệt đối sẽ không có quá nói nhiều. Cầm trong tay hắn một thanh huyết sắc dao găm, cùng huyết hỏa thứ có chút tương tự, nhưng là so huyết hỏa thứ mạnh hơn rất nhiều. Nguy cơ rất chí mạng trong nháy mắt đến. Tiểu hoàng gà vội vàng bảo hộ vệ tịnh, nó đã bị đông đảo huyết minh trùng kiềm chế, mà nam tử áo đen cùng huyết minh mẫu hoàng đều khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tại nam tử áo đen hóa thành huyết ảnh sát tới thời khắc, huyết minh mẫu hoàng mở ra huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên phát ra một loại bén nhọn mà âm thanh chói tai. Chính là loại thanh âm này, để Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt xa vào đến trong hỗn loạn, trước mắt biến hóa rất nhiều huyễn tượng, lỗ tai cơ hồ muốn bị xé nứt. Đây là thanh âm công kích loại hình linh nguyên thần thông, khó khăn nhất phòng bị, thậm chí chỉ có thể không thể thừa nhận có thể ngăn cản. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới cái này huyết minh mẫu hoàng, vậy mà có thể thi triển ra dạng này linh nguyên thần thông tới. Hắn cùng tiểu hoàng gà vẫn là thú mạch cảnh, không có linh nguyên thần thông khẳng định rất ăn thiệt thòi. Chết! Càng đáng sợ chính là, cái kia sát thủ áo đen cảnh giới, chỉ tại linh nguyên cảnh tầng thứ tư trở lên. Hắn so sánh chiêu hàng ngũ cường đại quá nhiều, tuyệt đối có thực lực hoàn toàn áp chế Lý Thiên Mệnh. Huyết Hoa Điện làm việc khẳng định thỏa đáng, bọn họ phái ra sát thủ, tuyệt đối sẽ không để Lý Thiên Mệnh có cơ hội chạy thoát. Trong nháy mắt, hắn huyết ảnh phiêu đãng xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, lúc này chính là Lý Thiên Mệnh bị cái kia huyết minh mẫu hoàng linh nguyên thần thông, đẫm máu và nước mắt thanh âm, thời điểm tiến công. Cùng lúc đó, chỉ ít có hơn 500 huyết minh trùng theo nóc phòng xà nhà cùng trên mặt đất hướng về Lý Thiên Mệnh vọt tới. Một cái không chú ý ở giữa, trên người hắn đã bò lên hơn 10 đầu huyết minh trùng. Những thứ này huyết minh trùng đều cùng ác quỷ giống như, vừa ra tới liền bắt đầu cắn xé Lý Thiên Mệnh huyết nhục. Trực tiếp cắn mở mạch máu, lập tức liền muốn hút máu. Đồng thời, cỗ kia có siêu cường gây mê huyết minh độc, theo huyết dịch nước vọt khắp Lý Thiên Mệnh toàn thân, để hắn dù là phẫn nộ ngập trời, thân thể cũng rất khó động đậy. Đây tuyệt đối là chí mạng, nguy cơ tử vong. Đẫm máu và nước mắt thanh âm cùng huyết minh độc song trọng uy lực phía dưới, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dãy giụa. Đối phương là mạnh hơn hắn được nhiều đối thủ, chỉ một trong nháy mắt, hắn thì xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh sau lưng. Dao găm trực tiếp đâm vào Lý Thiên Mệnh xương quai xanh vị trí. Răng rắc một tiếng, máu tươi chảy ngang. Không muốn lãng phí, sát thủ áo đen kéo ra mạng che mặt, lè lưỡi, liếm lấy một miệng theo Lý Thiên Mệnh trên thân rơi xuống máu tươi. Máu của ngươi thẳng nóng. Nam tử áo đen nhếch môi cười, hắn nói tiếp, bảo bối của ta nhóm, tựa hồ thích vô cùng máu tươi của ngươi, người khi còn sống, máu tươi mới có nhiệt độ. Cho nên... Vì để cho bảo bối của ta nhóm ăn thống khoái, ta để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, thẳng đến máu của ngươi chảy khô sạch. Hắn cực kỳ tới gần Lý Thiên Mệnh, hai người ánh mắt cơ hồ đụng nhau. Tử vong, cường đại, buồn nôn, đây hết thảy đều muốn Lý Thiên Mệnh áp chế đến xít sao. Huyết minh độc giờ phút này trải rộng toàn thân, loại cảm giác này tựa như là điện giật, toàn thân trên dưới, có lẽ muốn di động một ngón tay đều khó khăn đi. Bị hút máu mà chết tư vị như thế nào? Nam tử áo đen ý vị chưa hết nhìn lấy hắn. Máu của ta. Ngươi ăn không nổi, cẩn thận bị thiêu chết.
Lý Thiên Mệnh nhìn chòng chọc vào hắn, trong mắt tơ máu, giờ phút này đều đang bốc hỏa. Hắn không cho phép, có thể có người để mẹ của hắn như thế chịu khổ. Cái này là tuyệt đối nghịch lân. Là đủ để cho hắn biến thành phong ma sai lầm. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh đã không có cách nào suy nghĩ chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết hắn. Giết hắn, giết hắn. Hắn toàn thân đều đang bốc hỏa, liền máu tươi của hắn đều đang bốc hỏa. Máu tươi của hắn vì cái gì nóng hổi, bởi vì đây là thái cổ hỗn độn cự thú huyết. Thiêu chết, ha ha. Nam tử áo đen cười đến phóng đãng. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhìn đến những cái kia bỏ tới Lý Thiên Mệnh trên người huyết minh trùng, bỗng nhiên bắt đầu thiêu đốt. Tất cả huyết minh trùng, cấp tốc thiêu thành cho tàn, như bột phấn một dạng rơi trên mặt đất. Ây! Nam tử áo đen bỗng nhiên cảm giác trong bụng thiêu đốt, loại kia cảm giác tương đương khó chịu. Hắn chừng to mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, cái này với hắn mà nói quả thực là có 102 kỳ văn. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Hắn làm sao có thể biết, cái gì gọi là thái cổ hỗn độn cự thú. Có chút đặc thù, nhưng cái này lại như thế nào, chúng huyết minh độc, người chỉ có thể chết đi. Loại tình huống này để hắn hiểu được, không thể lại cho thiếu niên này bất cứ cơ hội nào. Chúng huyết minh độc, đã định trước toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn chém giết, cho nên hắn chuẩn bị rút ra dao găm, chém đứt Lý Thiên Mệnh đầu. Ai nói, ta chỉ có thể đi chết. Đúng vào lúc này. Sát thủ áo đen trong mắt hoàn toàn không thể động đậy Lý Thiên Mệnh, chợt giơ lên tay trái của hắn. Sau một khắc, sát thủ áo đen thấy được đời này lớn nhất khó có thể tin sự tình. Bàn tay của thiếu niên này phía trên, có một khỏa ánh mắt. Đó là một cái quỷ dị ánh mắt, làm thú nguyên tại huyễn linh mạch phía trên chuyển động thời điểm, mê linh chi đồng xuất hiện. Sát thủ áo đen tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh cũng có thể để hắn tiến vào trong mê loạn. Hắn không nghĩ ra vì cái gì chúng huyết minh độc, Lý Thiên Mệnh còn có thể động. Hắn càng nghĩ không thông, chính mình vậy mà lại bị Lý Thiên Mệnh mê hoặc. Hắn tới gần quá Lý Thiên Mệnh, dẫn đến hắn căn bản không có phản ứng không gian. Thì tại tiếp theo trong nháy mắt, thổi phù một tiếng, Lý Thiên Mệnh tay trái thú chảo trong nháy mắt đâm vào bộ ngực của hắn, bóp nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Chết! Nương theo lấy Lý Thiên Mệnh một tiếng cắn răng nghiến lợi gào rú. Nam tử áo đen sắc mặt nhăn nhó nhìn lấy hắn. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, sau đó chậm rãi quỳ đi xuống, máu chảy thành sông. Cuối cùng, hắn ngã lật tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, hai mắt trợn trắng, đã lên Tây Thiên. Ngươi cũng chết. Lý Thiên Mệnh phải tay run một cái, lôi hỏa xiềng xích cuốn lấy cái kia huyết minh mẫu hoàng. Huyết minh mẫu hoàng mạnh nhất là huyết minh trùng đại quân, chỉ là nó cũng tới gần quá Lý Thiên Mệnh. Nó ngược lại là nghĩ lại lấy đẫm máu và nước mắt thanh âm mê hoặc Lý Thiên Mệnh, nhưng nó vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh mê linh chi đồng, đầu tiên để nó mê hoặc. Xoẹt! Lôi hỏa xiềng xích sắc bén dây cáp biên giới, trực tiếp đem cái kia huyết minh mẫu hoàng xé thành mấy chặn. Quản ngươi là cấp bậc gì cộng sinh thú, tại lúc này Lý Thiên Mệnh trước mặt, chỉ có thể xuống địa ngục. Chỉ cần huyết minh mẫu hoàng vừa chết, tất cả huyết minh trùng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Bọn họ vốn chỉ là huyết minh mẫu hoàng một bộ phận. Cho tới giờ khắc này, bóng tối này trong phòng, đầy đất đều là máu tươi. Hết thảy mới hoàn toàn kết thúc. Tiểu hoàng gà bên kia, chống cự đông đảo huyết minh trùng công kích, vì bảo hộ vệ tịnh, nó cũng mệt mỏi đến tinh bì lực tấn. Lần này, là chân chính trở về từ cõi chết. Lý Thiên Mệnh lại không có sợ hãi. Hắn phát hiện mình thật thay đổi, tại loại tình huống này, hắn thời khắc này tâm còn có thể cường hãn như thế. Hắn một chút cũng không có hoảng sợ. Hắn hoàn toàn là dựa vào cường đại nội tâm, tại trận này ám sát bên trong chống được. Chống đỡ về sau, giống như toàn bộ thế giới cũng thay đổi, tâm cảnh của hắn càng là bền bỉ đến không người có thể so sánh trình độ. Sát thủ áo đen tuy nhiên chết rồi, nhưng là, vệ tịnh còn ở vào huyết minh độc tra tấn bên trong. Giết hắn một người này, căn bản không có cách nào lắng lại Lý Thiên Mệnh thời khắc này phẫn nộ. Cũng không cách nào làm dịu vệ tịnh hiện tại khó chịu. Lý Thiên Mệnh vừa bên trong qua huyết minh độc, chỉ là huyết minh độc đến bây giờ đã hoàn toàn tiêu tán. Nhưng hắn biết, huyết minh độc có bao nhiêu buồn nôn, hắn là trung niên, mà mẫu thân giờ phút này là gần đất xa trời, nàng rất có thể nhịn không được lần này. Không có ý tứ, tới chậm. Đúng vào lúc này, một người trung niên xuất hiện ở trong phòng, hắn người mặc tinh thần trường bào,
trong bóng đêm, hai mắt như từng mảnh tinh hải. Hôm nay hắn không có che giấu thân phận, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt bày ra thật khuôn mặt. Tinh thần thương hội thần thánh, không hổ là lúc trước có tinh thần song tử, sát thực khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng. Không sai, tại trở về gặp phải nguy hiểm trước tiên, Lý Thiên Mệnh thì bóp nát hắn cho mình bảo ngọc. Bất quá, loại này bị ám sát thuộc về tình huống đặc biệt, thần thánh có thông thiên năng lực, đi tới nơi này cũng cần thời gian. Vừa mới hết thảy đều tại đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn tới đã tính toán thật nhanh. Xin lỗi, ta không nghĩ tới người gặp được loại tình huống này. Thần thánh trước đây lưu cho hắn một cái có thể hô đến chính mình bảo ngọc, chủ yếu là ứng đối bình thường tình huống. Nói thí dụ như Lý Thiên Mệnh bị nào đó một trưởng bối chấn áp, hoặc là vệ tịnh bệnh nặng, vân vân. Hắn xác thực không nghĩ tới, vậy mà lại có người muốn ám sát Lý Thiên Mệnh cái này vô danh tiểu tốt. Không có việc gì, mẹ ta trúng huyết minh độc, làm sao bây giờ? Đây mới là Lý Thiên Mệnh giờ phút này chuyện quan tâm nhất. Huyết minh độc, ta có thể giải quyết, ngươi yên tâm. Thần thánh thần thông quảng đại, loại vấn đề này hắn cần phải có biện pháp, Lý Thiên Mệnh lui qua một bên, để hắn tới cứu vệ tịnh. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, nói, không có việc gì. Huyết minh độc chỉ là một loại gây mê độc dược, chúng độc thời điểm khó chịu, sau đó sẽ không ảnh hưởng thân thể. Ta dùng linh túy cho nàng cấp tốc khu trục rơi độc tố là có thể. Nghe nói như thế, Lý Thiên Mệnh liền rất yên tâm. Hắn không có nhiều lời, thần thánh trợ giúp vệ tĩnh lúc, hắn đem sát thủ áo đen thi thể đem đến trong viện đốt. Cháy hết sạch. Sau đó, hắn đem đông xương phòng vết máu quét sạch sẽ. Thiếu gia, người tại sao trở lại? Chiếu cố vệ tịnh đại thẩm nhìn đến hỏa quang mới tỉnh lại, dù sao trước đây động tính kỳ thật không tính lớn, Lý Thiên Mệnh kỳ thật rất nhanh liền bóp chết đối thủ. Ngày mai ta muốn tham gia học cung bài vị chiến, mang mẫu thân của ta đi quan chiến. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Thiếu gia thật sự là tuyệt đỉnh thiên tài, thật ao ước phu nhân, có thiếu gia tốt như vậy nhi tử. Đại thẩm hâm mộ nói. Quá khen, cảm tạ Lý thẩm đối mẫu thân của ta chiếu cố. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Thiếu gia cho tiền công rất phong phú, phu nhân người lại tốt, ta tự nhiên sẽ dụng tâm hầu hạ tốt phu nhân. Đúng, thiếu gia đây là tại thiêu cái gì? Đại thẩm hiếu kỳ hỏi. Thi thể, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Thiếu gia thật biết nói đùa, đại thẩm ta cũng sẽ không để ngươi hù sợ. Lý thẩm cười ha ha nói. Dạng này a, Lý thẩm đi ngủ sớm một chút, ta đi trước bồi bồi mẫu thân. Được rồi, có bất cứ phân phó nào địa phương. Trực tiếp gọi ta một tiếng. Phố phường phàm nhân, thuần phác lên cũng thật đáng yêu. Hào môn quý tộc, ác độc lên cũng là ma quỷ. Đến cùng, là ai mua hung muốn giết mình? Người đắc tội qua người nào sao? Vậy mà thuê mướn huyết hoa điện, lấy huyết hoa điện quy củ, tiếp vào nhiệm vụ thì phải hoàn thành, cái này thất bại, chẳng mấy chốc sẽ có mới tới. Thần thánh đi tới hỏi. Nàng như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghỉ ngơi một đêm. Vấn đề không lớn, thân thể của nàng chủ yếu là bị tiểu mệnh kiếp liên lụy, chỉ muốn trừ hết tiểu mệnh kiếp, liền có thể sinh long hoạt hổ. Thần thánh nói, như thế nào trừ rơi tiểu mệnh kiếp? Lý Thiên Mệnh hỏi, nàng không có nói cho ngươi, ta thì không tiện nói, dù sao trong thiên phủ có người có thể giải quyết. Thần thánh nói, được, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ta tại học cung bên trong, huyết hoa điện cũng không dám động thủ đúng không? Đúng. Huyết hoa điện không dám vào viêm hoàng học cung. Vậy ta nương làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm đi, lần này ta sơ sót, ta lập tức phái một người, tại cái này trong bóng tối bảo hộ nàng, ám sát ngươi loại cấp bậc này sát thủ, không đến gần được nơi này. Như thế, đa tạ ngươi, nếu như không phải hắn, Lý Thiên Mệnh thật không biết nên làm cái gì. Có lẽ chỉ có thể thỉnh cầu Mộ Uyển, để cho mình đem mẫu thân mang vào viêm hoàng học cung. Không dùng. Ta đã từng cùng mẹ ngươi có chút giao tình, tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Có điều, người vẫn là khác nói với nàng ta tới qua đi, cũng đừng nói có người bảo vệ sự tình. Minh Bạch, đi trước, ngày mai bài vị chiến, nhìn ngươi biểu hiện. Sau khi nói xong, thần thánh đứng dậy, hắn hẳn là đi an bài người bảo vệ. Hắn thủ hạ đông đảo, đều là thân tín, tùy tiện hô cá nhân đến vấn đề không lớn. Chờ hắn đi về sau, Lý Thiên Mệnh híp mắt. Cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ nằm tại trong đình viện, nhìn lấy ngôi sao trên trời. Có như vậy trong nháy mắt, ta cho là mình thật phải chết. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng là, ta không chết, cho nên ta đột nhiên cảm giác được,
đời ta, rốt cuộc không chết được. Mọi chuyện đều tốt giống nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn thiêu đốt hỏa diễm, đã sớm vĩnh bất ma diệt. Ý gì à? Tiểu hoàng gà mơ hồ hỏi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn lấy nó. Làm gì? Tiểu hoàng gà duỗi ra hai cánh, chặn lồng ngực của mình, nói, ngươi có nhu cầu lời nói, đừng tìm ta đối nam nhân không hứng thú. Lan, Lý Thiên Mệnh đập nó một bàn tay, ánh mắt thiêu đốt nói, ta có chút cảm ngộ, có muốn thử một chút hay không, ngay tại tối nay, xông vào linh nguyên cảnh. Đến thú mạch cảnh tầng thứ 9 mới 3 ngày. Ngươi điên rồi. Không có. Hắn chỉ là, nội tâm bền bỉ đến có vô tận niềm tin, đủ để thành tựu linh nguyên cảnh giới niềm tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 3 năm trước đây ra chuyện trước nửa tháng, Lý Thiên Mệnh vừa tới đạt linh nguyên cảnh. Hắn cùng Kim Vũ cùng một chỗ nỗ lực, đem mỗi người 9 đầu thú mạch hội tụ, tại trên thân ngưng luyện ra 5 cái linh nguyên. Theo thú mạch ngưng tụ linh nguyên, là một cái đại cảnh giới đột phá. Đại cảnh giới đột phá, khả năng nhất chiều liền thành, nhưng cũng có thể cần hao phí 1 năm, thậm chí là mấy năm. Tư chất ngu dốt người, có lẽ 10 năm đều chưa hẳn thành công. Bực này đại cảnh giới vượt qua, muốn không phải khổ tu, mà chính là kinh nghiệm cùng tu luyện công pháp, còn có ổn định tâm cảnh. Còn có trong nháy mắt đó linh quang nhất thiểm. Ta đã từng thành tựu qua linh nguyên cảnh, bây giờ lại tu linh nguyên cảnh, đoán chừng trên đời này tất cả thú mạch cảnh tầng thứ 9, đều không ta kinh nghiệm phong phú. Tu luyện công pháp, huỳnh hỏa vĩnh hằng luyện ngục kinh tuyệt đối là chí tôn cấp bậc công pháp. Kể từ đó, tam đại yếu tố hiện tại đã có 2 loại, loại thứ 3 vì tâm cảnh, cũng có thể nói là linh quang nhất thiểm. Kinh lịch trận này ám sát kiếp nạn về sau, Lý Thiên Mệnh tâm cảnh bỗng nhiên tiến vào một loại thần diệu mà bàng bạc cảnh giới. Giờ phút này có một loại siêu việt trần thế cảm giác, nội tâm của hắn tỉnh táo đến cực hạn, nhưng lại nóng rực đến cực hạn. Không thể vòng so niềm tin, để thời khắc này thú nguyên theo thiêu đốt, để máu tươi theo sôi trào. Liên huỳnh hỏa đều có thể cảm nhận được hắn giờ phút này niềm tin thiêu đốt, đó là một loại chiến ý ngút trời. Giờ này khắc này, có một loại nghịch thiên mà đi cảm giác. Tốt, ngươi muốn xông vào, lão tử liền bồi ngươi. Tiểu hoàng gà nói xong câu này, cái kia mắt nhỏ bên trong cũng nổi lên hỏa diễm. Khát sợ, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh xếp bằng ở cái này tĩnh mịch trong đình viện, tiểu hoàng gà như là một đám lửa, ghé vào đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội phía trên. Làm trên thân hai người vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên triệt để quán thông, nối liền cùng một chỗ thời điểm, ngự thú sư cùng cộng sinh thú, tại lúc này trở thành một cái chỉnh thể. Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhớ đến chính mình đã từng ngưng luyện linh nguyên cảnh tràng cảnh. Hắn theo nếm thử đến lớn nhất cuối cùng thành công, hết thảy bỏ ra 3 tháng. Cái kia 3 tháng, hắn cùng Kim Vũ hết thảy thử hơn 1000 lần, đi hơn 1000 đường quanh co, cuối cùng mới lấy thành công. Mà lần này, làm tiểu hoàng gà bắt đầu niệm tụng cái kia vĩnh hằng luyện ngục kinh khẩu quyết, khi chúng nó trên người thú nguyên quán thông cùng một chỗ, hừng hực thiêu đốt, như là dung nham đang cuộn trào mãnh liệt lưu động thời khắc, Lý Thiên Mệnh chợt nhìn thấy. Trước mắt của hắn căn bản cũng không có hơn 1000 điều đường quanh co, có chỉ có một đầu tiền đồ tươi sáng. Hắn bắt đầu cùng huỳnh hỏa cùng một chỗ, toàn thân liệt hỏa, đạp vào đầu này hành trình. Cho dù là núi đao biển lửa, bọn họ đều thẳng tiến không lùi xông vào. Cái kia tuyệt thế tâm cảnh cùng niềm tin, tại lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn. Hướng. Giống như Lý Thiên Mệnh nói, hắn hôm nay bất tử, về sau sẽ không phải chết. Giờ phút này thiếu niên, liệt hỏa vần quanh, ngực có hỏa sơn, mắt như xí nhật. Tại thông hướng linh nguyên cảnh con đường phía trên, hắn như cùng một đầu cự thú chạy vội, núi đao biển lửa đều ngăn không được hắn nóng rực chi tâm. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, triệt để khơi dậy hắn phẫn nộ trong lòng. Hắn thấy được huyết hải thâm cừu, thấy được Kim Vũ, thấy được 3 năm này hết thảy. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là động lực của hắn, đều là hắn thông hướng bất tử bất diệt con đường lý do. Ngưng luyện linh nguyên chi pháp, tên là luyện ngục chi nguyên. Như thế nào địa ngục, đó là lửa cháy bừng bừng đốt cháy địa ngục. Thế gian hết thảy, cho dù là âm dương cùng luân hồi, tại luyện ngục bên trong đều sẽ bị phần đốt sạch sẽ. Đó là trong thần thoại liệt hỏa địa ngục, bên trong thiên địa ngoại trừ hỏa diễm, cái gì đều không tồn tại. Làm huỳnh hỏa chủ đạo luyện ngục chi nguyên công pháp bắt đầu vận chuyển thời điểm, làm hết thảy 18 điều thú mạch hội tụ vào một chỗ, trong khi bên trong vô số vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên tại mỗi người bên trong thân thể điên cuồng phun trào thời điểm.
từ nơi sâu xa, Lý Thiên Mệnh thấy được linh nguyên vị trí. Hắn vốn cho rằng, Kim Vũ đều có thể cho mình sáng tạo 5 cái linh nguyên, tiểu hoàng gà trước mắt ánh mắt có 6 cái điểm sao, bị cho rằng là cấp 6 cộng sinh thú, cần phải có thể cho mình sáng tạo 6 cái linh nguyên mới đúng. Nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, lúc này thời điểm bắt đầu ngưng luyện linh nguyên, vậy mà chỉ có 1 cái. Ngay tại chính thống nhất đan điền vị trí. Linh nguyên số lượng. Thứ 1 quyết định cùng cảnh giới ngự thú sư cùng cộng sinh thú thú nguyên dung lượng, thứ 2 quyết định tế luyện linh nguyên thần thông số lượng. 6 cái linh nguyên, có thể tế luyện 6 cái linh nguyên thần thông, nhưng là 1 cái linh nguyên, vậy cũng chỉ có thể tế luyện 1 cái thần thông. Mà lại, cùng 1 cảnh giới, người khác có 6 cái linh nguyên chứa đựng thú nguyên, chính mình chỉ có 1 cái, tuyệt đối thiệt thòi lớn. Bởi vì tam giai trở lên cộng sinh thú, mới có thể thành tựu linh nguyên cảnh, cho nên trong lịch sử chỉ sợ còn không tồn tại 1 cái linh nguyên ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, loại chuyện này để cho mình đụng phải. Bất quá, trong lòng của hắn không có chút nào bối rối, hắn vô cùng tín nhiệm Huỳnh Hỏa. Nó là vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, huyết mạch của nó là thế giới chí tôn, liền xem như 1 cái linh nguyên, lại làm sao có thể là phổ thông linh nguyên. Có lẽ, cái này sinh ra tại 2 người bọn họ thể nội linh nguyên, cũng là cái gọi là luyện ngục chi nguyên. Trong cơ thể của bọn họ mỗi người sinh ra 1 cái địa ngục chi nguyên. Lý Thiên Mệnh là tại đan điền vị trí, mà tiểu hoàng gà thì là tại dạ dày. Bởi vì nó thế nhưng là có thể thôn phệ mặt trời tồn tại, ruột trong dạ dày luyện ngục chi nguyên, nói không chừng cũng là rễ của nó vốn. Làm toàn thân lực lượng hướng về cái này duy nhất luyện ngục chi nguyên hội tụ thời điểm, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, cái này hội tụ vô số vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên luyện ngục chi nguyên chính đang khuếch đại. Trước kia chỉ là bình thường linh nguyên lớn nhỏ, theo thời gian tiến hành, mỗi thời mỗi khắc, nó đều đang khuếch đại. Linh nguyên cảnh ngưng luyện. So với thú mạch cảnh đột phá muốn phức tạp rất nhiều, thời gian hao phí rất dài. Người khác đều là từng cái linh nguyên ấn trình tự khai mở, Lý Thiên Mệnh từ đầu tới đuôi đều tại khai mở 1 cái linh nguyên. Theo đêm khuya đến thần hy, tốt mấy canh giờ thối luyện phía dưới, trong đan điền luyện ngục chi nguyên, đã bành trướng đến Lý Thiên Mệnh khó có thể tưởng tượng trình độ. Hắn là biết người bình thường linh nguyên lớn nhỏ cùng dung lượng. Nói ngắn gọn, hiện tại luyện ngục chi nguyên dung lượng cơ hồ tương đương tại 7 cái, thậm chí là 8 cái phổ thông linh nguyên. Điều này nói rõ cùng các loại cảnh giới giao phong, hắn vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên vốn là tại tính chất lên đều muốn vượt qua đối thủ, hiện tại dung lượng phía trên, cũng có thể siêu việt nắm giữ cấp 7 cộng sinh thú đối thủ. Tổng hợp, khả năng có thể so với bát giai, thậm chí là cửu giai cộng sinh thú ngự thú sư. Mà loại tầng thứ này siêu cấp thiên tài, Lý Thiên Mệnh cũng không từng nghe nói qua, Chu Tước Quốc trong lịch sử cũng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Người nào tại lúc còn trẻ nắm giữ cấp 7 cộng sinh thú, vậy cũng là rung động cả nước sự tình. Khủng bố như vậy thiêu đốt luyện ngục chi nguyên, đủ để cho Lý Thiên Mệnh nắm giữ vô địch cùng cảnh giới. Thậm chí, nắm giữ vượt cảnh giới đều vô địch thú nguyên. Duy nhất không có cách nào xác định chính là, một cái địa ngục chi nguyên, làm cho Huỳnh Hỏa tế luyện mấy cái thần thông. Lại hoặc là nói, Huỳnh Hỏa căn bản không cần theo chiếm lấy hung thú giác tỉnh thần thông. Khi bọn hắn linh nguyên cảnh tu luyện chuẩn bị kết thúc, làm cái kia như là hỏa diễm như địa ngục luyện ngục chi nguyên hoàn toàn thành hình thời điểm, Lý Thiên Mệnh đại khái có đáp án. Hắn đang quan sát chính mình luyện ngục chi nguyên, nhìn lên tới đây chính là một cái chân thực địa ngục. Nó thành chính mình hạch tâm, chín đầu thú mạch chính là cái này địa ngục quán thông thân thể thông đạo, cũng là hắn liên thông Huỳnh Hỏa luyện ngục chi nguyên thông đạo. Đừng nhìn Huỳnh Hỏa thân thể tiểu, nhưng là nó luyện ngục chi nguyên, cùng Lý Thiên Mệnh căn bản không có khác nhau. Ta cảm nhận được, thân thể của ta đang thức tỉnh. Tiểu hoàng gà bỗng nhiên hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh mở to mắt, hiện tại mặt trời còn chưa có đi ra, thiên địa vạn vật còn tại trong mờ tối, mà cuồng bạo vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, chính trên người bọn hắn thiêu đốt. Ngay một khắc này, tiểu hoàng gà như gà trống gáy minh, ngửa mặt lên trời thét dài. Hô! Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, nó giờ phút này bỗng nhiên phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa màu vàng óng kia chính là thân thể nó gấp 10 lần lớn nhỏ, tại lao ra trong nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành một cái hỏa diễm phượng hoàng. Ngọn lửa kia phượng hoàng phóng lên tận trời, bay về phía thương thiên, lơ lửng giữa không trung nóng rực thiêu đốt, trong một chớp mắt, phương viên trong vòng 10 dặm, chỉ sợ đều bị ngọn lửa này phượng hoàng chiếu sáng. Phượng hoàng chính là trong truyền thuyết thánh thú. Chính là một loại đồ đằng cùng tín ngưỡng.
Viêm Hoàng học cung Phượng Hoàng Điện cũng là lấy Phượng Hoàng là tín ngưỡng, trong thần thoại có miêu tả Phượng Hoàng bộ dáng, cho nên Lý Thiên Mệnh mới kết luận đây là một cái hỏa diễm Phượng Hoàng. Huỳnh hỏa ngửa đầu thét dài, phun ra cũng là một cái hỏa diễm Phượng Hoàng. Ngọn lửa kia Phượng Hoàng hừng hực thiêu đốt, sau đó để Huỳnh hỏa há miệng hút vào, một lần nữa về tới trong bụng của nó. Nếu như nói, thành tựu linh nguyên cảnh hội có thần thông, vậy ta vừa mới vậy coi như là một loại thần thông đi, tên là luyện ngục hỏa. Luyện ngục hỏa thiêu đốt, vĩnh hằng bất diệt, trừ phi chính ta thu hồi lại. Tiểu hoàng gà thu hồi hỏa diễm Phượng Hoàng, luyện ngục hỏa kiêu ngạo nói. Khẳng định cùng cộng sinh thú linh nguyên thần thông khác biệt, cộng sinh thú bản thân không có có thần thông, đều là chiếm lấy hung thú thú hồn tế luyện mà đến, chứa đựng tại linh nguyên bên trong. Mà ngươi cái này thần thông, là huyết mạch bên trong sinh ra, càng cùng loại hung thú giác tỉnh thần thông. Lý Thiên Mệnh đã thấy được luyện ngục hỏa uy lực. Đây là một loại không diệt hỏa diễm, muốn là địch nhân nhiễm đến, tuyệt đối trừ không sạch sẽ. Thực lực cụ thể muốn tại trong thực chiến trắc nghiệm. Nhưng, cái này thái cổ hỗn độn cự thú giác tỉnh thần thông, uy lực hội phổ thông A. Đến mức ta luyện ngục chi nguyên, còn có thể hay không tế luyện hung thú thú hồn, hình thành linh nguyên thần thông, đến lúc đó thử một chút thì biết. Ta cảm giác độ khó khăn không lớn, nhưng là, chưa chắc có ta luyện ngục hỏa cường chính là. Tiểu hoàng gà một mặt ra vẻ. Ta cảm giác phía trên, ngươi tương đương với có hung thú cùng cộng sinh thú hai loại thuộc tính. Hung thú có thể có giác tỉnh thần thông, cộng sinh thú thì có thể tế luyện thú hồn sinh ra linh nguyên thần thông, ngươi nói không chừng hai loại đều có thể. Đây là Lý Thiên Mệnh suy đoán. Hắn cảm giác thái cổ hỗn độn cự thú trở thành cộng sinh thú, kỳ thật cũng không có mất đi nó vốn là đồ vật. Thậm chí, khả năng biến đến mạnh hơn, cũng có nhiều hơn khả năng. Khác cộng sinh thú linh nguyên, chỉ có thể tiếp nhận một cái linh nguyên thần thông. Nhưng là, tiểu hoàng gà cái này bàng bạc luyện ngục chi nguyên, bản thân thì tồn tại, luyện ngục hỏa, dạng này huyết mạch giác tỉnh thần thông. Cũng rất có thể tế luyện thú hồn, đạt được hung thú thần thông. Hai người cũng đã kết thúc tu luyện, cái này trong đình viện nóng rực khí tức, cuối cùng tiêu trừ. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được trên người mình bàng bạc lực lượng. Hắn khắc sâu minh bạch, lần này đột phá so với trước kia đều muốn mạnh hơn nhiều lắm. Rốt cục, về tới 3 năm trước đây cảnh giới. Nhưng là, cùng 3 năm trước đây, khác nhau thực sự quá lớn. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình, 3 năm trước đây đến linh nguyên cảnh, tuyệt đối không phải bộ dáng bây giờ. 3 năm trước đây tuy nhiên nắm giữ 5 cái linh nguyên, nhưng là cùng đan điền cái này luyện ngục chi nguyên so sánh, khác biệt thực sự quá lớn. Là thời điểm, mang theo mình nương đi Viêm Hoàng học cung. Tiểu hoàng gà ánh mắt thiêu đốt nói. Muốn để ta biết, là ai dám ám sát chúng ta, còn đả thương mình nương, lão tử phải thiêu đến người này thần hình câu diệt. Tiểu hoàng gà cắn răng nói. Lý Thiên Mệnh không nóng nảy, sớm muộn cũng phải tra ra manh mối. Hiện tại, hắn chỉ muốn tiến thiên phủ. Trời đã sáng. Tại vệ tỉnh tới nói, tối hôm qua tựa như là làm một trận khó chịu mộng. Khi tỉnh lại, liền nhìn đến nhi tử đang ngồi ở trước giường, mặt mỉm cười nhìn lấy nàng, nói. Gần nhất biến lười biếng, ngủ được muộn như vậy, bài vị chiến lập tức liền muốn bắt đầu, còn không tranh thủ thời gian. A, Lý Thẩm, nhanh đến giúp đỡ. Vệ tỉnh vội vã đứng lên, đối với nàng mà nói cái này có thể là chuyện trọng yếu nhất. Lý Thẩm đã sớm cho nàng quản lý tốt. Nàng chỉ cần rửa mặt liền có thể, cửa một cỗ mới tinh xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt. Viêm Hoàng chiến trường bài vị chiến người xem phiếu bán được hơi đắt, bất quá Lý Thiên Mệnh cũng chuẩn bị xong. Hắn cũng cho Lý Thẩm mua một chương, thuận tiện nàng chiếu cố vệ tịnh. Thần thánh an bài người hẳn là sẽ đi theo vệ tịnh, có cường giả bảo trì vệ tịnh, Lý Thiên Mệnh mới có thể đem tinh lực thả về mặt tu luyện. Lúc sáng sớm, Lý Thiên Mệnh liền khống chế xe ngựa đi vào Viêm Hoàng học cung. Lúc này bên ngoài học cung đã người đông tấp nập. Làm học cung đệ tử, Lý Thiên Mệnh có một chút tiểu đặc quyền, có thể đem mẫu thân đưa đến Viêm Hoàng chiến trường bốn phía khán đài vị phía trên, vị trí gần phía trước lại dâm mát thoải mái dễ chịu. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn vạn khán đài đã ngồi lít nha lít nhít. Những cái kia tư mật phòng cao thượng đoán chừng cũng đều đã sắp xếp xong xuôi, Chu Tước Quốc rất nhiều có quyền có thế cường giả, bây giờ đều tại cái này Viêm Hoàng trong chiến trường. Chỉ là người bình thường không có tư cách nhìn đến bọn họ. Viêm Hoàng học cung bài vị chiến, tự nhiên lấy học cung làm chủ, trong gian phòng trang nhã khách nhân cũng không tham dự can thiệp, chỉ coi một trận trò vui thưởng thức là đủ.
Ngoại trừ người xem, phía dưới trên chiến trường, vài ngày trước thông quan thành công, trở thành Viêm Hoàng học cung đệ tử mới các thiếu niên thiếu nữ, cơ bản đã vào chỗ. Bài vị chiến việc quan hệ tư nguyên cùng vinh diệu, hôm nay bài danh trong tương lai tu hành bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đi theo chính mình, như là chính mình ký hiệu. Cái này gọi những người trẻ tuổi kia, làm sao không liều chết đánh một trận. Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tịnh giao phó xong về sau, đang muốn trở lại Mộ Uyển Ban trong hàng ngũ. Đúng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, chỉ thấy ung dung hoa quý Tuyết Lam phu nhân, tại một đám quý phụ nhân chen chúc phía dưới, vừa đi vào học cung. Các nàng hướng về phòng cao thượng mà đi, trung gian đi ngang qua nơi này, thấy được Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tịnh. Con trai của nàng Thần Diệu cũng phụng dưỡng ở tại bên người. Hôm nay Thần Diệu người mặc trường bào màu tím, anh tuấn uy vũ bất phàm. Hắn lại là thiếu niên thiên tài, mặc kệ đi tới chỗ nào, cơ hồ đều có thể gây nên rất nhiều hoài xuân thiểu nữ ghé mắt. Các ngươi đi trước, ta một lát nữa sẽ tới. Tuyết Lam phân phó một tiếng. Bên người nàng những cái kia quý phụ nhân lúc này mới đi trước, lưu lại Tuyết Lam cùng Thần Diệu hai người, hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Tịnh Nhi, Tuyết Lam trên mặt nụ cười, đi đến Vệ Tịnh trước mặt. Nàng không thế nào khách khí, nhẹ nhàng nâng lên Vệ Tịnh tay, hỏi. Tịnh Nhi đêm đó làm sao không có đi Thần Diệu khách sạn, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chỗ ở, một mực không đợi được ngươi. Có một số việc làm trễ nải, về sau vừa vặn Thiên Mệnh lấy được một số tiền tài, liền chính mình mua một gian, cho nên liền không có đã làm phiền ngươi. Vệ Tịnh sắc mặt bình thản, nhưng cũng không cách người ngàn dặm bên ngoài. Đối với nàng đã thất vọng người, nàng sẽ không lại đầu nhập tình cảm. Tịnh Nhi đối với ta quá khách khí, Tuyết Lam lắc đầu khổ não nói. Vệ Tịnh khẽ cười cười, không có trả lời. Nàng là lười nhác hư tình giả ý người, đối đã biến chất đã từng, nàng không có bao nhiêu đi phụ họa ý nghĩ của đối phương. Có điều, các ngươi về sau mua cái gian phòng kia nhà, kỳ thật cũng là chúng ta Tinh Thần Thương Hội tài sản. Tuyết Lam bỗng nhiên nói như vậy, trong lời nói cảm giác ưu việt hết sức rõ ràng. Ý tứ đơn giản nói đúng là, thì coi như các ngươi không tiếp thụ ta bố thí, sau cùng còn không phải ở tại ta bán cho trong phòng của ngươi. Nàng Tinh Thần Thương Hội gia nghiệp thật lớn như thế, ai có thể đào thoát lòng bàn tay của nàng? Ngươi biết chúng ta ở nơi nào? Lý Thiên Mệnh giật mình, híp mắt hỏi thăm Tuyết Lam. Ngươi muốn nói cái gì? Thần Diệu ngược lại là không có khách khí như vậy, nhìn thẳng Lý Thiên Mệnh. Không có gì, Lý Thiên Mệnh chỉ là đang nghĩ, có lúc phụ nhân ngoan độc lên, so xà hạt đều còn đáng sợ hơn. Thần Thánh đối với mẫu thân tốt như vậy. Có khả năng hay không Tuyết Lam có phát giác? Cho nên thuê mướn sát thủ, muốn giết mình mẹ con. Đây là tồn tại khả năng. Nương, chúng ta đi thôi, còn muốn trước bái phòng Tinh Phủ, Thiên Cơ Cung các vị tiền bối, Chu Tước Vương tộc bên kia nghe nói cũng có nhân vật trọng yếu đến. Bài vị chiến lập tức liền muốn bắt đầu, đừng ở người không có phận sự trên thân lãng phí thời gian. Thần Diệu lãnh đạm nói. Diệu, làm sao nói chuyện ngươi, ngươi nhu gì thế nhưng là mẫu thân lúc trước tỉ muội, không thể không lễ phép. Tuyết Lam oán trách mắng. Nàng vỗ nhẹ Thần Diệu bả vai, không đau không ngứa. Cái gì tỉ muội a, nàng và bên cạnh cái này người hầu, xem ra ngược lại là so sánh giống tỉ muội. Thần Diệu nhún nhún vai, xoay người rời đi. Tịnh Nhi, đều vô lại ta, không có để ý dạy tốt đứa nhỏ này, cái này ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên hài tử, cũng là khó giáo dục, tính khí rất lớn, ngươi tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn ha. Có lúc thật hâm mộ ngươi, tỉ như ngươi này nhi tử. Tuy nhiên thô ráp một chút, nhưng nhu thuận hiểu chuyện, quản giáo lên dễ dàng. Tuyết Lam mềm mại vừa cười vừa nói. Vệ Tịnh đã không muốn phản ứng nàng. Làm gì, hỏi ngươi một vấn đề. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Vấn đề gì đâu? Ngươi biết cái gì là huyết hoa điện sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái gì, ta không biết. Tuyết Lam lắc đầu, huyết hoa điện là cái cấm kỵ, bình thường rất nhiều người cũng không dám đàm luận. Nhưng, lấy thân phận của nàng. Cùng huyết hoa điện có tiếp xúc rất bình thường. Cái kia không có việc gì, làm gì mời đi, đi thong thả không tiễn. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Tiểu hài tử khác nói mò, ta còn muốn lời nói muốn đối mẫu thân ngươi nói sao. Tuyết Lam tức giận nói. Làm gì, Thần Diệu lần này là muốn thông qua bài vị chiến, cầm tới đệ nhất, tiến vào thiên phủ thật sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực hỏi. Đúng vậy à, thì tính sao? Tuyết Lam cảm giác đứa nhỏ này tại nhắm vào mình.
làm gì không dùng giả mù sa mưa, ngươi những thứ này hư tình giả ý, sẽ chỉ làm mẫu thân của ta xem thường ngươi. Ngươi đều có tạo hóa, ngươi cảm thấy ngươi hạnh phúc, ngươi qua được tốt, không cần thiết dạng này khoe khoang, dạng này sẽ chỉ biểu hiện ngươi nội tâm tối tăm mà đã từng thất bại, ta nói đúng không? Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng con mắt của nàng, nói từng chữ đều có sắt thép một dạng phân lượng. Người đứa nhỏ này làm sao nói chuyện, còn có giáo dưỡng sao? Tuyết Lam sắc mặt như xương, ngón tay run nhẹ nhẹ. Ta không còn giáo dưỡng, cũng so thần diệu tốt. Ngươi tự nhận là bây giờ toàn phương vị đều so mẫu thân của ta ưu tú, để ngươi sinh ra nhiều như vậy cảm giác ưu việt, đến hôm nay đến còn tại dương dương đắc ý. Như ngươi vậy chỉ có loại này thấp kém thú vị người, ta cảm thấy, ngươi đến đón lấy có thể sẽ rất thất bại. Hắn nói như vậy, thì tương đương với vạch mặt. Vệ Tịnh kéo hắn một cái, ra hiệu hắn không cần nói nữa, nhưng là Lý Thiên Mệnh nhìn không được. Ngươi cái này cho người hạ dược dâm loạn cầm thú, có tư cách nói loại lời này rồi. Tuyết Lam đẳng cấp rất cao, thật muốn kéo lên, nàng là không thế nào sợ Lý Thiên Mệnh, càng không sợ Vệ Tịnh, nếu như muốn bệnh tâm thần, ai sợ ai a? Có không có tư cách, ngươi nhìn xuống nhìn liền biết, nhìn xem lần này, thần diệu bị người nào dẫm tại dưới chân. Lý Thiên Mệnh nói. Tuyết Lam cười, nàng che miệng cười khẽ, nhìn sang Lý Thiên Mệnh về sau, nàng chuyển hướng Vệ Tịnh, nói. Tịnh Nhi, người khác không nói lời nào, nghe các ngươi lời này ý tứ, là muốn cùng ta so nhi tử sao? Người đi đi, đừng ở khinh nhờn ta trong trí nhớ Tuyết Lam được không? Vệ Tịnh cắn răng nói. Khinh nhờn, ngươi như vậy bộ dáng chật vật, mới là khinh nhờn chính ngươi, Vệ Tịnh. Sau khi nói xong, Tuyết Lam lạnh lùng đến đâu cười nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Sau đó hừ một tiếng, đạp trên bước liên tục vừa đong vừa đưa rời đi. Trong nội tâm nàng sợ là có vạn phần đắc ý, nhớ tới Lý Thiên Mệnh, nàng thậm chí cảm thấy quá mức buồn cười, nhịn không được cười ra tiếng âm tới. Người khác xem xét, còn tưởng rằng cái này thần thánh phu nhân lại có cái gì đại hỷ sự. 20 năm sau, đến cùng người nào thắng? Tuyết Lam nhìn nhìn mỹ mạo của mình, nhìn một chút da thịt cùng tư thái, nhìn lại mình một chút lộng lẫy quần áo cùng eo quấn vạn kim. Nhìn nhìn lại lớn như vậy tinh thần thương hội đế quốc, nhìn xem dọc theo đường tất cả mọi người đối với mình cực kỳ hâm mộ, lại nghĩ từ bản thân một đôi tử, nàng đã sớm có đáp án. Đến mức Vệ Tịnh, nàng bất quá co lại trong góc kéo dài hơi tàn, đã sớm thua thất bại thảm hại. Dù là Vệ Tịnh cho tới bây giờ đều không muốn so sánh với so sánh, thế nhưng là nàng muốn nha. Nàng thua phía trước 20 năm, mãi mãi cũng là lá xanh cùng vật làm nền, ai biết nàng ở phía trước 20 năm. Tâm lý đến cỡ nào thất bại đâu. Hôm nay mặc dù làm càn, nhưng là cũng thoải mái nhanh. Nàng không cảm thấy đáng tiếc, tại thần cung gặp gỡ một lần kia, nàng thì không muốn cho Vệ Tịnh cười rời đi. Lần này nói ra rất nhiều lời trong lòng, tâm lý càng là sảng khoái, đi bộ đều có thể mang theo phong tới. Lại nghĩ lên Lý Thiên Mệnh cái này có tiếng xấu đổ vật, lại còn dám khiêu chiến chính mình hoàn mỹ nhi tử. Tốt như vậy cười sự tình, nàng đều không kịp chờ đợi. Muốn cùng tỉ muội của nàng nhóm chia sẻ. Cái gì gọi là tỉ muội nha, những cái kia đối với ta a dua nịnh hót, đối với ta nịnh nọt, hận không thể uống ta nước tắm nữ nhân, mới là tỉ muội của ta. Nhìn lấy mình tại cái tuổi này có thể xưng hoàn mỹ dung mạo, da thịt cùng dáng người. Nhớ tới Vệ Tịnh bệnh nguy kịch dáng vẻ, nàng nhịn không được lại cười ra tiếng. Tiểu mệnh kiếp, thật là một cái mỹ đồ tốt. Cứ như vậy, nàng về tới trong gian phòng trang nhã. Nàng nói lên Lý Thiên Mệnh sự tình, cùng bọn tỉ muội cùng một chỗ cười vang, cười đến trang điểm lộng lẫy. Một đám phụ nữ, dường như về tới thiếu nữ thời khắc, đắm chìm trong hoan lạc. Các nàng chế giễu Lý Thiên Mệnh, tạm thời còn không có rời đi Vệ Tịnh. Ngươi cảm giác như thế nào? Hắn hỏi. Bất quá là cho thấy trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật, cũng không có gì, ta quen thuộc. Vệ Tịnh vẫn thong dong, trên mặt ấm áp nói chuyện cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện. Lý Thiên Mệnh bất quá đã nhận lấy 3 năm, nàng nửa đời đều tại gặp phải loại này người, chuyện hôm nay, hoàn toàn không thể đánh ngã nàng. Sau đó thì sao? Ngươi có thể đánh bại thần diệu sao? Chút lòng thành, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy liền cho ta, đem hắn đánh thảm một chút, Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh cười. Cái này, mới là mẹ của hắn a. Vệ Tịnh cho tới bây giờ đều không phải là khúm núm người. Chỉ là vận mệnh quá tàn khốc. Rất nhiều chuyện không thể làm gì. Mà bây giờ, nếu có cơ hội kia, cái kia nàng vì cái gì không thể, để những cái kia sớm đã để cho nàng thất vọng người,
vẫn còn muốn bỏ đá xuống giếng người, để bọn hắn đánh đổi một số thứ đâu. Ngươi làm được à, Thiên Mệnh? Vệ Tịnh lại hỏi một câu. Mẫu thân, ngươi ở chỗ này ngồi xuống, sau đó, nhìn ta cho ngươi biểu diễn tiết mục là có thể. Lý Thiên Mệnh nói. Đáng tiếc không có hạt dưa cùng ít rượu, không phải vậy thoải mái hơn. Vệ Tịnh cười. Chớ suy nghĩ quá nhiều, uống chút nước sôi để nguội, ý tứ một chút liền tốt. Lúc này thời điểm, phía dưới Viêm Hoàng học cung đại nhân vật bắt đầu ra sân, Lý Thiên Mệnh đã nghe được có người tuyên bố, bài vị chiến chính là bắt đầu. Ta phải đi, không đi nữa, Mộ Uyển thượng sư muốn đánh ta. Lý Thiên Mệnh nói. Mộ Uyển, Vệ Tịnh giật mình. Ngươi biết, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi đi đi, Vệ Tịnh mỉm cười, nàng ngồi rất đoan chính, hai tay đặt ở trên đầu gối. Kỳ thật, chỉ cần nàng cười thời điểm, xem ra cũng không có như vậy lão. Lý Thiên Mệnh vẫn có thể tại trên người của nàng nhìn đến, 20 năm trước, nàng tại diễm đâu cái kia phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Canh giờ đã đến, 4 năm một lần điện khảo bài vị chiến, lập tức liền muốn tiến hành. Khẩn trương nhất thời khắc đã đến. Viêm Hoàng học cung bên này, từ năm đại điện chủ tọa chấn, tự mình giám sát bài vị chiến, có thể thấy được học cung đối bài vị chiến coi trọng. Trước đây thông quan chiến chỉ có thượng sư tọa chấn. Canh giờ đã đến, năm đại điện chủ cùng nhau có mặt. Năm đại điện chủ bên trong, lần này ở giữa chính là Phượng Hoàng điện điện chủ Vệ Tử Côn. Lần này điện khảo bài vị chiến, đến phiên Phượng Hoàng điện toàn quyền chủ trì, trưởng khống đại cục. Bỉ nhân Vệ Tử Côn, cùng 4 vị khác điện chủ cùng một chỗ, hoan nghênh các vị đại giá quang lâm. Cái này lời dạo đầu vừa ra, liền đưa tới từng trận gieo họ ồn ào. Cái này mang ý nghĩa, kích động nhân tâm thời khắc đã đến gần. Tại bài vị chiến trước khi bắt đầu, ta đại biểu học cung, long trọng hoan nghênh các vị đến đây chấn giữ hạng cân nặng khách mời. Có các ngươi quan chiến, học cung bài vị chiến càng thêm công chính nghiêm minh, càng thêm vinh diệu. Mọi người còn không biết, có nào cao người đã tọa chấn, xin cho phép Vệ Tử Côn, vì các vị long trọng giới thiệu. Những cái kia thân phận tôn quý tồn tại, hiện tại cũng tại trong gian phòng trang nhã. Dân chúng xác thực không nhìn thấy. Đầu tiên, để chúng ta hoan nghênh Chu Tước Vương tộc, Tuyên Vương, Điện Hạ. Gặp qua Tuyên Vương. Hôm nay tại chỗ đều là đắc thể nhân vật, nghe được Tuyên Vương vậy mà tự mình đến gần, tự nhiên vội vàng cùng kêu lên chào hỏi. Tuyên Vương chính là Chu Tước Vương thân đệ đệ, Chu Tước Vương tộc đứng đầu nhất một trong những nhân vật, là Chu Tước Vương trợ thủ đắc lực. Vệ Tử Côn cái thứ nhất giới thiệu hắn, tự nhiên nói rõ hắn là tại chỗ tối cao thân phận. Tại một gian thứ nhất lộng lẫy phòng cao thượng bên trong, truyền đến một cái ôn nhuận thanh âm, miễn lễ, hôm nay nhân vật chính là người trẻ tuổi, ta bất quá là đến thưởng thức, mọi người không cần câu thúc. Nghe nói Tuyên Vương tính khí phi thường tốt, hôm nay nghe xong quả là thế. Vệ Tử Côn tiếp tục giới thiệu. Vị thứ hai hạng cân nặng khách mời, đến từ Thiên Cơ Cung. Thiên Cơ Cung nghiêm chỉnh mà nói, không tính là nhất phương thế lực. Bởi vì, Thiên Cơ Cung phụ thuộc Chu Tước Vương tộc. Bây giờ Chu Tước quốc trung bách quan, đa số đều là Thiên Cơ Cung bồi dưỡng được tới. Thiên Cơ Cung coi trọng văn hóa giáo dục, chiếu cố võ đạo tu luyện. Cùng Viêm Hoàng học cung khác biệt chính là, Thiên Cơ Cung bồi dưỡng càng nhiều hơn chính là trị quốc chi tài. Bây giờ Chu Tước quốc, tướng quốc đại nhân, chính là Thiên Cơ Cung cung chủ. Hôm nay đại biểu Thiên Cơ Cung đến đây người quan chiến, nghe giới thiệu chính là đương triều Tần tướng quốc chi nữ, Thiên Cơ Cung tàng thư các chủ Tần Tuyền Vũ. Nàng cũng là diễm đô tao nhã một trong những nhân vật, hắn tuổi tác lớn ước cùng Vệ Tịnh các nàng không sai biệt lắm. Vị thứ ba hạng cân nặng khách mời, đến từ Lôi Tôn Phủ, chính là đương đại Lôi Tôn chi tử, cũng là đời kế tiếp Lôi Tôn, tên là Lâm Thiên Giám. Lâm Thiên Giám đã theo trong tay phụ thân tiếp thủ, Lôi Minh Quân, nguyên soái chức vị, bây giờ là Chu Tước quốc đệ nhất soái, cũng là một vị tuyệt thế cường giả. Hắn thần uy cùng địa vị đều vô cùng cao thượng, kỳ thật luận danh khí địa vị. Hắn khẳng định tại Thiên Cơ Cung Tần Tuyền Vũ chi phía trên. Bất quá, Chu Tước quốc thói quen đem phụng dưỡng Chu Tước Vương tộc Thiên Cơ Cung, sắp xếp tại Lôi Tôn Phủ trước đó. Nhiều năm qua, Thiên Cơ Cung cùng Lôi Tôn Phủ, một văn một võ, thủ hộ Chu Tước quốc thiên cổ trường tồn. Lâm Thiên Giám cùng tinh thần song thánh là cùng một đời người, hắn là đời trước Lôi Tôn Phủ thiên chi kiêu tử, nghe nói năm đó ở cùng thế hệ cạnh tranh bên trong, cũng không so tinh thần song thánh kém. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, hắn còn có một cái thân phận, cái kia chính là Lâm Tiêu Đình cùng Lâm Tiêu Tiêu phụ thân. Cho nên khi nghe được cái tên này thời điểm,
Lý Thiên Mệnh đang nghĩ, Lâm Tiêu Đình cùng Mộc Tình Tình, lúc này là không đang ngồi ở bên cạnh hắn đâu. Nếu như ở đây, bọn họ sẽ hay không trong đám người, tìm kiếm mình. Tại ánh mắt của hắn rơi vào phòng cao thượng bên kia thời điểm, vệ tử côn tiếp tục làm người nhóm giới thiệu còn lại hạng cân nặng khách mời. Tỷ như đến từ tinh thần thương hội thần thánh thệ tử Tuyết Lam, tinh thánh thệ tử, Nguyên Ngu Phu Nhân, Thiên Cơ Thành Thành Chủ, Trương Vân Tích, Thẩm Phán Điện Phó Điện Chủ Triệu Đan Hồng chờ một chút hơn 20 vị tại toàn bộ Chu Tước Quốc, đều xem như phong vân nhân vật tồn tại. Bọn họ cái tuổi này cường giả, đã tu luyện đến đỉnh phong. Bọn họ liên hợp lại nắm trong tay Chu Tước Quốc mệnh mạch. Không sai biệt lắm, tiếp đó, chúng ta cùng một chỗ để lộ một thời kỳ mới, Viêm Hoàng Bảng. Tại Viêm Hoàng chiến trường đại cửa bên cạnh, đứng lặng lấy một tôn to lớn bia đá. Bia đá kia cẩn trọng mà cổ lão, có thiên cổ năm tháng tang thương. Nó là học cung tinh thần biểu tượng, tên là Viêm Hoàng bia đá. Cái gọi là Viêm Hoàng bảng thì là sơ cấp ban đệ tử thông qua bài vị chiến sắp xếp đi ra bảng danh sách thứ tự, cuối cùng hội liệt kê tại Viêm Hoàng trên tấm bia đá. Về sau mỗi cái đi vào Viêm Hoàng học cung người, thứ nhất mắt liền có thể nhìn đến cái này Viêm Hoàng bảng. Thử nghĩ phía dưới, thật cao sắp xếp tại bảng danh sách trên cao nhất, thời thời khắc khắc tiếp được mọi người nhìn lên, cái kia là vinh dự bậc nào. Điện khảo đệ nhất đệ tử cái danh xưng này, là dễ dàng khiến người ta mê muội. 4 năm trước, Lôi Tôn Phủ Lâm Tiêu Đình khuất nhục quần hùng, leo lên Viêm Hoàng bảng đệ nhất, oanh động cả nước. Phải biết, ở trước đó mấy chục năm qua, đệ nhất đệ tử trên cơ bản đều là từ Chu Tước Vương tộc thiên tài chiếm cứ. Một năm kia, Lý Thiên Mệnh là tự mình chứng kiến Lâm Tiêu Đình huy hoàng. Lúc ấy hắn sắp xếp Viêm Hoàng bảng hạ tầng, nhưng là khi đó nhãn giới không cao, tự nhận là đã tương đối khá. Dù sao xuất thân của hắn, khẳng định là không có cách nào cùng Lâm Tiêu Đình so sánh. Bây giờ, trên tấm bia đá, Viêm Hoàng bảng đã bị cọ rửa trống không. Đến đón lấy thông qua bài vị chiến đấu, từng cái danh tự hội leo lên bảng danh sách, truyền kỳ mới, cũng lại ở chỗ này sinh ra. Đệ nhất đệ tử vinh diệu, bất kỳ bên nào thế lực đều vạn phần khát vọng. Bằng không, Tuyên Vương, Lâm Thiên Giám, Tần Tuyền Vũ loại nhân vật này, sao có thể tự mình tọa chấn. Để lộ Viêm Hoàng bảng, trên cơ bản nói rõ, bài vị chiến đã chính thức bắt đầu. Hiện tại mọi người chú ý lực đều tại Viêm Hoàng bảng phía trên, cái kia trống không bia đá, có thể khiến người ta vô hạn mơ màng. Tại cái kia trống không bia đá bên ngoài, lúc này chính có mấy ngàn con đom đóm ngay tại vây quanh bia đá bay múa. Cái này đom đóm phần đuôi thiêu đốt lên một loại kim sắc hỏa diễm. Lý Thiên Mệnh đã từng gặp qua, bọn họ thì là thông qua ngọn lửa này, đem các đệ tử kim sắc tên, viết tại Viêm Hoàng bảng phía trên. Những thứ này đom đóm đến từ mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, mà đầu này mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, nghe nói đến từ một vị thiên nhất điện thượng sư. Vị thượng sư này nắm giữ mẫu hoàng hệ cộng sinh thú, Huỳnh Hỏa Thiên Trùng. Kim sắc tên tại Viêm Hoàng bảng phía trên thiêu đốt, xem ra xác thực khí phái. Ta tuyên bố, bài vị chiến, chính thức bắt đầu. Chiến đấu kế tiếp bài vị, thì từ thượng sư nhóm an bài. Tỷ như, Mộ Huyền bên này, phụ trách nàng lớp sơ cấp 50 cái học sinh. Lý Thiên Mệnh, ngươi làm sao mới đến? Làm Lý Thiên Mệnh từ trong đám người trở lại Mộ Huyền ban thời điểm. Bị Mộ Huyền thượng sư hung hăng trừng mắt liếc. Thượng sư, nhân vật trọng yếu đều muốn áp trục ra sân ngươi không biết sao. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hôm nay Mộ Huyền ăn mặc nhất là long trọng, loại kia cao quý lãnh diễm khí phái, là cái này Viêm Hoàng chiến trường một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tự tin như vậy, chúc ngươi chờ chút bị người đánh thành đầu heo. Mộ Huyền thượng sư tìm hắn nửa ngày, đều không tìm được người, đương nhiên là có như vậy điểm khó chịu. Cái này sao có thể? Ta nhưng là muốn vì thượng sư tranh thủ hào quang, vì Phượng Hoàng Điện tranh thủ vinh diệu. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe được hắn lời này, Mộ Uyển ban các đệ tử âm thầm lắc đầu. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh tựa hồ chẳng những đạo đức bại hoại, thậm chí còn miệng lưỡi trơn tru, kiêu ngạo tự mãn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, Mộ Uyển thượng sư tại sao muốn đem dạng này, ô uế xem như trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi cho ta thành thật một chút. Ta sẽ cùng còn lại thượng sư cùng một chỗ sắp xếp, cho ngươi lựa chọn phù hợp đối thủ, ngươi chờ là được. Mộ Huyền thượng sư lườm hắn một cái, liền bắt đầu bận rộn đi. Bài vị chiến quy tắc rất phức tạp, nói ngắn gọn cũng là, ngàn phần chế. Các đệ tử thông qua chiến đấu, từ thượng sư nhóm tổng hợp cho điểm, 1000 điểm vì mắc điểm. Thượng sư nhóm đối đệ tử thực lực phán đoán cùng dự đoán,
đánh ra điểm số, bỏ đi điểm cao cùng thấp phân lại thủ bình quân phân, cho ra cũng là một người đệ tử ban đầu điểm số. Viêm Hoàng bảng ngay từ đầu, thì là dựa theo ban đầu điểm số sợ sắp xếp. Đương nhiên, ban đầu điểm số không phải cuối cùng điểm số. Đến đón lấy đệ tử có thể thông qua tiếp tục khiêu chiến phát huy, để cao thượng sư đối phán đoán của mình, để thượng sư nhóm cho mình một lần nữa chấm điểm. Bất quá, nếu như thượng sư chi bên trong vượt qua một nửa nhận định, hắn thực lực tu vi cùng trước mắt điểm số xứng đôi, cũng không vượt ra ngoài mức độ phát huy. Như vậy, cái này vị đệ tử điểm số thì sẽ trở thành cuối cùng điểm số. Thượng sư nhóm kinh nghiệm già dặn, bọn họ nhìn một trận chiến đấu, cơ bản đều có thể kết luận cái này đệ tử thiên phú tiềm lực thực lực tại cái gì tầng thứ. Rất nhiều ban đầu điểm số, kỳ thật đều vô cùng tinh chuẩn. Lý Thiên Mệnh căn bản không quản loại này ngàn phần chế, với hắn mà nói, bài vị chiến quy tắc rất đơn giản. Cái kia chính là, hắn chỉ cần không ngừng đánh bại đối thủ, liền có thể sừng sững tại Viêm Hoàng bảng đỉnh phong. Tham gia bài vị chiến đệ tử rất nhiều, thượng sư nhóm làm rất nhiều sơ bộ an bài, để các đệ tử hai hai giao chiến cho điểm. Quá trình này khẳng định rất dài, nhưng cũng vô cùng công bình. Lý Thiên Mệnh nghe theo Mộ Uyển thượng sư an bài, đàng hoàng chờ đợi thượng sư nhóm an bài cho hắn đối thủ thứ nhất. Chỉ cần ta tại trận chiến đầu tiên, thì biểu hiện ra đỉnh phong thực lực, sơ bộ cho điểm trực tiếp tiến 10 vị trí đầu, thì không cần theo hạ tầng một đường đánh lên đi. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Tối hôm qua dữ tợn vẫn ở trong lòng vần quanh, có lẽ an bài ám sát mình người, ngay tại cái này Viêm Hoàng chiến trường bên trong. Cho nên, hắn cho đến nay, vẫn huyết khí trùng thiên, lửa giận mãnh liệt. Chỉ đợi chiến đấu thời khắc, điên cuồng bạo phát. Hơn 10 cuộc chiến đấu đồng thời tiến hành, cái kia Viêm Hoàng bảng phía trên, rất nhanh liền xuất hiện kim sắc tên, thượng sư nhóm tổng hợp đánh giá ra điểm số, liệt kê tại Viêm Hoàng bảng phía trên. Nói thí dụ như, lúc này sắp xếp tại Viêm Hoàng bảng đệ nhất tên. Thần Diệu, 870 điểm. Tại ngàn phần chế bên trong, ban đầu điểm số cao như vậy, đã vô cùng hiếm thấy. Cái này hào quang tên, một chút hấp dẫn lực chú ý của toàn trường. Thần Diệu thực là không tồi, ban đầu điểm số cao như vậy, so 4 năm trước Tinh Khuyết cùng Thần Hạo ban đầu điểm số đều cao hơn 20. Viêm Hoàng chiến trường một gian nhã gian bên trong, một người mặc lộng lẫy tử sắc váy dài mỹ phụ tình tình bưng bít lấy môi đỏ, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng chính là Tinh phủ nữ chủ nhân, Tuyết Lam phu nhân tốt nhất tỷ muội, Tinh Thánh kết tóc thê tử Nguyên Ngưu phu nhân. Các nàng là trong truyền thuyết tinh thần song thánh nữ nhân. Lúc còn trẻ, các nàng đều là mỹ mạo vô song tuyệt sắc, dù là đến bây giờ cái này số tuổi, cũng không có chút nào trông có vẻ già. Cái kia da thịt dung nhan thì cùng hơn 20 tuổi cô nương giống như, non đến da nước, được bảo dưỡng phi thường tốt. Chủ yếu là thượng sư nhóm đối Diệu Nhi thực lực vô cùng rõ ràng, cho nên dứt khoát trực tiếp để hắn xếp tới hàng đầu đi. Nhưng mà, đây không phải Diệu Nhi cuối cùng điểm số, hắn đoạn này thời gian A, nhất là khắc khổ, tiến bộ rất nhiều. Tuyết Lam kiêu ngạo nói, Diệu Nhi quả thật không tệ, tại ngàn vạn sủng ái bên trong xuất sinh trưởng thành, còn có thể khắc khổ tu hành, thật hâm mộ ngươi, có một đôi tử. Nguyên Ngưu phu nhân cảm khái nói, Ngưu tỷ tỷ tuyệt đối đừng nói như vậy, tuy nhiên tỷ tỷ chỉ có Tinh Khuyết một đứa con trai, nhưng Tinh Khuyết ở trên trời phủ biểu hiện rõ như ban ngày. Mà lại, ngươi không phải Diệu Nhi nghĩa mẫu đâu, cái này ba đứa hài tử nha, đều là hai chúng ta tỷ muội. Tuyết Lam liền vội vàng cười nói, Lam muội muội miệng thật ngọt, trách không được làm cho thần đệ đối ngươi khăng khăng một mực. Tỷ tỷ cũng không cần chê cười muội muội, Tinh Thánh ca đối ngươi còn không phải toàn tâm toàn ý nha. Được, đều cao tuổi, đừng có lại tập hợp lại cùng nhau chán ngán. Tại các nàng đàm tiếu thời điểm, bên ngoài truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Trong lúc các nàng quay đầu thời điểm, hai cái cao lớn tuấn lãng thanh niên đi vào trong gian phòng trang nhã. Hai cái này thanh niên đều có đặc sắc. Một cái thon dài cao gầy, ngọc thụ lâm phong, một cái khôi ngô hùng hậu, bá đạo vô song. Trong đó cao gầy vị kia tướng mạo cùng Thần Diệu tương tự, hẳn là Thần Diệu huynh trưởng Thần Hạo, một vị khác thì là Tinh Thánh chi tử Tinh Khuyết. Vừa rồi câu nói kia, chính là Tinh Khuyết nói ra miệng. Huynh đệ, đối mình mẫu thân khách khí một chút, Thần Hạo cười nói. Khách khí nửa điểm, các nàng đều muốn biến thành thiếu nữ. Tinh Khuyết lắc đầu cười khổ. Người đứa nhỏ này. Thật sự là không có lễ phép, xem người ta Hạo Nhi nhiều thân mật. Ta để cho các ngươi đến cho đệ đệ giữ thể diện, hiện tại mới đến, Thần Diệu đều leo lên Viêm Hoàng bảng đệ nhất.
Nguyên Ngu phu nhân gắt giọng. Hiện tại đệ nhất không làm được đếm, ta nghe ngóng, Diệu Nhi năm nay rất khó, nhìn hắn tạo hóa đi, Lôi Tôn phủ Lâm Tiêu Tiêu, cùng Thiên Cơ cung Lý Thư Phàm đều rất không tệ. Lý Thư Phàm là Tần tướng quốc nhỏ nhất đệ tử thân truyền, rất được Tần tướng quốc chân truyền, Lâm Tiêu Tiêu không cần nói, nhìn tình trạng của nàng cùng thiên bảng đệ nhất quái vật kia 4 năm trước trình độ không sai biệt lắm. Tinh Khuyết thản nhiên nói, hai người này lợi hại như vậy, Tuyết Lam nhíu mày, cảm nhận được áp lực. Đó là tự nhiên, mẫu thân nếu như người đối Diệu Nhi nghiêm khắc một chút, không già nuông chiều hắn, hắn khả năng cơ hội còn có thể lớn hơn một chút, bây giờ nhìn, nhiều lắm là hai thành. Thần Hạo nói, coi như thế, cũng có cơ hội, các ngươi làm sao làm ca ca, làm sao vừa đến đã nói loại lời này, ta là để cho các ngươi đến chống đỡ đệ đệ. Nguyên Ngu phu nhân bất mãn nói, đó là đương nhiên, Diệu Nhi là chúng ta đệ đệ, chúng ta đương nhiên chống đỡ hắn. Tinh Khuyết nói, dù là lần này, hắn cố gắng thông qua, không đảm đương nổi đệ nhất đệ tử, bằng hắn hiện tại thiên phú và chúng ta tinh thần thương hội thực lực, trong vòng 3 tháng, đem hắn làm tiến thiên phủ không khó. Khác nhau, cũng chỉ là kém một cái, đệ nhất đệ tử, tên tuổi thôi. Thần Hạo nói, Diệu Nhi thiên phú thực là không tồi, chỉ ít tính toán cái tuổi này trước 3, nếu có thể cố gắng nửa điểm, hôm nay cơ hội đoán chừng có thể tới 40%. Tinh Khuyết nói, cái kia cũng không tệ. Lấy nợ vào thiên phủ, có hai người các ngươi ca ca, cũng không sợ đứa nhỏ này khiến người ta khi dễ. Tuyết Lam yên tâm nói. Nương, ngươi nói đùa cái gì đâu? Chúng ta tinh thần người, sao có thể bị khi phụ? Ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, ta thì giết hắn tổ tông 18 đời. Thần Hạo chẳng thèm ngó tới nói. Thêm ta một suất. Tinh Khuyết nắm chặt lại nồi đất lớn quyền đầu, cười nói. Tuyết Lam cười. Nàng đối huynh đệ bọn họ ở giữa cảm tình phi thường hài lòng, đối bọn nhỏ thiên phú cũng đều phi thường hài lòng. Đây mới thật sự là Chu Tước quốc thiên chi kiêu tử. Nàng chợt nhớ tới cái nào đó giả yếu tàn tật nữ nhân, nhớ tới nàng cái kia có tiếng xấu nhi tử đối thần diệu khiêu khích, nàng cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Nghĩa mẫu, người cười đến vui vẻ như vậy, có chuyện tốt gì sao? Tinh Khuyết hỏi. Đó là bởi vì nha, không có tự biết rõ quá nhiều người. Nói ai đây? Tinh Khuyết hỏi. Ngươi lập tức thì sẽ biết, Tuyết Lam ra vẻ thần bí nói. Lý Thiên Mệnh, đến phiên ngươi, nhanh lên đi. Tại dài rằng giặc chờ đợi bên trong, Mộ Uyển Thượng Sư rốt cục khóa chặt chính mình, thúc giục chính mình nhanh trèo lên lôi đài. Hôm nay nàng thực đang bận rộn, cái này giữa trưa, nàng cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa. Chỉ là mỹ nhân như vậy, dù là xuất mồ hôi vậy cũng là thơm ngào ngạt. Đối thủ cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn muốn chạm một cái mạnh, để cho mình thu hoạch được cao một chút ban đầu điểm số. Thú mạch cảnh tầng thứ 9, Mộ Uyển trả lời. Ta dựa vào, quá coi thường ta sao? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Ta không có cách, người nơi này đăng ký cũng là thú mạch cảnh tầng thứ 9, a, người đột phá linh nguyên cảnh. Mộ Uyển thượng sư cái này cảm nhận được, khí tức của hắn giống như có biến hóa, linh nguyên cảnh ngự thú sư, cùng thú mạch cảnh có căn bản khác nhau. Đột phá. Khác táo bạo, từ từ sẽ đến, đánh thắng đối thủ, ta liền tiếp tục an bài cho ngươi, thẳng đến ngươi thua đến. Mộ Uyển thật sự nói. Có nàng câu nói này Lý Thiên Mệnh an tâm, bởi vì có chút thượng sư hội căn cứ ấn tượng đầu tiên, tùy tiện cho Lý Thiên Mệnh một cái điểm số. Dù là Lý Thiên Mệnh thắng, hắn không tiếp tục an bài, cái kia liền không thể lại đề thăng thứ tự. Lý Thiên Mệnh leo lên sân ga, bây giờ cùng tiến hành mười mấy cuộc chiến đấu. Hắn không tính là tiêu điểm, chú ý tới hắn người cũng không nhiều. Rất nhanh, đối thủ của hắn tại đối phương thượng sư chỉ dẫn an bài phía dưới, leo lên lôi đài. Lý Thiên Mệnh xem xét, không nghĩ tới là người quen. Này người đến từ Lôi Tôn Phủ, thú mạch cảnh tầng thứ 9, tên là Liễu Thiên Dương. Lại đụng phải, thật sự là có duyên phận, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Liễu Thiên Dương cùng nét mặt của hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Lý Thiên Mệnh đánh bại thần đỉnh, lần trước hắn liền bị Lý Thiên Mệnh trấn áp, gãy mất sống mũi hiện tại cũng còn không có khôi phục đây. Nhìn đến chính mình đối thủ là Lý Thiên Mệnh, hắn run run một chút. Thượng sư, ta cự tuyệt cùng người này đối chiến. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, Liễu Thiên Dương vừa nhìn thấy hắn, vậy mà trực tiếp đối với chung quanh cho điểm thượng sư hô. Lý do, người này tên là Lý Thiên Mệnh, 3 năm trước đây, hắn cũng đã là Viêm Hoàng học cung đệ tử. Hắn bởi vì phẩm đức bại hoại bị trục xuất học cung. Hắn,
căn bản cũng không có lại vào học cung tư cách, cũng không có tư cách cùng ta đối chiến. Liễu Thiên Dương ánh mắt chừng đến rất lớn, nói chuyện cũng bệnh tâm thần, nhìn ra được hắn hình như rất sợ Lý Thiên Mệnh. Khác đánh giám, 3 năm trước đây, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là bị trục xuất học cung, chúng ta xét duyệt qua, hắn có tiếp tục nhập học cung tư cách. Liễu Thiên Dương, người không có tư cách cự tuyệt chiến đấu, nếu không, người hội bị thủ tiêu bài vị chiến tư cách. Mộ Huyền Thượng Sư liền tại phụ cận, thái độ của nàng hiển nhiên càng thêm cứng rắn. Ta không phục, dựa vào cái gì, một cái hạ dược xâm phạm nữ nhân dâm loạn chi đồ, còn có thể trở thành Viêm Hoàng học cung đệ tử. Viêm Hoàng học cung là thánh địa, dung không được dạng này ô uế. Ta vẫn là cự tuyệt cùng người này giao chiến. Liễu Thiên Dương thần sắc kích động, lớn tiếng gầm thét lên. Bởi vì hắn là Lôi Tôn phủ người, cho nên coi như quấy rối, thượng sư nhóm trước tiên không có đem hắn trực tiếp đuổi đi. Ngược lại là lời hắn nói, đưa tới rất nhiều người chú ý. Mọi người mới chú ý tới, khiêu chiến của hắn đối thủ lại chính là tại thông quan trong chiến đấu, đưa tới một định phong ba Lý Thiên Mệnh. Cái tên này, để rất nhiều người nhớ lại 3 năm trước đây một trận trò cười. Cái này trò cười nhân vật chính không tính là gì nhân vật, chỉ là bởi vì quan hệ đến năm đó điện khảo đệ nhất đệ tử, hiện tại thiên bảng đệ nhất đệ tử Lâm Tiêu Đình, mới có thể truyền khắp thiên hạ. Hắn cũng là Lý Thiên Mệnh. Cái này Lôi Tôn phủ đệ tử nói không sai, dạng này đạo đức bại người xấu, thực sự không có tư cách trở thành Viêm Hoàng học cung đệ tử đi, học cung thế nhưng là thánh địa. Rất nhiều người để mắt tới Lý Thiên Mệnh, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình hôm nay lần thứ nhất ra sân, thì đưa tới nhiều như vậy chú ý. Hôm nay người xem so thông quan chiến nhiều gấp bội, giờ phút này rơi ở trên người hắn ánh mắt thực sự nhiều lắm. Ô uế người, nói thật, vẫn là trở lại ô uế bùn trong khe đi thôi, còn cho tàn lại cháy, lần nữa tới mất mặt xấu hổ, thật sự là buồn nôn a. Ta xem thường nhất cũng là loại nam nhân này. Năm đó còn tốt Lâm Tiêu Đình kịp thời đuổi tới, nếu không hiện tại thiên phủ nữ thần, đều bị xúc sinh này tiết độc. Đúng vậy a, thiên phủ cái kia một đôi, trai tài gái sắc, có thể xưng thần tiên quyến lữ. Cũng không biết, hiện tại bọn hắn nhưng tại hiện trường, phải chăng cũng đang nhìn cái này buồn nôn ra hỏa. Cùng loại dạng này thảo luận, tại vô số người trong miệng tiến hành. Liễu Thiên Dương chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn cái khó ló cái khôn, có thể gây nên dạng này cộng minh, hắn còn muốn nói tiếp vài câu, bỗng nhiên có người sau lưng gọi mình. Thiên Dương. Liễu Thiên Dương nhìn lại, gọi hắn chính là tỷ tỷ của hắn Liễu Khanh. Cái này vưu vật giống như nữ sắc mặt người lạnh lẽo, nói, ngươi trực tiếp nghênh chiến, đừng cho Lôi Tôn phủ mất mặt, bất kể như thế nào, Lôi Tôn phủ đệ tử, không phải không đánh mà lui kẻ đào ngũ. Tỷ, thế nhưng là... Ngươi đừng nói nữa. Rất nhiều trưởng bối đều đang nhìn đây. Liễu Khanh thanh âm lạnh lẽo. Nói đến phân thượng này, Liễu Thiên Dương chỗ nào không biết, đây là trưởng bối để cho mình trực tiếp nghênh chiến. Tỷ tỷ của hắn mới vừa rồi còn tại Lôi Tôn phủ phòng cao thượng, hiện tại xuống tới, rõ ràng cũng là mang theo trưởng bối ý tứ. Trưởng bối đối với mình không hài lòng, cái này khiến Liễu Thiên Dương càng run rẩy. Ở trên sư môn còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào thời điểm, Liễu Thiên Dương giớn cổ lên. Triệu hồi ra cộng sinh thú thiểm điện báo, đối với Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Ta thay đổi chủ ý, đối với ngươi loại này đạo đức bại hoại người, ta thân là Lôi Tôn phủ đệ tử, nên đánh bại ngươi, để ngươi xấu hổ vô cùng. Như vậy lời nói, gây nên mọi người một trận gieo hò. Cự tuyệt chiến đấu dù sao cũng là thứ hèn nhát hành động, thế thiên hành đạo là chân chính anh hùng hào kiệt. Liễu Thiên Dương thời khắc này hình tượng, một chút thì nhảy lên tới đỉnh điểm. Rất tốt. Ta còn phải cảm tạ ngươi, Liễu Thiên Dương. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm tạ ta cái gì? Để tất cả mọi người biết, ngươi cái này thân bại danh liệt chê cười trở về rồi. Liễu Thiên Dương cười lạnh. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi thông báo phương thức rất đúng chỗ, ta hiện tại thành phong vân nhân vật. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cho nên, tác dụng của ngươi kết thúc. Lý Thiên Mệnh nói xong, hắn đều không có để tiểu hoàng gà đi ra, hướng thẳng đến Liễu Thiên Dương đi đến. Ngươi dám xem thường ta, ta Lôi Tôn phủ đệ tử, tình nguyện tử chiến, đều không cho ngươi tại trên người của ta, chiếm cứ chút tiện nghi nào. Liễu Thiên Dương giận hô một tiếng, mang lên thiểm điện báo cùng một chỗ, thừa dịp Lý Thiên Mệnh tự đại không có triệu hồi ra cộng sinh thú thời điểm, hắn điên cuồng đánh tới. 3. Một đạo hỏa diễm cái bóng lóe qua, một tiếng chói tai tiếng bạt tai âm. Tiếp theo trong nháy mắt,
mọi người nhìn đến Liễu Thiên Dương bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn mười mấy vòng, sau đó bộc một tiếng, ngã xuống tại Liễu Khanh trước mặt, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy. Ba, lại là một tiếng bạt tai âm. Mọi người bất ngờ nhìn đến, một đầu thiểm điện báo trên không trung xoay tròn mười mấy vòng, sau cùng ngã xuống tại Liễu Thiên Dương bên người, đồng dạng miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy. Trận chiến đấu này, chỉ kéo dài trong nháy mắt. Tại vạn chúng chú mục, vạn chúng mê mang trong ánh mắt, Lý Thiên Mệnh vỗ tay một cái. Bọn họ hoài nghi, bọn họ rung động tại loại này gọn gàng thắng lợi. Có lẽ, Lý Viêm Phong nếu như tại, hắn cũng sẽ thấy, lần này, Lý Thiên Mệnh lại là như thế nào đánh tan Liễu Thiên Dương. Một bàn tay giải quyết. Đến mức 3 năm trước đây sự tình, mơ mơ màng màng quá nhiều người. Cho nên, tại chứng minh hết thảy trước đó, Lý Thiên Mệnh một câu đều không muốn giải thích. Hắn chỉ muốn cùng Mộ Uyển nói, lại tới một cái. Nếu như tốc độ nhanh, khả năng nửa canh giờ, là hắn có thể đem hiện tại Viêm Hoàng bảng đệ nhất thần diệu, kéo xuống ngựa. Sau đó, đánh bẹt, đập dẹp. Lý Thiên Mệnh, 480 điểm, bài danh 576. Ban đầu điểm số rất nhanh liền đi ra, Lý Thiên Mệnh hướng Viêm Hoàng bảng phía trên xem xét, quả thực dở khóc dở cười. Liễu Thiên Dương căn bản không cho hắn cái gì phát huy chỗ trống, một bàn tay thì bay ra ngoài. Những thượng sư này không biết mình nội tình, cũng không tiện cho mình điểm cao. Không có quan hệ gì, ta lần sau an bài cho ngươi cường một điểm đối thủ, ngươi bây giờ nổi danh, muốn đánh ngươi người còn nhiều, rất nhiều. Mộ Uyển thượng sư nói, Liễu Thiên Dương để cho mình trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, mặc dù là phản diện giáo tài loại hình tiêu điểm. Nhưng cũng có nhất định chỗ tốt, cái kia chính là không thiếu đối thủ. Không có vấn đề, vì cho lên sư làm vẻ vang, ta không thèm đếm xỉa. Lý Thiên Mệnh nói, xem thường ngươi quá nhiều người, biểu hiện tốt một chút. Lôi đài một bên khác phía dưới. Tỷ, vì cái gì? Liễu Thiên Dương nửa bên mặt đều là sưng vù, hiện tại vẫn là đau rát. Là Lôi Soái nói, để ngươi trực tiếp xuất chiến, không thể làm khó Lý Thiên Mệnh. Liễu Khanh thấp giọng nói. Lôi Soái chính là Lâm Thiên Giám. Lôi Soái làm sao lại chú ý loại này tiểu nhân vật? Liễu Thiên Dương vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Là như vậy, Mộc Tình Tình ngay tại Lôi Soái bên cạnh, Lôi Soái biết 3 năm trước đây Mộc Tình Tình cùng Lý Thiên Mệnh ở giữa sự tình. Hắn liền hỏi Mộc Tình Tình, muốn xử trí như thế nào Lý Thiên Mệnh, người đoán Mộc Tình Tình nói thế nào? Liễu Khanh sắc mặt có chút lạnh lẽo, nàng nhìn thấy đệ đệ đi lên bị đánh, tâm tình khẳng định khó chịu. Nàng nói thế nào? Mộc Tình Tình nói, nàng cũng sớm đã buông xuống 3 năm trước đây sự tình, nói Lý Thiên Mệnh 3 năm trước đây đã từng chịu đựng trừng phạt. Nàng nói, bọn họ đã từng cũng coi là bằng hữu, cho nên không có ý định lại truy cứu Lý Thiên Mệnh, đồng thời đối với hắn có thể hối cải để làm người mới cảm thấy thật cao hứng, cũng hy vọng Lôi Tôn Phủ không muốn lại làm khó hắn. Liễu Khanh nói, làm sao có thể, 3 năm trước đây Lý Thiên Mệnh thế nhưng là muốn dâm loạn nàng. Kém chút để cho nàng vạn kiếp bất phục. Liễu Thiên Dương khó có thể tin nói. Nhưng Lý Thiên Mệnh cũng đã mất đi cộng sinh thú, bị người nhục mạ cười nhạo 3 năm, xác thực cũng bỏ ra đầy đủ giá cao thảm trọng. Mộc Tình Tình niệm tại bọn họ đã từng là hảo hữu phân thượng, lựa chọn tha thứ, kỳ thật cũng là một loại rộng lượng đi. Liễu Khanh thản nhiên nói. Đây cũng quá thiện lương đi, nhưng là, ta cảm thấy Đình Ca tuyệt đối sẽ không tha thứ cái này Lý Thiên Mệnh, Đình Ca có ở đây không? Liễu Thiên Dương cuống cuồng hỏi. Hắn bế quan. Ta liền nói, Tình Tình tỷ tha thứ hắn, để cho chúng ta không nên làm khó hắn, nhưng là các loại Đình Ca đi ra, còn muốn tìm cái này Lý Thiên Mệnh phiền phức. Tuyệt đối không có khả năng để hắn cho tàn lại cháy. Người sai, hắn hẳn là sẽ nghe Mộc Tình Tình, mà lại, chỉ là một cái Lý Thiên Mệnh, lại thế nào cho tàn lại cháy, tại Lôi Tôn Phủ trước mặt đều là không có ý nghĩa con kiến hôi. Không ai sẽ quan tâm hắn, chỉ là... Mộc Tình Tình làm ra quyết định như vậy, đối tỷ phu ngươi là phiền phức. Liễu Khanh xem ra có chút khó chịu. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh ở chỗ này nhảy nhót một ngày, thì có để tỷ phu ngươi cùng Lôi Tôn Phủ sinh ra ngăn cách tai họa ngầm. Dù là tỷ phu ngươi đã sớm cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, vẫn là có khả năng liên lụy đến trên người hắn tới. Liễu Khanh nói, tỷ phu không phải đã được đến Lôi Tôn trọng dụng, đạt được thiên ý công pháp sao? Liễu Thiên Dương hỏi, đúng. Nhưng tai họa ngầm cũng là tai họa ngầm. Cho nên, muốn không chúng ta tìm Huyết Hoa Điện, treo giải thưởng giết hắn. Liễu Thiên Dương ôm hận nói. Tạm thời khác, không nên khinh cử vọng động,
để tỷ phu ngươi chính mình quyết định. Hắn hội giết chính mình nhi tử. Nhìn tình huống đi, dù sao, ta cảm thấy hắn đối Lý Thiên Mệnh, đã một chút cảm tình cũng không có. Tại bọn họ tỷ đệ trong góc nói chuyện thời điểm, trong đó một gian nhã gian bên trong, lúc này ngồi đấy không ít người. Người nơi này, có hết sức rõ ràng đặc sắc. Trên người bọn họ phổ biến có táo bạo lôi đình khí tức, không giận mà uy. Xem xét liền biết, bọn họ đến từ lôi tôn phủ. Tại ở giữa tối cao vị trí, ngồi đấy một cái tử bào trung niên nhân. Trung niên nhân kia mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai mắt như sấm ao, rõ ràng nhất là một đôi nồng màu đen lông mày, hình dáng tựa như là tia chớp. Phần đuôi đi lên sách. Cái này khiến hắn xem ra vô cùng hung sát, loại này bộ dạng chỉ sợ tiểu hài tử nhìn, đều sẽ bị hoảng sợ khóc. Hắn chính là bây giờ Chu Tước quốc đệ nhất nguyên soái, lôi tôn chi tử Lâm Thiên Giám, cái này đệ nhất lôi soái. Hắn cũng là Lâm Tiêu Đình cùng Lâm Tiêu Tiêu phụ thân. Ở bên tay phải của hắn, ngồi đấy một cái khéo léo đẹp đẽ thiếu nữ. Thiếu nữ kia tươi mát thoát tục, dung mạo xinh đẹp, chính là lần này bài vị chiến sốt dẻo nhất đệ tử Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh, còn có một đám người mặc lam một bên váy trắng dịu dàng nữ tử. Nữ tử giống như bạch liên, thanh tịnh tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười đều làm người như gió xuân ấm áp. Tình tình tỉ, ta cảm thấy cái này Lý Thiên Mệnh, thực lực giống như không tệ. Nghe nói hắn hiện tại có cấp 6 cộng sinh thú. Lâm Tiêu Tiêu tại bên tai nàng thấp giọng nói. Tựa như là a, dù sao hắn 3 năm trước đây đã đến linh nguyên cảnh, đạt được cấp 6 cộng sinh thú, so với lúc trước cường một số. Cái này cũng rất bình thường, dù sao hắn tuổi tác lớn hơn ngươi 5 tuổi đây. Mộc Tình Tình mặt mỉm cười nói. Lớn hơn 5 tuổi cũng vô dụng, muốn là đụng tới ta, nhìn ta không giúp ngươi giáo huấn hắn, cái này thối lưu manh. Lâm Tiêu Tiêu nhớ tới 3 năm trước đây sự tình, tức giận nói. Mộc Tình Tình cười cười, nói, Tiêu Tiêu, hắn cũng không dễ dàng, thật vất vả có thể đi ra một lần nữa mặt đối nhân sinh, người cũng đừng khi dễ hắn. Cái kia Tình Tình tỷ sẽ còn cùng gặp mặt hắn, cùng lúc trước một dạng làm bằng hữu sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi, chắc chắn sẽ không, chúng ta không thích hợp gặp lại, cũng không cần phải vậy. Mộc Tình Tình mỉm cười nói, ta hiểu được. Tình Tình tỷ thật sự là rộng lượng, muốn ta, khẳng định cả một đời cũng sẽ không tha thứ dạng này người. Nói đến đây, nàng đứng dậy, nói, tốt, ta nên đi tham chiến. Tiêu Tiêu, tranh thủ cùng ngươi ca ca, cầm tới đệ nhất đệ tử, ta ở trên trời phủ đô cho ngươi thu thập xong gian phòng, vừa mới tiến đến trong khoảng thời gian này cùng ta ở cùng nhau. Mộc Tình Tình ôn nhu nói, ta xem qua thần diệu, Lý Thư Phàm thực lực của bọn hắn, nếu như bọn họ không có áp đáy hòm thủ đoạn. Ta cảm giác, vấn đề không lớn. Lâm Tiêu Tiêu chắc chắn nói. Khác kiêu ngạo tự mãn, đi xuống. Lâm Thiên Giám ở phía trên nghe được bọn họ trò chuyện, sắc mặt nghiêm túc quát to một tiếng. Được rồi, Lâm Tiêu Tiêu thẻ lưỡi, vui sướng đi xuống. Mọi người thường nói Lâm Tiêu Tiêu rất hiểu chuyện rất thành thục, kỳ thật tại người nhà trước mặt, nàng đến cùng vẫn còn con nít tính cách. Mộc Tình Tình đưa mắt nhìn nàng rời đi, nụ cười trên mặt vẫn luôn tại. Chỉ là người nào cũng không thấy, nàng trên ghế tay vịn, không biết từ lúc nào, đã lõm đi vào một khối. Lâm Tiêu Tiêu ra sân về sau, bài vị chiến bầu không khí trong nháy mắt đốt bạo. Nàng dựa vào hai cuộc chiến đấu, thu hoạch được thượng sư nhóm cao nhất đánh giá. Sừng sững tại trên bảng danh sách mới thần diệu, lần thứ nhất bị 950 điểm Lâm Tiêu Tiêu kéo xuống ngựa, sắp xếp đến Viêm Hoàng bảng thứ hai. Bất quá! Hắn Viêm Hoàng bảng thứ hai cũng không có bảo trì bao lâu. Đến đón lấy Thiên Cơ Cung Lý Thư Phàm ra cuộc chiến đấu, thượng sư nhóm cho hắn đánh ra 920 điểm đánh giá, đồng dạng vượt qua thần diệu. Nếu như vậy, thần diệu chỉ có thể đi vào thứ ba vị trí này. Thần diệu còn có khiêu chiến cơ hội, hắn tại quá trình này cũng tiến hành nữa hai cuộc chiến đấu, đối thủ đều là linh nguyên cảnh tầng thứ ba, hắn phát huy ra siêu tuyệt thực lực đánh tan đối thủ. Bất quá! Thượng sư nhóm đi qua đánh giá, cuối cùng vẫn cấp ra 900 điểm cái này điểm số. Nói cách khác, thần diệu muốn cầm đến Viêm Hoàng Điện đệ nhất, cùng những người khác đối chiến đã không dùng. Hắn nhất định phải đánh bại đệ nhất Lâm Tiêu Tiêu, đồng dạng đạo lý, đã đạt tới cực hạn Lý Thư Phàm cũng là như thế. Dựa theo trước kia thông lệ, muốn làm đệ nhất đệ tử, đang bị thượng sư phán đoán là mạnh nhất đệ tử đoạn này trong lúc đó, nhất định phải tiếp nhận rất nhiều tràng khiêu chiến. Thẳng đến. Không người có thể dung chuyển hắn Viêm Hoàng bảng đệ nhất địa vị, cái kia chính là danh chính ngôn thuận điện khảo đệ nhất đệ tử.
Thượng sư nhóm đem Lâm Tiêu Tiêu đánh ra 950 điểm cao, cho nàng lớn nhất khẳng định, kỳ thật cũng cho nàng lớn nhất khiêu chiến. Bất quá, muốn khiêu chiến Lâm Tiêu Tiêu, nhất định phải là trước 10 người. Mà lại bài danh ê khi dần, khiêu chiến trình tự thì càng ưu tiên. Bây giờ có được ưu tiên nhất khiêu chiến trình tự chính là xếp hạng thứ 2 Lý Thư Phàm. Hắn tạm thời án binh bất động, cho nên Lâm Tiêu Tiêu tạm thời an toàn. Dù sao, bài vị chiến vừa mới tiến hành đến trung gian, toàn bộ Viêm Hoàng bảng trung hạ bộ điểm bài danh chính tại kịch liệt biến hóa. Chờ lấy trung hạ bộ điểm ổn định lại, mới là bài vị chiến đặc sắc nhất bộ phận. Đầu trên bộ phận chém giết, mới là lớn nhất cần phải thả ở phía sau tiêu điểm. Lý Thư Phàm không nóng nảy, Thần Diệu bọn họ hiện tại cũng không nóng nảy. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh tiến hành hai cuộc chiến đấu. Mộ Huyền Thượng Sư đã an bài cho hắn linh nguyên cảnh tầng thứ 2 đối thủ. Lý Thiên Mệnh không ngoài dự tính, đều là một bàn tay quất bay ra ngoài, từ đầu tới đuôi cộng sinh thú đều còn chưa có đi ra. Hai chàng sau khi chiến đấu, Lý Thiên Mệnh bị đánh giá vì 790 điểm, đã tại Viêm Hoàng bảng 95 tên. Nhưng là rất rõ ràng, hắn cho tới bây giờ còn không có thể hiện ra thực lực chân chính tới. Cho nên, so với Viêm Hoàng bảng chung quanh những người trẻ tuổi khác, hắn còn có rất lớn tiến lên cơ hội. Mộ Huyền Thượng Sư nhìn hắn hai cuộc chiến đấu, ánh mắt đã lửa nóng lên, vội vàng cho Lý Thiên Mệnh an bài mạnh hơn đối thủ. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh đã đợi không kịp. Mộ Huyền Thượng Sư an bài, chờ mình chiến đến Viêm Hoàng bảng 10 vị trí đầu, món ăn cũng đã lạnh. Cho nên, hắn muốn chính mình ra đi thử một chút. Thượng Sư, ta muốn trực tiếp khiêu chiến Viêm Hoàng bảng thứ 3 Thần Diệu. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nói. Là thời điểm, để Tuyết Lam xem thật kỹ một chút, con trai bảo bối của nàng, đến cùng là kinh thiên tuyệt thế, vẫn là ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên phế vật. Không được a, Viêm Hoàng bảng 10 vị trí đầu, đều đang đợi lấy khiêu chiến Lâm Tiêu Tiêu, bọn họ có quyền lợi cự tuyệt khiêu chiến của ngươi, trừ phi ngươi tiên tiến 20 vị trí đầu. Mộ Huyền Thượng Sư nói. Giả dụ hắn nghênh chiến đâu? Vậy liền không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Hắn có là biện pháp, để Thần Diệu lăn xuống tới. Thượng Sư, xin giúp ta đem ta chiến thư, đưa đến tinh thần thương hội bên kia đi, giúp ta hỏi một chút Tuyết Lam phu nhân, con của hắn Thần Diệu, phải chăng dám hạ đến bị đánh. Tuy nhiên dạng này trái lệ, bất quá, ta cho ngươi thử một lần. Đương nhiên, theo góc độ của ta nhìn, ngươi có thể sẽ bị đánh rất thảm. Dù sao, Thần Diệu có thể là thiên tài chân chính. Mộ Huyền liên tục nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, ánh mắt sáng rực. Hắn không cần muốn nói gì khoác lác, nếu như Thần Diệu dám hạ đến, đánh thì xong việc. Mộ Huyền liền đem hắn chiến thư, khiến người ta đưa lên tinh thần thương hội phòng cao thượng. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh chủ động nhảy lên một tòa lôi đài, nóng rực ánh mắt, nhìn về phía chiến thư đưa phương hướng. Cuối cùng, hắn xác nhận Thần Diệu vị trí. Thần Diệu, người dám hạ đến bị đánh a? Cái này cẩn trọng mà thanh âm đột ngột, đột nhiên tại cái này Viêm Hoàng chiến trường vang lên. Trong lúc nhất thời, gây nên vạn chúng ghé mắt. Liễu Thiên Dương đã thành công khiến mọi người nhận ra Lý Thiên Mệnh, vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh hội điệu thấp. Người người vạn vạn không nghĩ đến, hắn chẳng những không biết điều, mà lại to gan lớn mật. Lấy hắn bài danh, thực lực của hắn, khiêu chiến Thần Diệu. Quả thực là si tâm vọng tưởng, quả thực là tự tìm đường chết, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Gia hỏa này, lại tới sáng tạo mới trò cười. Lý Thiên Mệnh khiêu khích, trong lúc nhất thời biến thành trò cười, để rất nhiều người cũng nhịn không được vui vẻ. Giờ này khắc này, chính là từ Viêm Hoàng bảng người thứ hai bắt đầu, hướng hạng nhất phát động trùng kích thời điểm. Thần Diệu, đang chờ Lý Thư Phàm chiến bại, sau đó đến phiên chính mình. Đệ nhất đệ tử, khẳng định phải tiếp nhận khiêu chiến, thẳng đến thượng sư nhóm thống nhất nhận định, hắn cũng là đệ nhất đệ tử đến. Đúng là điên chó, các ngươi đi nói với hắn, ta không rảnh cùng hắn giao chiến. Thần Diệu, ngay tại hai vị huynh trưởng bên cạnh, hắn đã sớm tới nghỉ ngơi. Tiểu tử này thật đúng là không có mắt, hắn vì sao nhằm vào ngươi? Tinh Khuyết âm thanh lạnh lùng nói. Thần Diệu nhìn một chút mẫu thân Tuyết Lam phu nhân không nói gì. Theo Lý Thiên Mệnh bắt đầu chiến đấu bắt đầu, Tuyết Lam phu nhân biểu lộ thì không phải rất dễ nhìn. Lại thêm Thần Diệu hiện tại bài danh thứ ba. Mà không phải đệ nhất, nàng thì càng khó chịu. Thần Diệu, người đi xuống, cho hắn một bài học, thậm chí tìm cơ hội, cho ta phế bỏ hắn. Tuyết Lam phu nhân bỗng nhiên nói.
Muội muội, không cần thiết đi, ta vừa nhìn đến hắn, đánh bại linh nguyên cảnh tầng thứ hai. Diệu Nhi đang chuẩn bị khiêu chiến Lâm Tiêu Tiêu đâu, cùng người này tiêu hao, sẽ ảnh hưởng hắn khiêu chiến đệ nhất trạng thái. Nguyên Ngu phu nhân khuyến cáo nói. Ta cũng cảm thấy không cần thiết, muốn giáo huấn người này, tùy thời đều có thể, không dùng vào lúc này. Tuyết Lam con trai trưởng, Thần Hạo, nói. Diệu Nhi, người có đi hay không? Muốn cầm đệ nhất, đánh bại cái phế vật này dũng khí đều không có. Tuyết Lam ánh mắt thâm trầm nói. Tất cả mọi người phát hiện, nàng hôm nay, giống như càng ngày càng nóng nảy. Đã mẫu thân đều đã nói như vậy, vậy ta làm sao có thể lùi bước? Nói thật, muốn không phải nghĩ đến đối phó Lâm Tiêu Tiêu lưu chút khí lực, hắn dám khiêu khích ta, ta trực tiếp liền xuống đi, để hắn ngậm miệng lại. Thần Diệu đứng dậy, hắn biết mẫu thân vì sao lại kích động như vậy. Bài vị chiến khai chiến trước đó, nàng và Vệ Tịnh lại gặp mặt, tựa hồ cũng vạch mặt. Bọn họ cũng chê cười mẹ con bọn hắn thời gian rất lâu, hiện tại nếu là không nghênh chiến, muốn là truyền đi, để cho nàng Tuyết Lam phu nhân mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Ta vừa nhìn đến, hắn cộng sinh thú đều không ra, thì đánh bại đối thủ, người có nắm chắc. Tuyết Lam phu nhân hỏi. Ha ha, một kiếm thì có thể giải quyết, tuyệt không ảnh hưởng chiến đấu phía sau. Nương, người thì hãy chờ xem, ta là làm sao để mẹ con bọn hắn tuyệt vọng, thật sự là đúng là âm hồn bất tán chó. Ta lần này không đánh gãy chân hắn, ta thì không họ Thần. Thần Diệu hung ác tiếng nói. Đệ đệ, đánh bại hắn là có thể, lưu chút khí lực, các loại bài vị chiến kết thúc, chúng ta tìm người, lại đem nó cộng sinh thú giết chết, vậy liền kết thúc. Tinh Khuyết vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chúng ta gần nhất quen biết vài bằng hữu, đều là dân liều mạng, sự tình gì cũng dám làm ra. Thần Hạo cũng cười nói. Vậy thì càng tốt hơn, về sau không lại dùng nhìn những thứ này ô uế. Tại trước mặt lúc ẩn lúc hiện, đều là đáng chết đồ chơi, còn dám ra đây làm người buồn nôn. Thần Diệu sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Vệ Tịnh, người đến cùng muốn chứng minh cái gì? Trước khi chết, chứng minh ngươi nhi tử so con ta tử cường. Ha ha, vậy ngươi chỉ sợ muốn chết không nhắm mắt. Làm Thần Diệu đi xuống về sau, Tuyết Lam ánh mắt âm sâm nhìn một chút Vệ Tịnh phương hướng, nói thầm trong lòng nói. Nàng không nhìn thấy Vệ Tịnh, nhưng là nàng biết. Nàng ở nơi nào? Đối với Vệ Tịnh loại này muốn cùng mình so sánh nhi tử tâm tình, nàng ngoại trừ cười lạnh, vậy cũng chỉ có giễu cợt. Ngay tại Lý Thiên Mệnh chắc chắn Thần Diệu hội xuống thời điểm, còn phát sinh một khúc nhạc đệm. Cái kia chính là, đến từ Thiên Cơ Cung, Lý Thư Phàm, đúng vào lúc này, đem chiến thư đưa đến Lôi Tôn Phủ. Lâm Tiêu Tiêu vì củng cố chính mình đệ nhất đệ tử địa vị, nàng cũng đang đợi giờ khắc này. Khi nàng theo Lôi Tôn Phủ đi ra, khóa chặt Lý Thư Phàm vị trí thời khắc. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, cùng một thời gian, Thần Diệu cũng từ nơi không xa đi tới. Hai người giao thoa mà qua. Chờ lấy, ta cái kế tiếp đối thủ cũng là ngươi. Tuyệt đối đừng bại bởi Lý Thư Phàm. Thần Diệu hăng hái, đối Lâm Tiêu Tiêu nói một câu, tựa như một đạo tinh quang rơi xuống, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Lâm Tiêu Tiêu nhếch miệng, nàng kỳ thật rất có lòng tin. Giả dụ nàng có thể đánh bại Lý Thư Phàm, Thần Diệu thì càng không phải là đối thủ. Cho nên, nàng không biết Thần Diệu nói mạnh miệng như vậy, là dũng khí từ đâu tới. Nàng tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, đi tới Lý Thư Phàm trước mặt. Tại cái này bỗng nhiên ở giữa, bài vị chiến đã đến khẩn trương nhất thời khắc. Không phải là bởi vì Lý Thiên Mệnh cùng Thần Diệu trận này mặc danh kỳ diệu giao phong, mà là bởi vì, Viêm Hoàng bảng đệ nhất đệ nhị trung cực đối chiến. Cái này rất có thể, là trận này bài vị chiến đặc sắc nhất một trận chiến đấu. Lâm Tiêu Tiêu đối chiến Lý Thư Phàm, tuyệt đối là nặng cân bộ phim. Trên chiến trường đã nhắc lên từng trận ồn ào, Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Thư Phàm đều là dứt khoát người. Hai người quan hệ còn có thể, một trận chiến này không có có cửu oán, chỉ phân thắng bại. Cho nên, tại Thần Diệu vừa tới đạt Lý Thiên Mệnh trước mắt thời điểm, bên kia chiến đấu đã khai hỏa. Cứ như vậy. Ngược lại Lý Thiên Mệnh cùng Thần Diệu, chú ý người tương đối ít, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, đây là một trận nghiền ép chi chiến. Một cái 3 năm trở về Lý Thiên Mệnh, làm sao có thể diễm đô thiên tài chân chính, tinh thần thương hội thái tử ra so sánh. Có lẽ Thần Diệu sẽ không nghĩ tới, chính mình cùng Lý Thiên Mệnh sẽ ở bài vị chiến giao thủ. Bây giờ lại nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn phát hiện mình trong lòng chán ghét, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Đúng là âm hồn bất tán chó. Ta không tới thu thập ngươi,
ngươi còn tưởng rằng ta sợ ngươi chó điên cắn người. Ngươi dám đem ta gọi xuống, hôm nay ta liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người, bao quát ngươi cái kia sắp chết lão nương, đánh gãy chân chó của ngươi, nhổ chó của ngươi răng. Thần Diệu quá muốn cười, hắn biết, nếu như không cho Lý Thiên Mệnh một bài học, về sau cái gì A Miêu A Cẩu, đều muốn nhảy ra khiêu khích chính mình đầu này, hùng sư. Tuyết Lam phu nhân tự nhận là cao quý, nhưng hắn nhi tử lại một chút giáo dưỡng cũng không có chứ. Nói chuyện như thế không có tố chất, sẽ chỉ cho thấy người phẩm cách ti tiện. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, tu luyện 3 năm tính cách, người khác đã rất khó theo trên mặt của hắn nhìn đến hỉ nộ. Hắn nhìn như phong khinh vân đạm cười, kỳ thật trong lòng của hắn cất giấu mãnh liệt hỏa sơn. Dù sao, các loại giờ khắc này thực sự quá lâu. Thần Diệu miệng đầy thô tục, Lý Thiên Mệnh lại mỉm cười vừa vặn, hai người cảnh giới trong nháy mắt cao thấp biết liền. Thần Diệu theo rất nhiều người khác ánh mắt nhìn ra, bọn họ đối với mình bây giờ nóng nảy tâm tình hơi có chút thất vọng. Hắn tại phương diện này, vậy mà để Lý Thiên Mệnh so sánh đi xuống. Kết quả là, hắn tức giận trong lòng thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Hắn biết, chỉ cần là trên chiến trường, ngôn ngữ giao phong không có ý nghĩa. Dù là Lý Thiên Mệnh nói đến lại cử động nghe, chỉ cần để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ, hết thảy tự sụp đổ. Người thắng, mới có tư cách thuyết giáo dưỡng cùng tố chất. Đi ra! Thần Diệu hét lớn một tiếng, cái kia vô cùng nổi danh cộng sinh thú lục tinh diệu sư, tại một trận tinh quang thôi sán bên trong, gầm thét theo cộng sinh không gian chui ra. Cái này lục tinh diệu sư cao lớn uy mãnh, thần thái sáng láng, thánh khiết mà uy nghiêm, có vạn thú chi vương thần uy. Làm hắn phủ phục tại Thần Diệu trước mắt thời điểm, một người một thú hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như là thiên thần hàng lâm. Đây là tinh thần hệ tẩu thú loại cộng sinh thú, có thể trưởng khống vì sao trên trời lực lượng, hấp thu tinh thần quang mang trưởng thành không gian vô hạn. Lục tinh diệu sư vừa ra, càng là cho thấy Thần Diệu chỉ muốn nghiền ép đánh tan Lý Thiên Mệnh. Theo cái này hùng sư hung sát đến xem, Thần Diệu tâm tình đã ảnh hưởng đến nó. Nó nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, trong ánh mắt tinh thần phun trào. Cái kia cường mà có lực móng vuốt nắm chặt mặt đất, tùy thời đều có thể hướng về Lý Thiên Mệnh đâm vọt lên. Đừng nói cho ta, người còn muốn lấy một địch hai. Thần Diệu híp mắt, hắn trên thân to lớn thú nguyên hội tụ cùng một chỗ, lúc này đã hướng về Lý Thiên Mệnh áp bách mà đến. Hắn mới nhìn đến, Lý Thiên Mệnh lấy một địch hai, cộng sinh thú đều không ra, đánh bại linh nguyên cảnh tầng thứ hai. Xem ra, rất uy phong. Tuyết Lam vốn cho là hắn chẳng có tác dụng gì có, nhưng lại có biểu hiện như thế, cho nên Tuyết Lam có chút buồn bực. Mà bây giờ, Thần Diệu chỉ muốn để mẫu thân phiền muộn, quét sạch sành xanh. Lý Thư Phàm cùng Lâm Tiêu Tiêu chiến đấu 10 phần đặc sắc, nhưng là mọi người vẫn là hội phân ra rất lớn tâm thần, nhìn Thần Diệu cùng Lý Thiên Mệnh giao phong. Rất nhiều người cũng đang thảo luận, hai người bọn họ đến cùng bí mật có mâu thuẫn gì. Nếu như không biết Vệ Tịnh, tuyệt đối không có khả năng thảo luận ra bất kỳ kết quả gì. Vậy không được, không thể tiện nghi ngươi. Lý Thiên Mệnh một mực không cho tiểu hoàng gà đi ra, là bởi vì phía trước không có đáng giá để nó xuất thủ đối thủ. Bây giờ lục tinh diệu sư cuồng bạo mà uy nghiêm, có vạn thú đế vương khí tức, xem xét thì khó đối phó. Hiển nhiên, đến để nó ra sân thời khắc. Một cái trơn mềm tiểu hoàng gà, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, hắn thần bí cộng sinh thú. Rốt cục tại bài vị chiến hiện thân. Trước đó, đại đa số người chỉ là nghe người ta miêu tả qua hắn cộng sinh thú. Tận mắt nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú như thế non nớt, nhỏ bé như vậy, hắn bộ dáng còn là vượt qua dự liệu của bọn hắn. Cái này một con gà con, xem ra trẻ sơ sinh đều có thể bóp chết, nó gì để chiến đấu lực, có thể cùng lục tinh diệu sư so sánh. Một cái ở trên trời, một cái tại đất. Liền cái kia lục tinh diệu sư nhìn đến cái này nhỏ bé đồ chơi, trong lúc nhất thời đều vui vẻ. Một thân sát khí thiếu một nửa, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Sợ là cũng chỉ có Thần Diệu, biết Lý Thiên Mệnh cái này cộng sinh thú, cũng không có bề ngoài xem ra nhỏ yếu như vậy. Bảo vệ tốt ngươi cộng sinh thú, đừng để ta một kiếm thước mất đầu, ngươi lại được kêu khóc 3 năm. Thần Diệu phát hiện mình qua nhiều năm như vậy tu thân dưỡng tính, tại trước mặt người này hoàn toàn mất hiệu lực. Hắn cảm thấy, đối phó loại này người, hoàn toàn không cần thiết bận tâm tu dưỡng. Đánh nổ hắn đầu chó, mới là duy nhất sảng khoái phương pháp. Lúc nói chuyện, hắn theo trong vỏ kiếm, rút ra chính mình cấp 4 thú binh, tinh hà kiếm. Cái này là một thanh thầm trường kiếm màu xanh lam,
cái kia trên lưỡi kiếm ánh sao lấp lánh, tựa như là một đầu tinh hà. Phong lợi chỗ lóng lánh hàn quang, xanh biếc thiên văn như ẩn như hiện, chướng mắt tinh thần lực lượng theo trên thân kiếm phóng xuất ra, khiến người ta khó có thể mở to mắt. Bảo vệ tốt đệ đệ của ngươi, đừng để ta cắn một cái rơi, nếu không ngươi liền đạt được vương cung làm thái giám. Tiểu hoàng gà mới ra đến, lại bị thần diệu trào phúng, lấy tính tình của nó sao có thể nhẫn nại, phải gọi thần diệu dưới hông mát lạnh không thể. Một cái vàng nhạt con gà con, không có hảo ý nhìn thần diệu phần eo phía dưới liếc một chút, miệng nói tiếng người bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, để rất lo xa tình khẩn trương người buồn cười. Nhưng là thần diệu, thì càng thêm thẹn quá hóa giận. Hắn rốt cục phát hiện, chiến đấu trước đó nhục nhã Lý Thiên Mệnh lại nhiều, đều sẽ để hắn phản chơi một vố. Bây giờ quất ra tinh hà kiếm, bên người lục tinh diệu sư đã cuồng bạo nộ hống, lúc này không chiến, chờ đến khi nào. Huynh đệ, vì mình nương, giết chết tên tiểu bạch kiểm này. Tiểu hoàng gà lửa giận ngút trời nói. Không dùng nó nói, Lý Thiên Mệnh đã sớm khóa chặt đối thủ. Hắn tay trái đã vận chuyển nóng hổi thú nguyên, tay phải thì quấn quanh lấy cái kia lôi hỏa xiềng xích, dưới chân đã có từng trận hỏa ảnh. Liền chờ Mộ Uyển bên này tuyên bố quyết đấu bắt đầu, hắn liền đã trước một bước, xông về thần diệu. Hôm nay, hắn nhất định phải để Tuyết Lam biết, cái gì gọi là nghiền ép. Có được có thể so với 8-9 cái linh nguyên luyện ngục chi nguyên lực lượng, còn có vượt qua tìm thường nhân gấp mấy lần tính chất vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, cả hai điệp ra. Lý Thiên Mệnh mặc dù là linh nguyên cảnh đệ nhất trọng, nhưng là hắn tại thú nguyên bên trong bạo phát đi ra áp chế, linh nguyên cảnh tầng thứ 3 lại há có thể đỡ nổi. Nói cách khác, trước đây đối chiến linh nguyên cảnh tầng thứ 2, Lý Thiên Mệnh đều không có thi triển ra lực lượng chân chính tới. Tại thời khắc này, hắn cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ huyễn hóa thành hỏa ảnh, khí thế hung mãnh. A, à, phô trương thanh thế, thần diệu lạnh giọng giễu cợt. Trong tay hắn tinh hà kiếm, bên người lục tinh diệu sư, tắm rửa tại tinh thần quang mang phía dưới hắn lộ ra 10 phần ưu nhã. Bất quá, chiêu kiếm của hắn cũng không ưu nhã, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết thi triển ra, lực sát thương tuyệt đối kinh người. Lưu tinh phi kiếm quyết. Hắn tinh hà kiếm thi triển thời khắc, huyễn hóa thành đầy trời rơi xuống sao băng. Cái kia sao băng lấy xuống chướng mắt quỹ tích, thoạt nhìn như là từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Lý Thiên Mệnh. Dạng này hoa mỹ kiếm chiêu, trực tiếp đưa tới từng trận kinh hô. Vừa giao phong, tựa hồ thần diệu liền đem Lý Thiên Mệnh áp chế xuống. Nhưng là, sự thật thật là như thế sao? Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh trong tay lôi hỏa xiềng xích liền như là một đầu độc long. Tại hỏa diễm cùng lôi đình va chạm ở giữa, liên tục xông vào thần diệu kiếm thế nhiều lần. Thần diệu cước đạp thất tinh bước, thân pháp đồng dạng lợi hại, bất quá, hắn tựa hồ không để ý đến một chút. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, lại hoa mỹ kiếm chiêu, lợi hại hơn nữa binh khí, cũng đỡ không nổi Lý Thiên Mệnh cuồng oanh loạn tạc. Bôn lôi cửu tiên. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất, đem cái này bôn lôi cửu tiên thi triển song chỉnh, theo roi thứ nhất đến thứ 9 roi, như là trên trời rơi xuống 9 đạo thiểm điện. Phanh phanh phanh. Mỗi một lần âm thanh chói tai bạo phát, cũng là bọn họ binh khí giao phong cùng một chỗ thanh âm. Mọi người mắt thấy cái kia sao băng phi kiếm pháp xem ra rất có thể áp chế Lý Thiên Mệnh, nhưng là sự thật vừa vặn ngược lại. Tại Lý Thiên Mệnh cuồng bạo bôn lôi cửu tiên phía dưới, hiện thực là thần diệu chiến quyết lấy bẻ gãy nghiền nát hình thức sập bàn. Đây tuyệt đối là một loại sức mạnh phía trên áp chế. Thần diệu thú nguyên căn bản ngăn không được Lý Thiên Mệnh. Ngay tại sau cùng một roi thời khắc, thần diệu tinh hà kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn tuột tay. Làm sao có thể? Vừa mới giao phong, thần diệu thì sâu sắc cảm nhận được loại kia bị áp chế cảm giác. Theo Lý Thiên Mệnh lực lượng tăng cường, hắn trực tiếp bị áp chế, khi ở trong tay tinh hà kiếm bị quất bay ra ngoài thời khắc, hắn thậm chí đều không kịp phản ứng. Duy chỉ có trên bàn tay bị nứt toác miệng hổ nói cho hắn biết, hắn bị Lý Thiên Mệnh áp chế. Không có gì không có khả năng, người quá yếu, tiếp theo trong nháy mắt, lôi hỏa xiềng xích giống như rắn độc quấn quanh ở trên người hắn. Chăm chú quấn quanh tam trọng. Đột nhiên ở giữa, lực lượng kinh khủng theo cái này lôi hỏa xiềng xích truyền đến. Thần diệu đã bị ghim đến thuấn thân đều là vết máu. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, bởi vì cái kia không ngăn cản lực lượng trực tiếp đem thần diệu kéo tới, tại Lý Thiên Mệnh tay phải lôi kéo phía dưới, thần diệu trong nháy mắt hai chân cách mặt đất. Hô! Mọi người đờ đẫn nhìn đến, thần diệu lại bị hoàn toàn đánh tan. Không chỉ là như thế, hắn tức thì bị xiềng xích cuốn lấy bay lên trời.
Sau đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên hất lên, đem cả người hắn hung hăng đập xuống đất. Bộp một tiếng giòn vang, thần diệu xương cốt đều sợ là tan thành từng mảnh. Thần diệu, nói cho ta biết, ai là chó? Lý Thiên Mệnh ánh mắt thiêu đốt lấy. Hắn đứng tại thần diệu trước mắt, thần diệu đã ngã trên mặt đất run rẩy. Hết thảy đều quá nhanh, hắn hoàn toàn là mộng, sắc mặt triệt để trắng bệch. Thẳng đến, Lý Thiên Mệnh chân đạp tại trên mặt của hắn, trên thân cùng trên mặt kịch liệt đau nhức đồng thời truyền đến thời điểm, thần diệu mới chính thức phản ứng tới. Hắn, lại bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép đánh bại. Không sai, là nghiền ép. Hoàn toàn nghiêng về một phía nghiền ép. Tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, thần diệu căn bản không có nửa phần sức hoàn thủ. Một trận thảm bại, đối giờ phút này thần diệu tới nói, quả thực là thế giới đổ sụp. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh. Hết thảy quá nhanh, không đến 10 hơi thời gian, chiến đấu kết thúc. Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Thư Phàm đỉnh phong quyết đấu, vừa mới bắt đầu thời điểm, đã định trước nghiền ép Lý Thiên Mệnh thần diệu, bị Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt, phản sát. Đúng, cũng là tương đương trong nháy mắt, bởi vì mọi người đều còn tại nhìn Lâm Tiêu Tiêu chiến đấu, ánh mắt vừa nghiêng mắt nhìn qua đến, thần diệu đã lăn trên mặt đất. A, thần diệu chịu đựng kịch liệt đau nhức ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát lôi hỏa xiềng xích. Kết quả, lôi hỏa xiềng xích quấn quanh càng chặt hơn, đau đến hắn nước mắt chảy đầm đìa. Thần diệu, nói cho ta biết, ai là chó đâu, ngươi bây giờ bị ta nắm, lăn lộn trên mặt đất, ta đem giày giẫm tại trên mặt của ngươi, ngươi nói cho ta biết, ai là chó đâu. Tại toàn trường tĩnh mịch thời khắc, Lý Thiên Mệnh tốc độ nói rất nhanh, hắn đang lớn tiếng hỏi thần diệu, kỳ thật hắn cũng là đang hỏi Tuyết Lam. Hắn thời gian hỏi chuyện ngẩng đầu, nhìn về phía Tuyết Lam vị trí. Đang mỉm cười thời điểm, trên chân lực lượng cơ hồ đem thần diệu cái mũi đều cho dẫm bẹp. Hắn muốn nói cho Tuyết Lam. Nếu như ngươi không muốn giúp bận bịu đã từng tỉ muội, ngươi đại khái có thể đóng cửa không thấy, mọi người tâm lý nắm chắc, chắc chắn sẽ không dây dưa. Nhưng là, ngươi không cần thiết điên cuồng thanh tú cảm giác ưu việt, không cần thiết vạch mặt, càng không cần thiết lấy thương tâm của người khác, xem như là mình trò cười. Hắn không nói ra, nhưng là hắn hy vọng Tuyết Lam có thể lĩnh ngộ được. Cũng hy vọng thần diệu có thể lĩnh ngộ được. Ngươi mặc dù là ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên, bất quá, cũng mời ngươi có chút giáo dưỡng, có chút tu dưỡng, đừng mở miệng ngậm miệng cũng là chó điên. Nếu không, sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người nhìn ra, ngươi nhìn như cao quý, kỳ thật tâm lý tàng long ngọa hổ, loại người như ngươi, mới thật sự là ti tiện. Câu nói này nói ra, Lý Thiên Mệnh thoải mái hơn. Thả ta ra, thần diệu nước mắt cùng máu tươi hội tụ vào một chỗ. Điên cuồng giãy giụa cùng kêu khóc lấy. Kết cục này xem ra muốn nhiều thê thảm, thì có bao thê thảm. Cùng hắn trước đây cao cao tại thượng, tôn quý yếu ớt dáng vẻ, quả thực có ngày đêm khác biệt. Ai có thể nghĩ tới, cái này quỳ gối Lý Thiên Mệnh trước mặt, khóc ròng ròng ra hỏa, lại là tinh thần thương hội thái tử gia. Dạng này phản sát, gọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không thể không đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, não tử trống rỗng. Người này, đến cùng là tình huống như thế nào? Có lẽ, bọn họ còn đối lục tinh diệu sư ôm có hy vọng, dù sao lục tinh diệu sư, còn có linh nguyên thần thông. Cho nên, bọn họ nhìn về phía lục tinh diệu sư cùng tiểu hoàng gà chiến đấu. Cái này bọn họ có thể thấy rõ ràng, hiện tại Lý Thiên Mệnh, đến cùng mạnh đến mức nào? Bởi vì, cái này cộng sinh thú chi chiến, cũng là một trận khiến người ta khó có thể tin chiến đấu. Tại tiểu hoàng gà nhỏ bé thân thể trước mặt, cái kia lục tinh diệu sư quả thực cũng là một khối đậu hũ. Nó muốn làm sao kéo thì làm sao kéo, lục tinh diệu sư căn bản không đụng tới nó. Lục tinh diệu sư khoảng chừng 6 loại linh nguyên thần thông, nó trên cơ bản đối tiểu hoàng gà đều thi triển, nhưng là cơ bản đều không đụng tới nó. Vật nhỏ này linh hoạt lên quả thực như ác mộng một dạng, quả thực mới là vô ảnh vô tung sát thủ. Vẫn là câu nói kia, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả thủ đoạn đều là loè loẹt đồ chơi. Làm Lý Thiên Mệnh nghiền ép thần diệu thời điểm, tiểu hoàng gà đồng dạng nghiền ép lục tinh diệu sư. Điều này nói rõ bọn họ mặc kệ là cộng sinh thú vẫn là ngự thú sư, đều muốn so thần diệu cùng lục tinh diệu sư cường hãn quá nhiều, xem ra đều không cùng một đẳng cấp. Lý Thiên Mệnh đem thần diệu dẫm tại dưới chân thời điểm, hắn hoàn toàn có thể đoán được, phòng cao thượng bên trong Tuyết Lam phu nhân, nàng đoán chừng đều sắp tức giận đến tắt thở đi. Nói thật, Lý Thiên Mệnh biết thần diệu là thần thánh nhi tử. Mà thần thánh đang trợ giúp chính mình. Nhưng là, hắn ân oán rõ ràng, chỉ ít theo hắn cảm giác phía trên,
hắn cho rằng thần thánh sẽ không để ý chính mình giáo huấn thần diệu. Cái kia Tuyết Lam phu nhân xác thực vô cùng nuông chiều cái này thần diệu. Hắn không quan tâm Tuyết Lam phu nhân có phải hay không chọc giận gần chết, hắn chỉ để ý để mẫu thân ra cái này một ngụm ác khí. Cứ như vậy, Tuyết Lam phu nhân ở trước mặt mẫu thân thanh tú tất cả ưu việt, nói qua tất cả nhục nhã, hiện tại cũng là tại đánh nàng mặt mình. Cảm giác, vô cùng thoải mái, vô cùng mỹ diệu. Vệ Tĩnh trước đó còn hỏi mình, có thể không thể dạy dỗ thần diệu một trận. Hiện tại Lý Thiên Mệnh cấp ra nàng đáp án, cái kia chính là có thể. Chẳng những có thể lấy, hơn nữa còn có thể hung hăng cho Tuyết Lam một bàn tay. Một cái bàn tay, không có đánh ở trên mặt, nhưng Tuyết Lam cảm giác nhất định rất đau. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, muốn lập tức tìm tới mẫu thân vị trí không dễ dàng. Nhưng, hắn nhất định biết, mẫu thân hiện tại khẳng định vì chính mình vui đến phát khóc. Bởi vì hắn xác thực làm đến, tại vạn chúng chú mục thời điểm, theo một chuyện cười đã chứng minh chính mình. Người sống một đời, chính là muốn loại này khoái ý ân cửu a. Những cái kia đạm mạc, tàn nhẫn, máu lạnh vô tình người, nhìn thấy không? Giờ này khắc này, Lý Thiên Mệnh chân đạp thần diệu, đem hắn giống tiểu cầu một dạng trói lại. Đây mới thật sự là hắn, hắn có dũng khí, cũng có đảm lượng làm như vậy. Mọi người thậm chí có thể nói, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, để bọn hắn thấy được một tia kính sợ. 3 năm trước đây cái kia trà trước sau khi ăn xong chê cười, hiện tại mọi người đàm luận lên hắn thời điểm, sẽ còn nhắc lại chê cười chuyện này sao? Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hắn hôm nay làm còn thiếu rất nhiều, đây chỉ là một tuyên cáo thôi. Hắn cho đến nay, còn không có tư cách xuất hiện tại chân chính địch người trước mặt đây. Thần diệu, cảm giác như thế nào? Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, buông ra chân, thần diệu trên mặt có một cái dấu chân thật to, mặt hoàn toàn sưng lên đi. Chính là, thần diệu đau đến chỉ có thể run rẩy, chỉ có thể thở dốc. Nước mắt cùng dòng máu lăn lộn cùng một chỗ, lại nghĩ từ bản thân tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, nói qua những cái kia châm chọc khiêu khích, tâm lý sợ là càng biệt khuất, càng khó chịu hơn đi. Diệu nhi, Lý Thiên Mệnh đã nghe được Tuyết Lam thanh âm. Mỹ diệu thời khắc sốt cục đến. Lý Thiên Mệnh, ta ngươi nhất định phải mệnh. Một ngày nào đó, ta muốn để ngươi nỗ lực gấp 100.000 lần đại giới, ta muốn giết ngươi cả nhà. Thần diệu một bên kêu rên, một bên thở dốc. Nghiêu như vậy đâu, vậy ta có thể phải cảm tạ ngươi, nói cho ngươi ta lớn nhất tôn trọng người gọi là Lý Viêm Phong, hiện tại ngay tại vì lôi tôn phủ hiệu lực. Ngươi nếu có thể giết hắn, ta đoán chừng ta hội thương tâm gần chết, từ đó lui ra giang hồ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nhớ kỹ, Lý Viêm Phong, thần diệu nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng tiếc hắn hàm răng đều rơi mất mấy khỏa, cắn đều tốn sức. Thả ta ra Diệu Nhi. Để cho ta đi lên, cái kia bén nhọn thanh âm lần nữa truyền đến. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Tuyết Lam quả nhiên thì ở phía dưới, nàng đã quần áo không chỉnh tề, liền tóc đều loạn. Bây giờ nàng sắc mặt tái xanh, không lại ưu nhã, quả thực như cái bát phụ. Nàng ngược lại là nghĩ tới, nhưng là để Phượng Hoàng Điện Điện chủ vệ Tử Côn ngăn cản. Dù sao đây là Viêm Hoàng học cung thần thánh bài vị chiến, nàng muốn là tới can thiệp, thì vô cùng không thể diện. Tuyết Lam phu nhân. Còn xin bất giận, ta nhìn thần diệu thương thế cũng không tính quá nặng, đều là vết thương da thịt, ngươi tuyệt đối đừng can thiệp bài vị chiến, có mất thể thống, có mất thể thống a. Mộ Uyển thượng sư trên mặt nụ cười, tại bên cạnh nháy mắt ra hiệu nói ra. Tại Tuyết Lam phu nhân sau lưng, lại tới hai cái thanh niên. Bọn họ một trái một phải đỡ dậy Tuyết Lam phu nhân, cái này sắc mặt hai người lạnh lùng mà tái nhợt, sát khí đằng đằng, toàn bộ khóa chặt tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Lý Thiên Mệnh biết bọn hắn, đây là tinh khuyết cùng thần hạo. Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn là người đồng lứa. 4 năm trước bọn họ đều tại Viêm Hoàng bảng trước năm, khi đó Lý Thiên Mệnh là Viêm Hoàng bảng đếm ngược, không có tư cách gì tiếp xúc đến bọn họ. Bây giờ bọn họ là thiên phủ đệ tử, Lý Thiên Mệnh còn tại cùng bọn hắn đệ cạnh tranh đây. Bọn họ không nói hung ác, chỉ là viện Tuyết Lam, ngăn lại nàng làm càn, tại Tuyết Lam bên tai nhẹ giọng nói chuyện. Ngay cả như vậy. Tuyết Lam phu người vẫn là lấy giữ tợn ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thực sự không nghĩ ra được, một cái nhìn như ưu nhã quý phụ nhân, tại sao có thể có như thế giữ tợn ánh mắt. Lý Thiên Mệnh, người đánh bại thần diệu, cũng không cần làm dư thừa động tác, tranh thủ thời gian thả người, ta phán ngươi thắng lợi. Phượng Hoàng Điện Điện chủ vệ Tử Côn nói. Điện chủ, không có vấn đề, cái kia thoải mái, cái kia vui sướng Lý Thiên Mệnh đều đã hưởng thụ qua. Thoải mái nhất.
cũng là Tuyết Lam phu nhân giờ phút này vậy đơn giản cùng ăn cứt giống như biểu lộ. Phu nhân không nên gấp gáp, thần rượu lập tức còn cho ngươi, bất quá phu sắc mặt người làm sao khó coi như vậy, chẳng lẽ là ăn cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Phu nhân thật là phải chú ý điểm, lên tuổi tác, không nên tùy tiện loạn ăn đồ ăn. Dù sao, ta tuy nhiên chưa ăn qua, nhưng ta đoán, cứt chó khẳng định không thể ăn, ha ha. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, đem thần rượu hất lên. Cái kia cơ hồ tan ra thành từng mảnh thần rượu bay ra ngoài, sau cùng bị Tinh Khuyết tiếp được, phen này động tác, lại đau đến phải khóc giống kêu rên. Tuyết Lam khoảng cách gần xem xét, cơ hồ đều muốn tức xỉu. Nàng cái này bảo bối nhi tử, cả một đời chưa từng bị qua loại khuất nhục này, nàng lúc này toàn thân run rẩy, một đôi mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, lời nói đều nói không nên lời. Phu nhân làm sao toàn thân run rẩy? Là bởi vì khí trời quá lạnh sao? Phu nhân nhưng muốn nhiều xuyên một chút, không muốn vì đẹp mắt, muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai cũng nghe được, Lý Thiên Mệnh đây là tại trào phúng Tuyết Lam. Không có người biết hắn cùng Tuyết Lam ở giữa đến cùng có quan hệ gì. Nhưng Lý Thiên Mệnh thời khắc này hành động, quả thực thì cùng không sợ chết giống như, trực tiếp cùng tinh thần thương hội dạng này thế lực khổng lồ đối nghịch. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh đều trên mặt nụ cười nói chuyện, khiến người ta căn bản tham không thấu, hắn đến cùng lớn bao nhiêu trái tim. Tuyết Lam cả một đời, chỉ sợ đều không có như bây giờ, bị tức đến run rẩy. Trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời, hoàn toàn nói không ra lời. Thẹn quá hóa giận, cái từ này đều không đủ lấy hình dung nàng hiện tại tâm tình hỏng bét. Nếu như không phải tại trước mặt mọi người, đoán chừng cái này Viêm Hoàng chiến trường cũng phải làm cho nàng phá hủy. Phải biết, nàng có thể cũng không phải là tay trói gà không chặt người, tinh thần thương hội tư nguyên, đủ để cho nàng tu luyện tới phi thường cao sâu cảnh giới. Mẫu thân, không dùng cùng hắn nhiều lời, hắn hiện tại thắng, nhưng cũng chỉ có thể ngoài miệng làm càn vài câu, loại này ấu trí hành động, chỉ có thể nói rõ người này sống không được quá lâu. Con trai trưởng thần Hạo vỗ mẫu thân lưng, để cho nàng tâm tình tận lực hòa hoãn lại. Nói không sai, còn không người có thể dạng này tội chúng ta tinh thần, trên đài để hắn làm càn, sớm muộn để hắn trả giá đắt. Các loại ra nơi này, ta xem ai có thể giữ được hắn, lấy hắn cái tuổi này, đánh bại Diệu Nhi không đáng kể chút nào. Hắn hôm nay thì là đã chiếm số tuổi tiện nghi, tiến vào Viêm Hoàng học cung, hắn cũng là kém cỏi nhất. Tinh Khuyết híp mắt nói. Hai người bọn họ liếc nhau, trên cơ bản làm sao làm tàn Lý Thiên Mệnh biện pháp đều có. Được, Tuyết Lam rốt cục buông lỏng xuống, nhưng là nét mặt của nàng, giống như Lý Thiên Mệnh nói, giống như là ngậm lấy một miệng cứt chó. Phải có bao nhiêu thối, thì có bao nhiêu thối. Nhất là, vừa nghĩ tới chính mình trước đó tại vệ tỉnh trước mặt nói lời, lại nhìn thấy thần diệu thảm trạng, nàng lại run lên. Một ngụm máu, kém chút bị tức đến phun ra ngoài. Nàng chỉ có thể nói. Tiếp đó, nàng sẽ để cho Lý Thiên Mệnh mẹ con, nhìn đến bọn họ tinh thần thương hội thủ đoạn. Lý Thiên Mệnh không có uy phong quá lâu, bởi vì ngay tại Tuyết Lam quay người muốn rời đi thời điểm, chiến trường bỗng nhiên truyền đến càng lớn ồn ào. Tại một cái khác trên lôi đài, không ngoài dự liệu chính là, Lâm Tiêu Tiêu đánh bại Lý Thư Phàm, củng cố hắn đệ nhất đệ tử vị trí. Kết quả là, mọi người nóng rực ánh mắt, rơi vào cái này hai cuộc chiến đấu người thắng lợi trên thân. Lý Thiên Mệnh đánh bại thần diệu, dựa theo đạo lý, hắn là Viêm Hoàng bảng thứ ba. Mà bây giờ, Viêm Hoàng bảng thứ hai chiến bại. Như vậy, biểu hiện cường thế Lý Thiên Mệnh, có phải hay không như kỳ tích, nắm giữ khiêu chiến đệ nhất đệ tử tư cách. Tuy nhiên tựa như ảo mộng, nhưng đây là sự thật. Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Thiên Mệnh. Người nào, mới thật sự là đệ nhất đệ tử. Bài vị chiến ở giữa, Viêm Hoàng học cung đệ tử ở giữa có vô số đọ sức. Nhưng, trong đó một trận quyết định, đệ nhất đệ tử, chiến đấu, hắn trình độ trọng yếu vượt qua còn lại mấy ngàn cuộc chiến đấu tổng cộng. Mọi người vốn cho là, Lý Thư Phàm cùng Lâm Tiêu Tiêu nhất chiến, đã là quyết ra điện khảo đệ nhất đệ tử quan trọng nhất chiến. Cho tới giờ khắc này, Lý Thư Phàm cùng thần diệu lần lượt chiến bại, hắc mã giống như Lý Thiên Mệnh hoành không xuất thế, ngóc đầu trở lại, cường thế đánh bại thần diệu, đã phong quang vô hạn. Hắn so Lý Thư Phàm càng có khiêu chiến Viêm Hoàng bảng đệ nhất tư cách. Lâm Tiêu Tiêu đánh bại Lý Thư Phàm tại rất nhiều người trong dự liệu, bây giờ chỉ có nghiền ép thần diệu Lý Thiên Mệnh, càng khiến người ta hiếu kỳ. Cái này 3 năm trước đây chê cười, hắn hôm nay đến cùng có thể lửa tới trình độ nào. Dù sao cũng là bài vị chiến,
không ai đi để ý hắn so Lâm Tiêu Tiêu đại thiếp gần 5 tuổi, luận thiên phú khẳng định không phải một cái cấp bậc. Bài vị chiến viêm hoàng bảng, trường hợp đến cũng không nhìn tuổi tác. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh coi như năm thứ 5 đại học tuổi, hắn làm một cái biên giới thành chỉ tới thiếu niên, có thể tại lúc này nắm giữ cùng Lôi Tôn Phủ song sinh ngự thú sư giao phong tư cách, cũng đã là đáng giá khâm phục kỳ tích. Lâm Tiêu Tiêu chú ý tới bên này chiến đấu, thấy được Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm đánh bại Thần Diệu. Tin tưởng chính nàng đều rất rõ ràng, hiện tại duy ngăn trở một chút nàng thành là thứ nhất đệ tử trở ngại cũng là Lý Thiên Mệnh. Viêm Hoàng bảng thứ 5 bên ngoài, trên cơ bản Thần Diệu cũng không bằng, nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội cũng sẽ không có. Nàng đối đệ nhất đệ tử khát vọng cũng không so Lý Thiên Mệnh kém. Ca ca 4 năm trước, trở thành đệ nhất đệ tử, vì Lôi Tôn Phủ làm rạng rỡ. Phụ thân đối với ta hy vọng to lớn, ta máy sẽ tốt như thế, tuyệt đối không thể cô phụ phụ thân, cô phụ gia tộc đối kỳ vọng của ta. Lâm Tiêu Tiêu đứng ở bên kia, một đôi tràn ngập chiến ý ánh mắt, đã để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này toàn trường lắng ngắt như tờ, năm đại điện chủ đã trước đình chỉ đệ tử khác bài vị. Hiện tại bài vị chiến đến khâu cuối cùng, Viêm Hoàng bảng bài danh đã vô cùng phù hợp tất cả mọi người cụ thể trình độ. Kết quả là, làm Thần Diệu cùng Lý Thư Phàm cùng hắn gia tộc thế lực thối lui thời điểm, Phượng Hoàng Điện điện chủ vệ tử Côn đối với tất cả mọi người nói. Tin tưởng tại chỗ chư vị đều hiểu, bài vị chiến trọng yếu nhất cũng là đệ nhất đệ tử tranh đoạt. Bây giờ, Lý Thư Phàm cùng Thần Diệu đều chiến bại, Viêm Hoàng bảng thứ 5 bên ngoài, cũng không có đủ khiêu chiến đệ nhất đệ tử thực lực. Cho nên, 4 năm qua lớn nhất lo lắng, tại một trận trọng yếu nhất trong chiến đấu có thể giải quyết. Học cung bài vị chiến, điện chủ hòa thượng sư môn có rất lớn quyền lực. Đương nhiên bọn họ đối đệ tử phán đoán cũng vô cùng chuẩn xác, sẽ không có người lên án. Lý Thiên Mệnh rõ ràng có trùng kích đứng đầu bảng tư cách, cho nên, bọn họ khẳng định sẽ cho Lý Thiên Mệnh an bài một trận chiến đấu. Dù sao, Lý Thiên Mệnh hiện tại thuộc về Phượng Hoàng Điện. Mà vệ tử Côn là lần này bài vị chiến người phụ trách toàn quyền. Vệ tử Côn điện chủ, vạn chúng chú mục thời khắc, cho hai vị trẻ tuổi an bài là có thể. Phòng cao thượng bên trong, đến từ Chu Tước Vương tộc, Tuyên Vương, thanh âm truyền đến. Đúng, Tuyên Vương, vệ tử Côn mỉm cười, tiếp theo tuyên bố. Thông qua ta năm vị điện chủ thống nhất thảo luận quyết định, lần này Viêm Hoàng bảng đệ nhất, từ Vạn Thú Điện Lâm Tiêu Tiêu, cùng Phượng Hoàng Điện Lý Thiên Mệnh ở giữa quyết tuyển mà ra. Một trận thắng bại, quyết định năm nay trực tiếp thăng nhập thiên phủ tư cách. Đến mức Viêm Hoàng bảng hạng năm bên ngoài, xét thấy các ngươi trước đây biểu hiện cùng chúng ta đối phán định của các ngươi xác thực không đủ thực lực cùng hai vị này giao phong. Dựa theo quy tắc, 10 vị trí đầu đều có cơ hội khiêu chiến, nhưng là năm vị điện chủ càng có quyền hơn lợi trực tiếp cắt đứt, bởi vì vậy là không có ý nghĩa khiêu chiến. Để Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Thiên Mệnh tỉ thí một trận như vậy đủ rồi. Ngược Thần Diệu một trận. Mục tiêu của hôm nay đã hoàn thành một nửa, nhưng là, bệnh tình của mẫu thân rất nặng, với ta mà nói, tiến vào thiên phủ ngược lại quan trọng hơn. Cho nên, nhất định muốn đánh bại Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng, trận chiến đấu này, hắn không có đường lui, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn bắt lại Lâm Tiêu Tiêu đối thủ này. Hắn không có đem đối Lâm Tiêu Đình cùng Mộc Tình Tình hận giận chó đánh mèo đến Lâm Tiêu Tiêu trên thân. Muốn nói chán ghét. Hắn càng chán ghét Thần Diệu, nhưng theo chiến đấu tầm quan trọng tới nói, đệ nhất đệ tử tranh đoạt chi chiến, mới là hôm nay trọng yếu nhất. Cho nên, mặc kệ đối mặt cái gì đối thủ, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cầm tới đệ nhất đệ tử Vinh Diệu, sắp xếp tại Viêm Hoàng bảng đệ nhất, mới là đối với mình 3 năm sau trở về tốt nhất tuyên cáo. Mẫu thân cùng thiên phủ ở giữa, đến cùng có như thế nào ràng buộc, hắn cũng chỉ có thể nắm giữ tiến thiên phủ tư cách, mới có thể thăm dò rõ ràng. Kinh lịch cái kia một trận ám sát, hắn so ai cũng biết, vệ tịnh đã đợi không được bao lâu. Các ngươi chuẩn bị một chút, một phút về sau, cho các vị khách mời cống hiến một trận có trình độ chiến đấu. Vệ tử Côn đối Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu hai người nói. Tu dưỡng một phút, cái này chút thời gian thoáng qua mà qua. Trận chiến đấu này quá trọng yếu, rất nhiều Lôi Tôn Phủ người trẻ tuổi đều hội tụ tại Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh cho nàng chỗ dựa. Mà Lý Thiên Mệnh bên này. Cũng chỉ có thượng sư Mộ Uyển một cái, dù sao vệ tịnh không tiện xuống tới. Bất kể nói thế nào, đều đi đến một bước này, nỗ lực hết thảy, chứng minh chính mình đi. Mộ Uyển vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thượng sư yên tâm, một cái hoàng mao nha đầu, tùy tiện giải quyết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha,
giống như ngươi tự tin lại thói quen khoác lác, thường thường tại mấu chốt nhất chiến đấu, liền sẽ thua càng thảm. Song sinh ngự thú sư đến cỡ nào khó đối phó, xem ra ngươi cũng không có cái gì khái niệm. Mộ Uyển thượng sư trợn mắt một cái. Ngươi hay là của ta thượng sư sao? Làm sao luôn lớn lên người khác chí khí, diệt uy phong mình, ta muốn đổi ban. Ta muốn đánh mặt của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh có khái niệm, 3 năm trước đây đụng phải Lâm Tiêu Đình, cũng là song sinh ngự thú sư. Chỉ là khi đó chênh lệch quá lớn, Lâm Tiêu Đình chính mình cũng có thể tùy tiện ngược bọn họ, căn bản không cần cộng sinh thú xuất thủ. Đến nha, người bỏ được đánh sao? Mộ Uyển mị nhãn ném đi, cái kia vũ mị khiến người ta toàn thân tê dại. Đương nhiên không bỏ được. Dù sao, cái này là trừ mẫu thân cùng Lý Thẩm bên ngoài, toàn trường duy nhất người ủng hộ mình a. Theo một khắc này đến, không khí khẩn trương đã bao phủ toàn trường. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, cảm thụ được vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên ở trên người thiêu đốt cùng nhấp nhô, hắn giờ phút này, toàn thân đều đang thiêu đốt. Bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm nhận được một đạo không giống nhau ánh mắt. Cái kia một ánh mắt xuất hiện, để trong lòng hắn đột nhiên rung động run một cái, bởi vì, tựa hồ 3 năm, rốt cuộc không có gặp ánh mắt như vậy. Làm hắn mở mắt thời điểm, thứ nhất mắt liền thấy, tại Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh, lúc này đứng đấy một cái váy trắng thiếu nữ. Cái kia váy trắng thiếu nữ tóc dài tới eo, váy dài tung bay. Gió nhẹ nhẹ phẩy phía dưới, nàng váy hơi hơi dập dờn, ánh mặt trời ấm áp phía dưới, da thịt của nàng thẩm thấu ra ánh sáng màu trắng như tuyết. Nàng, rốt cục xuất hiện. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nhớ lại bọn họ gặp gỡ ngày nào đó. Đó là bọn họ đều phải đến Viêm Hoàng Lệnh, theo mỗi người thành trì tiến về Diễm Đô trên đường đi. Ngày nào đó nàng bởi vì quá mức mỹ mạo gặp kẻ xấu xa, nàng lấy một địch hai. Tại Hoang Sơn giã lĩnh bên trong, mắt thấy thì muốn thua, lưu lại một sinh thê thảm tiếc nuối thời điểm, Lý Thiên Mệnh như thiên thần hạ phàm một dạng xuất hiện. Hắn khi đó muốn a, trên thế giới tại sao có thể có như thế xinh đẹp nữ hài. Hắn động tâm, kinh lịch một trận không sợ chết chiến đấu, khi bọn hắn liên thủ đánh tan địch nhân thời điểm, Lý Thiên Mệnh đã khắp mình đầy thương tích. Sau đó, là nàng cõng chính mình, đến phụ cận tiểu trấn tìm đại phu, một đêm kia thượng lưu huyết quá nhiều hôn mê, thế nhưng là hắn có thể cảm nhận được trong ngực ấm áp. Sau đó, bọn họ phát hiện trong tay đối phương đều có Viêm Hoàng Lệnh, cho nên bọn họ kết bạn tiến về Diễm Đô. Một đường lên, Lý Thiên Mệnh vụng về vui đùa, mà nàng đều có thể bật cười. Có lẽ nàng thật vô cùng cảm tạ Lý Thiên Mệnh cứu được hắn nhất mệnh, có lẽ nàng bị Lý Thiên Mệnh dũng cảm cảm động, khi bọn hắn kết bạn thông qua điện khảo, thực sự trở thành Viêm Hoàng học cung đệ tử cái kia một buổi tối, Lý Thiên Mệnh tại Hoa Tiền Nguyệt hạ hôn môi của nàng. Bọn họ từ đó yêu đương. Từ đó về sau, lần thứ nhất yêu đương hắn, vì nàng làm được hết thảy, thậm chí đem chính mình lấy được rất nhiều tài nguyên tu luyện đều cho nàng. Hắn thật một lần cho rằng, nàng chính là mình đời này quy túc, về sau là muốn dắt tay đi sống hết đời người. Dắt tay 1 năm, đi qua nhiều như vậy mưa gió, mỗi một ngày trí nhớ, Lý Thiên Mệnh đều khó có khả năng quên. Nàng nói mỗi câu lời nói, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, thường xuyên còn bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Nàng sợ hãi thời điểm, nàng vui vẻ thời điểm, Lý Thiên Mệnh đều làm bạn tại bên người nàng. Thậm chí, liền về sau thành thân, sinh mấy đứa bé, bọn họ đều đã ước định cẩn thận. Khi đó, nỗ lực là nàng tốt nhất phẩm chất. Nàng về mặt tu luyện thậm chí so Lý Thiên Mệnh đều muốn khắc khổ, bởi vì gia cảnh của nàng không tốt. Nàng đồng dạng là Thần Phong Thành thành chủ chi nữ, nhưng mẫu thân của nàng là phu nhân tỷ nữ, sinh hạ nàng về sau liền bị trả thù chết rồi. Nàng bị phụ thân bảo vệ xuống dưới, nếu như không phải cầm giữ có thiên phú, nàng sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Chỉ là, có lúc nhân sinh cũng là buồn cười như vậy a. Hắn người tín nhiệm nhất, hắn tự nhận là đối nàng giải siêu qua tất cả người. Thế nhưng là, khi nàng cây đao này không lưu tình chút nào đâm hướng mình thời điểm, Lý Thiên Mệnh nội tâm bị tra tấn, so đao trên thân kiếm vết thương cũng còn muốn nhìn thấy mà giật mình. Hắn đang nghĩ, nếu như mình không gặp được thánh thú chiến hồn, nếu như không nói cho nàng, có phải hay không, bọn họ ngược lại có thể đi tiếp. Thượng Thiên không có cho hắn nghiệm chứng đáp án này cơ hội. 3 năm sau trở về, nàng đứng tại Lôi Tôn phủ bên kia, chống đỡ đối thủ của mình. Cùng 10.000 người, 100.000 người cùng một chỗ, đứng tại Lý Thiên Mệnh mặt đối lập. Nàng xuất hiện hời hợt, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt cũng phá lệ bình thản, phảng phất là đang nhìn một người đi đường một dạng,
Tựa hồ nam tử này, chưa bao giờ từng tại tính mạng của nàng bên trong, nhấc lên qua bất kỳ gợn sóng nào. Từ vừa mới bắt đầu, nàng ngay tại Lôi Tôn phủ bên kia, cho nên hôm nay hết thảy, nàng đều thấy được. Thẳng đến chính mình sắp cùng Lâm Tiêu Tiêu nhất chiến thời điểm, nàng đi ra. Nàng đứng ở Lâm Tiêu Tiêu bên người, cho nàng hiện tại người yêu muội muội chỗ dựa. Một năm kia mới tới Diễm Đô, bọn họ làm người xứ khác ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau. Ba năm không thấy, nàng xem ra đã thành Diễm Đô thiếu nữ, trở thành chủ nhân nơi này. Lý Thiên Mệnh không muốn cảm khái, không muốn dùng bi tình đi che giấu trong lòng mình cừu hận. Nàng phản bội chính mình, hắn chỉ sợ còn có thể chống đỡ, nhưng là nàng và Lâm Tiêu Đình cùng một chỗ, tàn nhẫn giết chết Kim Vũ, cướp đi thánh thú chiến hồn cừu hận, cả đời khó quên, vĩnh thế khó tiêu. Gặp lại nàng, tựa hồ tâm lý vết thương lần nữa nứt ra, lần nữa máu me đầm đìa. Huyết sắc mơ hồ Lý Thiên Mệnh hai mắt. Hắn vốn là để hòa hợp Lâm Tiêu Tiêu nhất chiến, hắn có thể chẳng phải bệnh tâm thần. Nhưng là, khi nàng đứng tại Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh, để Lý Thiên Mệnh trong mắt bịt kín huyết sắc về sau. Thì liền Lâm Tiêu Tiêu, giờ phút này cũng đã trở thành Lý Thiên Mệnh cừu hận cùng tức giận bạo điểm. Ai cũng biết giữa bọn hắn cố sự. Cái kia hư giả, nàng và Lâm Tiêu Đình cùng một chỗ biên tạo nên cố sự. Tại cố sự này bên trong, Lý Thiên Mệnh một mực là cái trò cười, cho nên, khi bọn hắn tại cái này trước mặt mọi người lúc gặp mặt, hết thảy tựa hồ biến đến rất thú vị. Nàng cái kia nhu hòa ánh mắt, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Đã lâu không gặp, Lý Thiên Mệnh, nàng khẽ mở môi đỏ, ngữ khí tuy nhiên bình thản, vậy mà chủ động nói chuyện với mình. Dựa theo các nàng biên soạn cố sự, khi nàng cùng Lý Thiên Mệnh tao ngộ, nàng không cần phải chán ghét, xem thường, giễu cợt chính mình sao. Đã lâu không gặp, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, cái này chỉ sợ là buồn cười nhất bốn chữ. Ta không nghĩ tới, ngươi còn có thể đi cho tới hôm nay tình trạng như vậy. Mộc Tình Tình nói, thái độ của nàng, không có lạnh hay không, nàng người, không gần không xa. Để ngươi thất vọng sao? Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nói. Không có, kỳ thật ngươi có thể làm cái người tốt, ta thực vì ngươi cao hứng, sau này đường thật tốt đi, không muốn lại phạm sai lầm. Mộc Tình Tình nói. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta xác thực sẽ không lại phạm sai lầm. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ là, cái này phạm sai lầm, đối bọn hắn song phương định nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh không có đem câu nói tiếp theo nói ra miệng, cái kia chính là, gặp phải ngươi, cứu vãn ngươi, chính là ta kiếp này sai lầm lớn nhất. Vậy liền chúc ngươi tiền đồ rộng lớn. Mộc Tình Tình nói. Vậy ta chúc ngươi, đoạn tử tuyệt tôn. Lý Thiên Mệnh như thế nào lại nghe không hiểu. Nàng đây là tại trước mặt mọi người đựng thánh khiết đây. Xem ra, nàng là đắm chìm trong chính nàng biên soạn trong chuyện xưa không thể tự thoát ra được đi. Hắn không có ý nghĩa vào hôm nay vạch trần diện mục thật của nàng. Hiện tại nói cái gì, căn bản không ai hội tin tưởng mình. Chúc ngươi đoạn tử tuyệt tôn, đây thật là tối tuyệt. Dù sao Mộc Tình Tình cùng Lâm Tiêu Đình còn kém thành hôn, nguyên rủa nàng đoạn tử tuyệt tôn, chẳng phải là để Lôi Tôn phủ trưởng tử đoạn tử tuyệt tôn. Ai cũng có thể nghe được, giữa bọn hắn đối thoại sóng ngầm mãnh liệt. Mộc Tình Tình thấy thế nào đều là cái dịu dàng rung động lòng người nữ tử, nàng không những tha thứ Lý Thiên Mệnh, thậm chí cho hắn mong ước. So sánh dưới, Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu coi như vừa vặn, có thể một câu cuối cùng đoạn tử tuyệt tôn, trực tiếp gọi người há mồm trợn mắt. Mọi người chỉ có thể cảm khái một câu, quả nhiên chó không đổi được đớp cứt. Xem ra vọng tưởng để ngươi quên đi tất cả, trọng tân sinh hoạt rất khó. Mộc Tình Tình lắc đầu, khẽ thở một hơi. Tình Tình tỷ, khác hy vọng xa vời loại này người có thể sửa đổi, ta nhìn hắn bộ dạng này, căn bản cũng không biết cảm ơn, thậm chí khả năng còn muốn oán niệm hận các ngươi xử tử qua hắn cộng sinh thú. Lâm Tiêu Tiêu bình thường tính khí rất tốt, nhưng lúc này thời điểm cũng không nhịn được tức giận. Mộc Tình Tình đối nàng ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng dắt bàn tay của nàng. Trong mắt nàng cái kia vẻ mặt thất vọng, cũng là một loại tuyệt diệu. Đối với người này vô sỉ, Lý Thiên Mệnh đã sớm bội phục sát đất. Lý Thiên Mệnh, phân ra thắng bại đi, người dạng này phẩm đức bại hoại người, không ai hội ủng hộ ngươi, ngươi liền đợi đến, xám xịt rời đi, càng đừng vọng tưởng ô nhiễm thiên phủ. Lâm Tiêu Tiêu chỉ cái kia lớn nhất lôi đài. Không ai hội giúp đỡ chính mình. Thế nhưng là Lý Thiên Mệnh, cũng không cần quá nhiều người chống đỡ. Cái kia trên khán đài, có mẫu thân tại chỗ, không như vậy đủ rồi sao? Có lẽ Lý Viêm Phong cũng tại Lôi Tôn phủ nhã gian bên trong, nếu như hắn còn có thể nhìn đến,
cái kia Lý Thiên Mệnh chỉ muốn để hắn hối hận làm ra hết thảy. Thậm chí, còn có Mộ Uyển Thượng Sư giúp đỡ chính mình, tuyệt đối kiếm lời. Đúng vào lúc này, Phượng Hoàng Điện chủ vệ tử Côn tuyên bố. Đệ nhất đệ tử chung kết chi chiến, hiện tại bắt đầu. Tại hắn tuyên cáo phía dưới, bài vị chiến nghiêm chỉnh lần nữa sôi trào. Bất quá đúng vào lúc này, lại phát sinh một khúc nhạc đệm, đó là bởi vì, có hai cái không tưởng tượng được người, bỗng nhiên theo trong gian phòng trang nhã đi ra, đi vào bên trong chiến trường. Hai cái này xuất hiện, tuyệt đối ngoài Lý Thiên Mệnh đoán trước. Sự xuất hiện của các nàng, cho bài vị chiến tăng thêm tuyệt thế phong thái. Là Lục công chúa Khương Thanh Loan, còn có Chu Tước Vương Thân Phong con gái nuôi, Linh công chúa. Linh công chúa, thật không hổ là Chu Tước quốc đệ nhất mỹ nhân, thật sự là cùng tiên nữ giống như, trần thế vậy mà như thế cô gái xinh đẹp. Dùng tiên nữ hình dung, chỉ là không có còn lại thích hợp hơn từ ngữ thôi. Nàng trên người có một loại cùng tất cả nữ tử khác biệt khí chất, chính là loại khí chất này, để mỹ mạo khuynh thành Thanh công chúa đứng tại bên cạnh nàng, đều có một loại phàm nhân cảm giác. Đúng, Linh công chúa thì không giống như là cái phàm nhân a. Lời không thể nói như vậy, chỉ cần không nhìn Linh công chúa, Lục công chúa cũng là đương đại mỹ nhân. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Hắn biết Khương Phi Linh cùng Thanh công chúa tại Diễm Đô, biết các nàng là Chu Tước Vương tộc, nhưng chính là không nghĩ tới, các nàng hội xuất hiện ở đây. Các nàng trước đây hẳn là cùng Tuyên Vương cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Khương Phi Linh cùng Thanh công chúa. Lý Thiên Mệnh hôm nay mới biết, Thanh công chúa cũng là Lục công chúa Khương Thanh Loan. Nàng thế nhưng là thiên phủ danh nhân, giống như đều không thông qua điện khảo, trực tiếp để Chu Tước Vương an bài tiến thiên phủ tu hành. Nàng ở trên trời phủ thiên tài bảng danh sách, thiên bảng, phía trên bài danh, cần phải vô cùng hàng đầu. Nhiều ngày không thấy, lại đã gặp các nàng, nhất là cái kia Khương Phi Linh, liền xem như trong đám người, vẫn là như vậy linh động. Nhìn thấy nàng, dường như để người đi tới không linh thâm cốc. Nàng chính là người như vậy, liếc nhìn nàng một cái, liền có thể khiến người ta quên còn lại tất cả mỹ nhân. Nàng cũng là như thế đặc thù, mọi người nói nàng không là phàm nhân, kỳ thật miêu tả đến vô cùng chuẩn xác. Chu Tước quốc đệ nhất mỹ nhân, Lý Thiên Mệnh cười cười. Hắn cảm giác Khương Phi Linh xứng được với cái danh này. Gặp qua nàng về sau, mới biết được nguyên lai Mộc Tình Tình tư sắc chỉ có thể coi là trung thượng, nhiều lắm là cùng Thanh công chúa không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh đã từng một lần coi là Thanh công chúa là Khương Phi Linh bên người nha hoàn, chắc hẳn Mộc Tình Tình đứng tại Khương Phi Linh bên cạnh, khí chất cũng cùng nha hoàn không sai biệt lắm. Không phải một cái cấp bậc, là không có tương đối rảnh rỗi ở giữa. Nàng chỗ cho người cảm giác, không chỉ là mỹ mạo, còn có khí chất, thần thái chờ một chút, thậm chí là cho người ta một loại trên linh hồn mỹ hảo. Loại này mỹ mạo vượt qua các nam nhân ngũ quan trùng kích, trực tiếp sâu đạt linh hồn, đạt tới linh hồn rung động. Thậm chí, không chỉ là nam nhân, nàng là đủ để cho nữ nhân, thậm chí là các mỹ nữ đều sẽ mê muội cái chủng loại kia người. Nói thí dụ như Mộ Uyển Thượng Sư, nhìn đến ánh mắt đều đang phát sáng, ghé vào Lý Thiên Mệnh bên tai nói, cái này Linh công chúa, ngay cả ta đều muốn có nàng, khi dễ nàng. Y dài, Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới Thượng Sư như thế cởi mở. Lục công chúa cùng Linh công chúa lúc này thời điểm đi ra, các nàng muốn làm gì đâu. Các nàng giống như hướng về chiến trường đi, chẳng lẽ các nàng là muốn khoảng cách gần quan chiến. Khoảng cách gần, chống đỡ Lâm Tiêu Tiêu. Tại người đông tấp nập bên trong, Lý Thiên Mệnh thấy được Khương Phi Linh, mà Khương Phi Linh cũng ngẩng đầu lên. Thì cái này nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn cùng Khương Phi Linh hai mắt đụng vào nhau. Thiên Mệnh ca ca. Nàng thở nhẹ một tiếng, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, vội vàng lôi kéo Khương Thanh Loan hướng về bên này mà đến. Người dọc theo đường ào ào tránh ra. Linh công chúa hô là ai? Không có nghe rõ. Ta làm sao nghe thấy, tựa như là Lý Thiên Mệnh. Người lỗ tai điếc đi, đây là tám gậy tre đều đánh không đến cùng nhau người. Đúng, một cái ở trên trời, một cái tại bùn câu. Chỉ là, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, tại vạn chúng chú mục bên trong, Khương Phi Linh đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Nàng mang trên mặt thanh tịnh ý cười, rung động lòng người lúm đồng tiền cùng hàm răng trắng noãn, dưới ánh mặt trời đều khiến người ta mất phương hướng. Thiên Mệnh ca ca, ta vừa mới nhìn đến biểu hiện của ngươi, rất không tệ a. Không nghĩ tới ngươi thật đến Diễm Đô. Khương Phi Linh ôn nhu nói. Linh Nhi, đều bị ngươi đừng đến phản ứng cái này trồng trọt,
ngươi vừa mới không cũng nghe nói, hắn 3 năm trước đây vẫn là tên hỗn đản. Tiến bộ lại lớn, có làm được cái gì? Thanh công chúa Khương Thanh Loan trợn nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Ngươi chớ nói nhảm, ta có thể nhìn đến tim của hắn, trong lòng của hắn rất thanh tịnh, hắn không phải trong đồn đãi cái loại người này. Khương Phi Linh không có chút nào sinh khí, bởi vì nàng tin tưởng con mắt của mình. Nàng là cái đặc thù người, nàng đối thế gian hết thảy, có chính mình đặc biệt phán đoán phương thức. Lại tới, Khương Thanh Loan che che chán đầu, không thể làm gì. Nàng trừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, trông cho tiểu tặc, người đã thuận lợi đi vào Diễm Đô, cũng tìm tới chúng ta, đem ngọc bội của ta trả lại cho ta. Hiện tại hiện trường rất an tĩnh, rất nhiều người đều có thể nghe được bọn họ trò chuyện. Nhất định phải trả sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là dĩ nhiên. Đáng tiếc, ta thì không trả. Khương Thanh Loan tức giận đến cắn răng. Linh Nhi, hiện tại gặp qua cái này trồng trọt, người hài lòng đi, có thể đi về không? Hắn lập tức liền muốn lên đi mất mặt xấu hổ. Khương Thanh Loan bĩu môi hỏi. Hiện tại rất nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm, quá mất mặt. Không muốn, người đi về trước, ta muốn cùng Thiên Mệnh ca ca thử một chút ta vừa giác tỉnh năng lực. Ta còn muốn, chống đỡ Thiên Mệnh ca ca chiến đấu. Khương Phi Linh nói nghiêm túc. Vô cùng nghiêm túc, một chút cũng không do dự. Ngươi, a, Khương Thanh Loan thật sự là bó tay rồi. Nàng biết Khương Phi Linh nhưng thật ra là người nóng tính, nàng khát vọng sự tình, một chút cũng không thể nhẫn nại. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Con hàng này danh tiếng quá kém, ngươi trước mặt mọi người tới tìm hắn, ảnh hưởng thanh danh của ngươi. Khương Thanh Loan hung hăng chừng lấy Lý Thiên Mệnh, lại thế nào nhìn, Lý Thiên Mệnh đều là cái kia lừa gạt vô tri thiếu nữ ca ca xấu. Không cho phép lại nói bậy, ca ca là cái người sạch sẽ. Khương Phi Linh nói cái này một lúc thời điểm, ánh mắt là lớn nhất chắc chắn. Tùy tiện, tranh thủ thời gian. Khương Thanh Loan bó tay rồi. Kể từ đó, Khương Phi Linh cuối cùng cùng Lý Thiên Mệnh có đơn độc cơ hội nói chuyện. Ca ca, ta lần trước trở lại Diễm Đô, cái này móng tay năng lực giải phong nữa nha, ngoại trừ Phụ Linh cùng thời gian chàng, ta có loại thứ ba năng lực. Khương Phi Linh không kịp chờ đợi nói. Lần trước nàng cũng đã nói, về sau đã thức tỉnh năng lực khác, liền muốn tại Lý Thiên Mệnh trên thân nếm thử. Bày ra cho ta xem một chút. Lý Thiên Mệnh biết có bao nhiêu người đang lấy nóng rực ánh mắt nhìn bọn họ. Nhưng là, hắn không quan trọng. Năng lực này cùng Phụ Linh có chỗ tương tự a, cũng cần bám vào tại ca ca trên thân. Khương Phi Linh có chút mong đợi nói. Phụ Linh, có thể làm cho nàng dung hội đến trong cơ thể của mình, cho mình thú nguyên rót vào một loại nói không rõ ràng nhân tố. Công hiệu quả, đủ để cho lực lượng của mình cùng nhục thể đạt tới một loại cuồng bạo trình độ, tăng cường Lý Thiên Mệnh cơ hồ một cảnh giới chiến đấu lực. Như vậy, năng lực mới lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh rất chờ mong. Giờ phút này vạn chúng chú mục, vạn chúng nghi hoặc, vạn chúng khó chịu, bọn họ loại này im lặng, khó hiểu, phiền muộn, để Lý Thiên Mệnh vô cùng thoải mái. Hai vị công chúa, để tất cả xem thường, khinh thị hắn người nghẹn họng nhìn chân chối. Người người đều cho là hắn chỉ là tên ăn mày, nhưng cái này tên ăn mày, có vẻ giống như cùng hai vị công chúa rất quen thuộc bộ dáng. Thậm chí cùng Thanh công chúa, còn có liếc mắt đưa tình cảm giác. Bọn họ không kịp khó chịu, không kịp khó chịu, bởi vì tiếp đó, còn có càng nghĩ không thông sự tình. Ca ca, chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, người không biết, còn tưởng rằng hắn đây là muốn ôm ấp Linh công chúa. Linh công chúa tuy nhiên không phải Chu Tước Vương thân sinh, nghe nói là Chu Tước Vương nhặt hài tử, nhưng một mực xem như thân nữ nhi, tại Chu Tước Vương tộc địa vị rất cao. Tuy nhiên nàng không có cộng sinh thú, hoàn toàn không thể tu luyện. Nhưng nghe nói nàng có để Thanh công chúa mạnh lên bản sự. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh vừa mới nói xong, mọi người thấy được rung động một màn. Cái kia chính là, Khương Phi Linh thân thể bỗng nhiên hóa thành vô số ánh sáng. Đây là không thể tưởng tượng sự tình, những điểm sáng này hội tụ tại Lý Thiên Mệnh trên thân, cuối cùng chuyển rời đến sau lưng của hắn, sau đó bắt đầu biến hóa cùng ngưng tụ. Oanh! Bỗng nhiên quang mang vạn trượng. Mọi người bất ngờ nhìn đến. Lý Thiên Mệnh sau lưng, xuất hiện một đôi màu trắng ánh sáng vũ rực. Cái kia vũ rực chính là vô số ánh sáng hội tụ mà thành, ngưng tụ không rời. Vũ rực triển khai, tại trong tầm mắt của mọi người chấn động cùng một chỗ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp như loài chim loại cộng sinh thú một dạng, vậy mà bay lên bầu trời. Hắn rõ ràng không có như chim bay một dạng nắm giữ phi hành tinh túy.
Cho nên, đang phi thiên về sau ngã trái ngã phải, thậm chí trực tiếp rơi xuống, thất tha thất thểu, kém chút té lăn trên đất. Toàn bộ quá trình rất nhanh, Lý Thiên Mệnh sau khi rơi xuống đất, những cái kia ánh sáng điểm sáng tại trước mắt hắn hội tụ, một lần nữa biến thành Khương Phi Linh bộ dáng. Nàng bị bạch sắc quang mang vần quanh, càng giống là Trích Tiên Lâm Trần. Ca ca, Thiên Chi Dực cũng là mắc cấp, quá tốt rồi. Khương Phi Linh cao hứng phi thường, nàng không nhịn được nghĩ ôm lấy Lý Thiên Mệnh gieo hò. Nhưng dù sao quá nhiều người, nàng chỉ có thể đỏ mặt rời đi mục tiêu, quay đầu ôm lấy Khương Thanh Loan, vui vẻ nói. Thanh Nhi, người thấy không, ca ca quá thần kỳ, Thiên Chi Dực cũng là mắc cấp, làm cho hắn bay lên, mà lại phương diện tốc độ tăng lên rất nhiều rất nhiều. A, nha, Khương Thanh Loan thực sự chịu không được nàng, nói thật nàng ghen ghét a, lúc này thời điểm chỉ có thể nhắm mắt lại, tâm lý thở dài. Khương Phi Linh thật cao hứng. Nàng đạt được kết quả mong muốn, kết quả chính là, nàng tựa như là vì Lý Thiên Mệnh mà thành người kia. Kỳ thật Khương Thanh Loan đều có dự liệu. Nàng chỉ có thể ở tâm lý vẽ vòng tròn nguyền rủa Lý Thiên Mệnh, từ lần trước gặp qua hắn, Khương Phi Linh năng lực khác, tựa hồ cũng giải phong cực kỳ nhanh. Móng tay của nàng phía trên thần bí phù văn, tựa hồ cũng có bắt đầu buông lỏng dấu vết. Nếu như là một cái chân mệnh thiên tử, cái kia nàng còn chưa tính. Nhưng dựa vào cái gì, là cái danh tiếng bại hoại làm ruộng đó a? Đau đầu. Linh Nhi, người đều có đáp án, có đi hay không? Khương Thanh Loan chua mỏ nói. Không đi, ta còn muốn chống đỡ ca ca, tiếp tục chiến đấu. Ca ca, Thanh Nhi là thiên phủ đệ tử, ta cùng Thanh Nhi ở tại thiên phủ, người hôm nay nếu có thể thành là thứ nhất đệ tử, liền có thể thường đến xem chúng ta. Khương Phi Linh tràn ngập hy vọng mà nói. Tốt, vậy ta vì Linh Nhi, hôm nay một nhất định phải trở thành đệ nhất đệ tử. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Ta tin tưởng ngươi, Khương Phi Linh ngọt ngào nói. Tin tưởng cái rắm. Hắn ngoại trừ làm ruộng bản sự không tệ, còn học xong khoác lác. Ngươi nếu có thể thành là thứ nhất đệ tử, ta về sau tuyệt đối mặc kệ ngươi cùng Linh Nhi gặp mặt. Khương Thanh Loan cười lạnh nói. Ngươi nói thật à, Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Chỉ bằng ngươi, ha ha. Khương Thanh Loan trợn mắt một cái, một mặt ghét bỏ. Nhìn cho thật kỹ, tiếp đó, để ngươi khóc lên. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta nhổ vào. Đường đường thanh công chúa. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, một miếng nước bọt nôn tại trên mặt đất, liền vì khinh bỉ Lý Thiên Mệnh. Lúc này Lý Thiên Mệnh, không thể nghi ngờ là đưa tới vạn chúng ghé mắt. Bọn họ không thể tưởng tượng a. Dạng này người, dựa vào cái gì cùng Linh Công Chúa đi được gần như vậy a? Nhìn Linh Công Chúa biểu lộ, rõ ràng là trong yêu đương thiếu nữ a. Lý Thiên Mệnh cũng ý thức được. Hắn đột nhiên cảm giác được, Khương Phi Linh lựa chọn ở thời điểm này bỗng nhiên đi vào bên cạnh mình. Bỗng nhiên hướng tất cả mọi người phô bày Thiên Chi Dực. Ở cái này quan trọng thời gian điểm, có khả năng hay không, nàng là muốn trợ giúp chính mình. Tại mình đã bị vạn người thoá mạ thời điểm, nàng lấy công chúa thân phận xuất hiện. Nàng tại Lý Thiên Mệnh trước mặt hồn nhiên đáng yêu, tất cả mọi người có thể thấy được. Kể từ đó, ai còn dám không chút kiêng kỵ nói, Lý Thiên Mệnh cũng là chuyện tiếu lâm. Nếu như Linh Nhi thật là như vậy, cái kia nàng cũng quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh tâm cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp. Hắn trong ấn tượng, Khương Phi Linh không phải là gấp người. Nàng lựa chọn vào thời khắc này xuất hiện, tuy nhiên nàng không nói ra, nhưng là, nàng nhất định là như thế một cái ấm áp mà tỉ mỉ nữ hài. Bằng không, các loại chiến đấu kết thúc về sau, nàng lại vụng trộm tìm Lý Thiên Mệnh cũng không muộn. Dù sao đều tại Viêm Hoàng học cung, tùy thời đều có thể gặp mặt. Nhớ tới nàng cẩn thận cùng ấm áp. Lý Thiên Mệnh thật phát hiện, cái này tránh thức tinh khiết nữ hài, đã trong lòng mình chiếm cứ một số vị trí. Vị trí kia 3 năm trước đây liền trống. Chẳng những rỗng, còn vết thương chồng chất, một tình tình cơ hồ xé rách tim của hắn. Nhưng là hôm nay, cái kia bỗng nhiên xuất hiện nữ hài, nàng hết thảy, đều tại để cái này phá nát tâm đắc đến tư nhuận. Có lẽ một ngày nào đó, liền có thể tốt. Một câu cảm động, đã không đủ hình dung Lý Thiên Mệnh tâm tình vào giờ khắc này. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thời khắc này ấm áp bên trong. Kỳ thật không chỉ là thành thục nữ tử, tuổi không lớn lắm nữ hài, các nàng thiên sinh cẩn thận cùng ấm áp, cũng có thể khiến người ta tìm tới bến cảng cảm giác. Có chút không tưởng tượng được chi tiết, bây giờ hồi tưởng lại, mới biết được nàng đến cỡ nào tốt. Nàng nói mình là cái người sạch sẽ.
nàng tin tưởng mình có thể làm được chính mình nói tới hết thảy. Như con trai của người nọ, đủ để phá vỡ Lý Thiên Mệnh 3 năm này đến đây đối, ái tình, chán ghét. Phải biết, bởi vì Mộc Tình Tình cùng Lý Viêm Phong, để hắn đã từng một lần cho rằng, cái gọi là ái tình là trên cái thế giới này bẩn thỉu nhất đồ vật. Kỳ thật, hắn thậm chí đánh giá thấp Khương Phi Linh lần này xuất hiện, mang cho hắn chỗ tốt. So như lúc này, vừa rồi chê cười hắn người, giờ phút này đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ ra Lý Thiên Mệnh vì sao có thể cùng hai vị công chúa giao hảo, đây quả thực là cóc ghẻ cùng Thiên Nga trở thành bằng hữu. Thậm chí có chút đối Khương Phi Linh hiểu khá rõ người, nghe được Thiên Chi Dực cùng Phụ Linh mắc cấp, tâm tình hoàn toàn khác biệt. Không thể không nói, Lý Thiên Mệnh đã lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Lần trước là bởi vì Liễu Thiên Dương nhục mạ cùng mọi người chế giễu, mà lần này, tại Khương Phi Linh trợ giúp phía dưới, là mọi người đối với hắn há mồm trợn mắt. Tất cả xem thường hắn người, hiện tại sắc mặt như thế nào lại đẹp mắt. Bọn họ chỉ có thể cho rằng, Lý Thiên Mệnh một nhất định có lừa gạt nữ hài phương pháp, 3 năm trước đây mới có thể để cho Mộc Tình Tình mắc câu, hiện tại mới có thể cấu kết lại hai vị công chúa. Kết quả là, càng thêm vô sỉ, càng thêm đáng hận. Lý Thiên Mệnh suy đoán không tệ, hắn cùng hai vị công chúa gặp mặt, Mộc Tình Tình, toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt. Nét mặt của nàng cùng thần sắc đều không có thay đổi gì. Nhưng là váy bên trong tay, lại bóp gân xanh lộ ra. Lý Thiên Mệnh, cùng một cái đem nàng đều so đi xuống Linh Công Chúa, quan hệ tốt như vậy. Theo ta được biết, Chu Tước Vương đã từng nói, Linh Công Chúa là một cái kỳ tích. Nàng tuy nhiên không thể trở thành ngự thú sư, nhưng là trên người nàng phong ấn một số đặc thù bản lĩnh, những cái kia bản lĩnh một khi toàn bộ bày ra, nàng người bên cạnh đem về được lợi. Trước đây bên trong thiên địa, cùng nàng lớn nhất xứng đôi người, cũng là cùng một ngày ra đời Thanh Công Chúa, xứng đôi trình độ đạt tới 6 thành, những người khác 40% cũng không bằng. Tại Khương Phi Linh xuất hiện thời điểm, Lâm Tiêu Tiêu hâm mộ nhìn lấy nàng, sau đó cùng Mộc Tình Tình nói lên linh chuyện của công chúa. Linh Công Chúa xác thực thần bí, nàng là Chu Tước Vương nhặt được hài tử, nghe nói vừa ra đời thì bị vứt bỏ. Nàng hết thảy, cũng đúng là cái kỳ tích, cho nên nói, cái này Lý Thiên Mệnh vậy mà có thể cùng nàng xứng đôi đến viên mãn trình độ, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Lâm Tiêu Tiêu nói tiếp, nhưng là Mộc Tình Tình đều không có phản ứng. Tình Tình tỷ, người nói Lý Thiên Mệnh vì cái gì có thể cùng Linh Công Chúa có như thế cảm ứng a? Người trước đây quen biết Lý Thiên Mệnh, biết hắn có chỗ đặc thù gì sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ây, Mộc Tình Tình vừa rồi tại xuất thần, nàng cái này mới phản ứng được, nàng vội vàng trả lời, ta không phải hiểu rất rõ, 3 năm trước đây cũng chỉ có thể tính toán nhận biết. Dạng này a, Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu, đã đến giờ, nhanh lên đi. Tất cả mọi người đang đợi đâu, liền xem như hai vị công chúa tới, đệ nhất đệ tử tranh đoạt, cũng không thể đình chỉ. Vệ tử Côn thanh âm, để hiện trường lần nữa lửa nóng. Ca ca, ta cùng Thanh Nhi ủng hộ ngươi, đánh bại đối thủ, thành là thứ nhất đệ tử. Không có vấn đề, tuyệt đối đánh khóc nàng, Lý Thiên Mệnh cười nói. Lại thổi, Diễm Đô cũng phải làm cho ngươi thổi phát nổ. Khương Thanh Loan trợn mắt một cái. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, ta lấy đệ nhất, người khác ngăn cản ta cùng Linh Nhi kết giao bằng hữu. Ha ha, cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh lại thêm một cái nửa kẻ ủng hộ. Khương Thanh Loan, cũng chỉ tính toán nửa cái. Hắn thực sự trên chiến trường, lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu. Tại trước mắt của hắn, cũng là tức giận vừa nghi ngờ nhìn lấy hắn Lâm Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Nhưng ngươi loại này không biết xấu hổ người, làm chuyện xấu còn dám ra đây, chính là ta bình sinh ghét nhất. Hôm nay, ta phải cho ngươi một trận giáo huấn, để ngươi thành tâm thành ý cho ta Tình Tình tỷ xin lỗi. Một câu đoạn tử tuyệt tôn, để Lâm Tiêu Tiêu triệt để phát hỏa. Ngươi tiểu cô nương này vậy mà không sợ ta, ta thế nhưng là tùy thân mang theo dược dược người, ngươi có bạn trai hay không, ở lúc mấu chốt cứu ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh nói, mọi người sợ ngây người. Loại chuyện này, hắn chả dám trước mặt mọi người, lấy ra tự diễu. Vậy liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không, để ngươi cộng sinh thú lại bị xử tử một lần. Lâm Tiêu Tiêu trầm giọng nói. Nàng rất ít tức giận như vậy. Nhưng hôm nay cái này phạm sai lầm còn cả lơ phất phơ người, thực sự để cho nàng đem 15 năm hỏa khí đều bốc cháy. Không có việc gì a, người hư dễ như vậy, nếu có thể thành công, tuyệt đối rất có lời, không phải liền là cộng sinh thú à, ta có là.
Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta thấu, Lý Thiên Mệnh, uổng ta coi ngươi là huynh đệ. Tiểu hoàng gà kém chút không có theo trên bả vai hắn quẳng xuống. Cộng sinh thú đối với chúng ta mà nói, đều là huynh đệ tỉ muội, người vậy mà nói loại lời này, người nào thành ngươi cộng sinh thú, đều là không may cực độ. Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cái kia có biện pháp nào, ai kêu ta mị lực lớn, còn nhiều cộng sinh thú mặt dày mày dạn theo ta đây. Lý Thiên Mệnh vẫn cười nói. Ngươi thật sự là không cứu nổi, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi loại này vô liêm sỉ người. Lâm Tiêu Tiêu nổi giận nói, nàng tức giận đến toàn thân phát run. Đó là ngươi ánh mắt không đủ sáng như tuyết, ngươi muốn là ngày nào có thể mọc điểm ánh mắt, liền có thể phát hiện trên thế giới này, vô liêm sỉ người còn nhiều, mà lại ngay tại bên cạnh ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Tiêu Tiêu xem xét, phía sau là Mộc Tình Tình, nhất thời càng thêm nổi giận. Được rồi, chiến đấu, phân ra thắng bại. Tại bọn họ cãi lộn kịch liệt thời điểm, vệ tử côn chỉ có thể ra mặt đánh gãy. Dù sao đây là đệ nhất đệ tử tranh đoạt, không phải bọn họ biểu đạt tư nhân ân oán địa phương. Dù sao cãi nhau không có kết quả, đau thật thương thật làm một thanh, liền biết người nào để ý tới. Ta đã sớm đã đợi không kịp, Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Nàng tuy nhiên tuổi nhỏ nhưng cũng mắt ngọc mày ngài, cái này nghiến răng nghiến lợi sắc mặt đỏ lên bộ dáng, cũng là thật đáng yêu. Nàng hướng về Mộc Tình Tình gật gật đầu, ra hiệu để cho nàng yên tâm, chính mình nhất định giúp trợ nàng giáo huấn Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nàng nhảy lên lớn nhất lôi đài, ngón tay Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi, ta hôm nay phải cho ngươi một cái thảm trọng giáo huấn không thể. Rất đáng sợ, tuổi còn trẻ như cái bát phụ, xin hỏi ngươi làm như thế nào? Lý Thiên Mệnh bĩu môi. Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến cực hạn thời điểm, đã kinh biến đến mức lạnh lùng. Đây là nàng từ bỏ tại trong lời nói cùng Lý Thiên Mệnh dây dưa, ngược lại lấy thực lực đến nói chuyện biểu tượng. Bất kể nói thế nào, nàng tùy tiện mấy cái cuộc chiến đấu, thì để thượng sư đánh giá 950 điểm điểm cao, tại ngàn phần chế bên trong cơ hồ đạt được mắc điểm thực lực, tuyệt đối tương đương khủng bố. Cút! Khi bọn hắn đều thực sự trên chiến trường thời khắc, trên cơ bản đã tuyên cáo chiến đấu bắt đầu, thụ nhất mong đợi đệ nhất đệ tử quyết tuyển giờ phút này bạo phát. Người nào có thể trở thành diễm đô nóng nảy nhất phiêm hoàng học cung đệ nhất đệ tử, lập tức công bố. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, một trận chiến này làm cho Mộc Tình Tình tại như vậy đến gần khoảng cách nhìn lấy, đã tương đương hoàn mỹ. Hắn bây giờ còn chưa có để cho nàng trả giá thật lớn cơ hội, nhưng ít ra có thể cho nàng khoảng cách gần thấy rõ ràng. Năm đó, nàng không giết chết chính mình, lại là nàng tương lai hối hận nhất sự tình. Chỉ có Lý Thiên Mệnh có thể theo ánh mắt của nàng nhìn ra. Hắn đối hôm nay chính mình, vẫn miệt thị như vậy. Có lẽ tại nàng cảm nhận trong lòng, song sinh ngự thú sư xác thực cường đại vô biên, Lâm Tiêu Đình huynh muội đều là như thế. Dù nói thế nào, chỉ có 15 tuổi Lâm Tiêu Tiêu, càng xứng với thành là thứ nhất đệ tử, mà không phải một cái cơ hồ quá tuổi học cung đệ tử. Giống, tại Lý Thiên Mệnh quét Mộc Tình Tình liếc một chút thời điểm, Lâm Tiêu Tiêu hai đầu cộng sinh thú, đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Nóng nảy kim cương bạo lôi viên, xuất hiện ở Lâm Tiêu Tiêu bên người. Mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp tương đương có trùng kích lực. Cái kia tam sắc lôi minh điểu thì tại đỉnh đầu nàng xoay quanh bay múa, một đôi mắt đã để mắt tới Lý Thiên Mệnh tiểu hoàng gà. Đây là phi cầm loại cộng sinh thú ở giữa cửu thị, cái kia tam sắc lôi minh điểu sắc bén trong mắt, ẩn giấu vô tận sát cơ. Song sinh ngự thú sư, thật sự là thiên chi kiêu tử. Lâm Tiêu Tiêu thật sự là quá mạnh, so nhóm người này cũng mạnh hơn một cái cấp bậc. Lý Thư Phàm vừa mới hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. 4 năm trước Lâm Tiêu Đình cũng là như thế, hai đầu cộng sinh thú không người là đối thủ, huynh muội bọn họ thật đúng là lợi hại. Lôi Tôn phủ ra hai huynh muội này, tương lai mấy chục năm đều muốn tiếp tục cường thịnh đi xuống. Rất nhiều đứng đầu cường giả đối Lâm Tiêu Tiêu đánh giá đều phi thường cao. Nếu luận mỗi về biểu hiện, nàng kỳ thật đã vượt qua 4 năm trước đệ nhất đệ tử Lâm Tiêu Đình. Chỉ cần lại vượt qua, quá tuổi đệ tử, Lý Thiên Mệnh. Chưa tới đón tiếp nàng, sắp là thiên phủ tiền đồ tươi sáng. Lúc này hai đại cộng sinh thú vừa ra, bất kể thế nào nhìn, chỉ có một cái tiểu hoàng gà Lý Thiên Mệnh, xem ra đều như thế hèn mọn. Song sinh ngự thú sư chỗ cường đại ở chỗ, mãi mãi cũng là 3 đánh 2, mà lại hắn ngự thú sư nắm giữ 2 phần thú nguyên. Bây giờ Lâm Tiêu Tiêu, càng giống là để hai đầu cự thú thủ hộ. Tiến vào trạng thái chiến đấu Lâm Tiêu Tiêu, một chút không giống như là cái thiếu nữ, giống như là cái lão luyện chiến sĩ.
bởi vì, nàng theo tu luyện đến bây giờ, kỳ thật trải qua vô số chiến đấu, thậm chí tại thời khắc sinh tử lịch luyện. Đây là nàng và thần diệu căn bản khác nhau, Lôi Tôn phủ thượng võ, cho dù là Lôi Tôn cháu gái, đều muốn trong chiến đấu trưởng thành. Nàng đứng ở đằng xa, Kim Cương Bạo Lôi Viên thì nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ngực dậm chân ba lần, sau đó hướng về Lý Thiên Mệnh đặt chân đâm vọt lên, hóa thành một đạo kim sắc lôi đỉnh huyễn ảnh. Cái này một con thượng phẩm cấp 6, lôi đỉnh cuồng hóa thắt, cộng sinh thú, là Lâm Tiêu Tiêu bên này chủ chiến đấu lực. Nhưng cùng lúc đó, tuyệt đối không thể xem nhẹ trên đầu xoay quanh ba màu sấm sét chim. Có lẽ ngay tại cái nào đó thời khắc, nó liền sẽ phi nhanh mà xuống, trực tiếp phát động chí mạng tiến công. Cái này hai đầu cộng sinh thú thần uy, trực tiếp làm cho tất cả mọi người tâm lý có tính toán. Mặc kệ tại chiến đấu lực vẫn là tại thiên phú phương diện phía trên, kỳ thật Lâm Tiêu Tiêu xác thực so Lý Thiên Mệnh thích hợp làm cái này đệ nhất đệ tử. 15 tuổi thiên tài thiếu nữ, càng phù hợp trở thành Viêm Hoàng học cung mặt bài. Ầm ầm, cái kia Kim Cương Bạo Lôi Viên trong chiến đấu, hình thể tại bành trướng, biến đến càng thêm to lớn, càng thêm có lực. Đây mới là cuồng hóa thắt cộng sinh thú uy lực, xuất sắc cận chiến chém giết năng lực là bọn họ mạnh nhất một bộ phận. Làm hai đầu cộng sinh thú đè vào phía trước nhất thời điểm, kỳ thật lúc này thời điểm Lâm Tiêu Tiêu, mới là nguy hiểm nhất một bộ phận. Bởi vì hai tay của nàng bên trong, lúc này xuất hiện hai loại đỉnh phong cấp 4 thú binh, đó là một thanh kim sắc cung. Trên dây cung lôi đỉnh quấn quanh, mà nàng cái tay còn lại phía trên, thì nắm bắt một nhánh tử sắc mũi tên. Quen thuộc Lâm Tiêu Tiêu người đều biết, đây là Lôi Minh Cung cùng Điện Quang Tiễn. Là một bộ phối hợp tốt cấp 4 thú binh. Lôi Minh Cung lấy sấm sét bộc phát ra lực lượng cường hãn, Điện Quang Tiễn có thể dung hội Lôi Minh Cung lôi đỉnh chi lực, tại bạo phát bên trong rời dây cung mà đi, tốc độ nhanh đến giống là chân chính tia chớp lôi đỉnh. Rất có thể nhất tiễn xuyên tâm. Mà lại, Điện Quang Tiễn thụ Lôi Minh Cung kêu gọi, chỉ cần tại phụ cận, đều có thể bị Lôi Minh Cung lấy lôi đỉnh chi lực dẫn tới. Lôi Minh Cung phía trên hội tụ dương lôi, Điện Quang Tiễn phía trên hội tụ âm lôi, âm dương hút nhau, uy lực kinh người. Lâm Tiêu Tiêu đem Điện Quang Tiễn dựng đang vang rền trên cung, sau đó tại hai đầu cộng sinh thú bắt đầu tiến công Lý Thiên Mệnh thời điểm, đem Lôi Minh Cung trực tiếp kéo căng. Mọi người liền biết, Lý Thiên Mệnh đã xong đời. Vừa rồi Lý Thư Phàm chính là như vậy, để Lâm Tiêu Tiêu một tiễn bắn trúng bắp đùi, giả dụ một tiễn này muốn mạng, đoán chừng Lý Thư Phàm đều không tránh thoát. Huynh đệ, ngươi sợ sao? Như thế thần uy phía dưới, Lý Thiên Mệnh lại hời hợt hỏi tiểu hoàng gà. Sợ cọng lông, lão tử sinh ra tới, cũng là đến một chọi hai. Tiểu hoàng gà khinh thường nói. Gia Châu, Lý Thiên Mệnh híp mắt. Lúc này thời điểm cái kia Kim Cương Bạo Lôi Viên đã áp chế mà đến. Cái kia to lớn mà móng vuốt sắc bén, tại kim sắc lôi đỉnh vây quanh phía dưới, trực tiếp chụp về phía Lý Thiên Mệnh mặt. Trên bầu trời, tam sắc lôi minh điểu cũng lao xuống mà đến. Cùng lúc đó, điện quang lóe lên, tử sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đang vang rền cung Trấn Hưng cung thanh âm còn không có truyền đến ở giữa, điện quang tiễn đã xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh ở ngực. Lâm Tiêu Tiêu, điện huyền tiễn pháp, chính là trung phẩm nguyên cấp chiến quyết. Điện huyền tiễn pháp uy lực hung mãnh cuồng bạo, phối hợp lôi minh cung, điện quang tiễn sử dụng, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên, cái này điện quang tiễn mới có thể trở thành Lâm Tiêu Tiêu thứ nhất chứ danh sát chiêu. Lâm Tiêu Tiêu vô cùng thông minh. Nàng nắm giữ Kim Cương Bạo Lôi Viên dạng này cận chiến cuồng hóa hệ cộng sinh thú, có thể vì nàng dây dưa địch nhân. Lại có tam sắc lôi minh điều kiềm chế, nàng hoàn toàn có thể tại an toàn vị trí chiến đấu, học tập sử dụng cung tiễn xa như vậy trình binh khí, cho địch nhân lớn nhất đả kích chí mạng. Nếu như không phải phá lệ chán ghét Lý Thiên Mệnh dạng này kẻ xấu xa, nàng là sẽ không như vậy một tiễn trực tiếp nhắm chuẩn Lý Thiên Mệnh ở ngực. Điện quang lóe lên thời khắc, sát cơ buông xuống. Điện quang tiễn tốc độ như thế, trực tiếp gây nên toàn trường ồn ào, cảm khái Lâm Tiêu Tiêu cường đại. Hiện tại xem ra, Lâm Tiêu Tiêu xác thực muốn so Lý Thư Phàm cùng thần diệu cưỡng hiếp quá nhiều, chỉ sợ linh nguyên cảnh tầng thứ tư, đều không phải là nàng đối thủ. Tại dạng này áp bách phía dưới, Lý Thiên Mệnh coi như trong nháy mắt chiến bại, mọi người đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa. Đinh một tiếng, một trận âm thanh chói tai xuyên thấu trời cao. Mọi người tập trung nhìn vào, Lý Thiên Mệnh giống như bên trong mũi tên bay ra ngoài, lùi lại 10 mét mới đứng lại. Hắn chết. Nếu như thực lực không đủ,
đối mặt dạng này uy hiếp rất có thể sẽ trực tiếp nhất tiễn xuyên tâm mà chết. Không có, mọi người rất mau nhìn đến cảnh tượng khó tin. Cái kia chính là, cái kia lóng lánh lôi đình thiểm điện điện quang tiễn, vậy mà để Lý Thiên Mệnh dùng tay trái tay không bắt được. Hắn là tại nguy hiểm thời điểm, không chút hoang mang, trực tiếp thân thủ bắt được điện quang tiễn. Tuy nhiên, hắn bị lực lượng cuồng bạo chấn động bay ra ngoài, nhưng là từ đầu đến cuối, điện quang tiễn đều không có đụng phải thân thể của hắn. Làm sao có thể, Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt đờ đẫn một chút. Nàng biết được điện quang tiễn tốc độ cùng uy lực, Lý Thiên Mệnh khó nhất cũng là tay không tiếp được. Bởi vì, điện quang tiễn ngoại trừ sắc nhọn nhất đầu mũi tên trên thân đồng dạng có sắc bén gai nhọn. Người bình thường muốn bắt được cái này điện quang tiễn, trên bàn tay tuyệt đối ra chóc thịt bong, thậm chí tay cầm đều có thể bị xé nứt. Nàng lại làm sao biết, Lý Thiên Mệnh tay trái hắc ám cánh tay, quả thực đau thương bất nhập. Chỉ là điện quang tiễn dạng này gai nhọn, còn xé rách không được hắn trên cánh tay trái hình sáu cạnh vảy giáp màu đen. Tay không tiếp được điện quang tiễn, dạng này một màn, chỉ sợ rất nhiều cường giả đều cùng Lâm Tiêu Tiêu là giống nhau tâm tình. Trở về, Lâm Tiêu Tiêu lấy lôi minh cùng dẫn dắt điện quang tiễn, dương lôi cùng âm lôi lẫn nhau hấp dẫn, điện quang tiễn bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, lập tức liền muốn tuột tay. Lâm Tiêu Tiêu không nghĩ tới chính là, Lý Thiên Mệnh tóm đến gấp vô cùng, mà lại hắn không có dùng mặt đất tiếp sức. Cho nên, khi nàng triệu hồi điện quang tiễn thời điểm, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh cả người đều kéo đi qua. Giống, kim cương bạo lôi viên cùng ba màu sấm sét chim vừa mới tiến công, ngược lại bị Lâm Tiêu Tiêu điện quang tiễn đánh bay Lý Thiên Mệnh phá giải. Bọn họ một chút chần chờ một chút, lập tức tiếp tục đuổi trục Lý Thiên Mệnh. Người đi lên trước giải quyết cái kia chim, Lý Thiên Mệnh nói. Người muốn một chọi hai, người được không? Tiểu hoàng gà ghét bỏ nói. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem nó văng ra ngoài, để nó đi kiềm chế tam sắc lôi minh điểu, dù sao dạng này một cái thời khắc đánh lén cộng sinh thú xác thực vô cùng khó chơi. Ánh mắt của hắn khóa chặt Lâm Tiêu Tiêu. Nói thật kim cương bạo lôi viên tốc độ cũng vô cùng mãnh liệt, kim sắc tia chớp không ngừng biến hóa. Nhưng, Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm thi triển hỏa ảnh mê tung bộ, khắp nơi đều là hỏa ảnh trùng điệp, đủ để mê hoặc đến cái kia kim cương bạo lôi viên. Đưa ta điện quang tiễn, Lâm Tiêu Tiêu có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trả lại ngươi, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm ở điện quang kia mũi tên, chủ yếu lấy cánh tay trái lực lượng, đột nhiên thi triển cự lực. Cái này điện quang tiễn mũi tên thân vô cùng tỉ mỉ, hắn muốn thử một chút, dù sao cấp 4 thú binh cũng không phải không thể phá vỡ. Răng rắc, điện quang tiễn lên tiếng mà đứt. Sinh sinh vịn gãy mất cái này cấp 4 thú binh, cần muốn như thế nào lực lượng. Tuy nhiên điện quang tiễn xác thực rất bé nhỏ. Nhưng là có thể làm đến bước này, đầy đủ khiến người ta trợn mắt hốc mồm, mà dạng này rung động, bất quá cũng chỉ là bắt đầu thôi. Nhìn đến điện quang tiễn gãy mất, Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt trực tiếp đỏ lên, thậm chí có trong suốt nước mắt ở bên trong lưu chuyển. Đây là ca ca đưa cho sinh nhật của ta lễ vật. Lâm Tiêu Tiêu đối Lý Thiên Mệnh chán ghét, đã thăng cấp làm hận. Đây là nàng thích nhất binh khí, hiện tại Lý Thiên Mệnh đổi ra hai đoạn còn cho nàng. Ngươi đừng khóc a, cùng lắm thì về sau bồi ngươi một cái. Lý Thiên Mệnh bĩu môi, không nghĩ tới như thế chiến đấu kịch liệt, cô nương này vậy mà trực tiếp khóc lên. Ngươi bồi không được, Lâm Tiêu Tiêu lau sạch nước mắt. Nàng rõ ràng Lý Thiên Mệnh không biết cái này điện quang tiễn đối với mình tới nói trọng yếu bực nào. Cho nên lau nước mắt nước sau, ánh mắt của nàng ngược lại biến đến càng càng lạnh lùng nghiêm nghị. Quen thuộc Lâm Tiêu Tiêu người đều biết, nàng một khi tiến vào loại này trạng thái chiến đấu, vậy liền hội là đối thủ ác mộng. Lý Thiên Mệnh xúc động Tiêu Tiêu nghịch lân, hắn xong đời. Tiêu Tiêu một mực sẽ không trọng thương người khác, nhưng là lần này, chỉ sợ không nhất định. Tại mọi người xôn xao thảo luận bên trong, tam sắc lôi minh điểu cùng kim cương bạo lôi viên đều cảm nhận được Lâm Tiêu Tiêu lúc này phẫn nộ. Ngoại trừ tam sắc lôi minh điểu bị tiểu hoàng gà dây dưa bên ngoài, kim cương bạo lôi viên thời khắc đều tại tiến công. Nó cuồng bạo lực lượng nếu không phải là bị Lý Thiên Mệnh né tránh, tuyệt đối có thể tạo thành càng thêm hủy diệt. Lý Thiên Mệnh còn tại đắc ý, nếu như hắn coi là Tiêu Tiêu sẽ chỉ cung tiễn, vậy liền quá ngu xuẩn. Đúng, so sánh cung tiễn, Tiêu Tiêu cận chiến năng lực kỳ thật mạnh hơn, bởi vì thân thể của nàng, đồng dạng bị kim cương bạo lôi viên huyết mạch chi lực cải tạo, nắm giữ cuồng hóa giống như thân thể lực lượng. Tại bọn họ lúc nói chuyện, vô cùng lạnh lẽo Lâm Tiêu Tiêu, lấy ra hoàn toàn mới binh khí.
Nàng một cái cô gái yếu đuối, lúc này lấy ra lại là một thanh chiến kích. Cái kia chiến kích to lớn mà uy mãnh, bá đạo vô song, toàn thân màu tím lam, tựa như là một đầu lôi đình thần long, trên đó quấn quanh lấy lít nha lít nhít tia chớp, sát khí ngút trời. Đây là lôi long chiến kích. Lôi long chiến kích là lôi tôn phủ vô cùng tiêu chuẩn thú binh, đã từng Lâm Tiêu Đình trong tay, thì có một thanh dạng này lôi long chiến kích. Hắn dựa vào lôi long chiến kích tại bài vị chiến chém giết, cuối cùng khuất nhục các lộ thiên tài, thành là thứ nhất đệ tử. Bây giờ Lâm Tiêu Tiêu kế thừa cái này lôi long chiến kích. Nàng một cái nữ hài cùng cái này lôi long chiến kích xem ra có rất lớn tương phản, một chút đều không xứng, nhưng là người nào đều sẽ không cho là, nàng không có đủ sử dụng cái này lôi long chiến kích uy lực. Mà lại bên người nàng còn có kim cương bạo lôi viên. Chiến đấu đều tại đất đèn hỏa quang ở giữa, tiểu hoàng gà cùng tam sắc lôi minh điểu trên bầu trời điên cuồng chiến đấu, thời gian ngắn chưa hẳn có thể trợ giúp Lý Thiên Mệnh. Đột nhiên ở giữa, kim cương bạo lôi viên cùng Lâm Tiêu Tiêu đồng thời bạo khởi, bọn họ một lớn một nhỏ một trái một phải, lấy tốc độ như tia chớp trùng sát mà đến. Lâm Tiêu Tiêu cần phải học xong một môn, thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết, tên là Liệt Thiên Tam Kích. Hắn thú pháp, Liệt Thiên Tam Trảo, kim cương bạo lôi viên cùng tam sắc lôi minh điểu đều có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh cùng Đường Mạt Lộ. Thì như mọi người dự liệu như thế, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn Lâm Tiêu Tiêu tay cầm to lớn lôi long chiến kích, động tác mãnh liệt, theo trời chặt chém xuống. Cái kia lôi long chiến kích như là có xé rách bầu trời thần uy, tại nàng cẩn trọng thú nguyên trèo chống phía dưới, hình thành tuyệt đối áp chế. Tại bên người nàng kim cương bạo lôi viên Liệt Thiên Tam Trảo đồng dạng đáng sợ. Mà lại, Lý Thiên Mệnh không biết là, cái này cộng sinh thú đã thi triển linh nguyên thần thông, kim cương cuồng hóa, hắn thân thể lông tóc cùng bắp thịt, đã như là kim cương, không thể phá vỡ. Đối mặt bọn hắn liên thủ, Lý Thiên Mệnh trong tay chỉ có lôi hỏa xiềng xích, vẫn chỉ là tam giai thú binh, kém xa cái kia lôi long chiến kích thô bạo. Chỉ là, đối mặt cường địch như thế, trong lòng của hắn giếng cổ không gợn sóng. Hắn có nghịch thiên chiến ý, nhất là hôm nay. Nhất là tại Mộc Tình Tình trước mặt, hắn hôm nay càng sẽ không chiến bại. Nếu là chiến bại, tương lai lại thế nào có cường đại hơn nội tâm, đi đối mặt mạnh hơn đối thủ. Hắn lần này quay về Diễm Đô, thành là thứ nhất đệ tử chỉ là mục tiêu thứ nhất, báo thù, đoạt lại thứ thuộc về chính mình, mới là hắn lớn nhất niềm tin. Hôm nay đã nhìn thấy Mộc Tình Tình, đã một lần nữa có tư cách, cùng bọn hắn đối chọi gay gắt, thậm chí so 3 năm trước đây có tư cách hơn. Như vậy. Chính mình vì Kim Vũ báo thù rửa hận ngày nào đó, sẽ còn xa xôi sao? Đối mặt Lâm Tiêu Tiêu áp chế, hắn đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ngoại trừ đến từ luyện ngục chi nguyên vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên, kỳ thật Lý Thiên Mệnh còn có rất nhiều át chủ bài, nói thí dụ như hắc ám cánh tay, nói thí dụ như hắc ám trên cánh tay mê linh chi đồng. Hắn thử qua, mê linh chi đồng đối cộng sinh thú hoặc là hung thú lực sát thương mạnh hơn, bởi vì liền xem như cộng sinh thú, tại tinh thần thuộc tính phía trên. So ngự thú sư khẳng định phải kém một chút. Bây giờ kim cương bạo lôi viên đã tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, mà Lâm Tiêu Tiêu phóng lên tận trời, tại kim cương bạo lôi viên phía trên, lôi long chiến kích chém xuống một cái. Nói thật, động tác của nàng rất xinh đẹp. Nhưng là, xinh đẹp liền có thể nghiền ép đối thủ. Ngay tại kim cương bạo lôi viên nhất chảo xé rách mà đến thời điểm, Lý Thiên Mệnh bàn tay trái triển khai, một cái quỷ dị ánh mắt đỏ như máu trực tiếp đối mặt kim cương bạo lôi viên ánh mắt. Làm thú nguyên kích hoạt lên huyễn linh mạch về sau, càng mạnh thuần thục hơn mê linh chi đồng tại kim cương bạo lôi viên trong tâm thần, trực tiếp tạo thành to lớn trùng kích. Giống, kim cương bạo lôi viên có như vậy trong nháy mắt ngốc trệ, một thân uy lực trực tiếp tiêu trừ một nửa, thậm chí Liệt Thiên Tam Trảo chiêu thức đã bị chính mình phá hư. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh lôi hỏa xiềng xích trực tiếp quấn quanh ở trên cổ của nó, trực tiếp quấn quanh tam trọng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh thi triển toàn thân chi lực. Hướng đằng sau kéo một phát, cái kia kim cương bạo lôi viên thân thể to lớn hướng về phương hướng của hắn ngã xuống. Đây hết thảy phát sinh đất đèn hỏa quang ở giữa, nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí, Lâm Tiêu Tiêu đều hoàn toàn không nghĩ tới, kim cương bạo lôi viên hội bỗng nhiên ngốc trệ, dẫn đến bị Lý Thiên Mệnh lôi hỏa xiềng xích trúng đích. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem kim cương bạo lôi viên thân thể khổng lồ kia, kéo đến Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu ở giữa. Làm Lâm Tiêu Tiêu nhìn đến con mồi của mình, theo Lý Thiên Mệnh biến thành kim cương bạo lôi viên phía sau lưng thời điểm, nàng đã không kịp. Lôi long chiến kích loại binh khí này khuyết điểm cũng là không linh hoạt, làm toàn thân lực lượng chút xuống thời điểm,
muốn thu hồi mà nói thực sự rất khó khăn. Thậm chí lực lượng nghịch chuyển, hội đối ngũ tạng lục phủ của mình hình thành trùng kích. Chỉ là, Lâm Tiêu Tiêu không có lựa chọn. Nàng còn không thuần thục trưởng khống loại này thô bạo phương thức chiến đấu, dẫn đến địch nhân bỗng nhiên chuyển biến thời điểm, nàng chỉ có thể hết sức dịch ra. Cuối cùng, nàng chém giết, dẫn đến cái kia lôi long chiến kích, trực tiếp bổ vào kim cương bạo lôi viên phần lưng bắp thịt phía trên. Cho dù là kim cương sau khi cuồng hóa kim cương bạo lôi viên, lúc này thời điểm đều bị trúng đích, trực tiếp xé rách ra một đầu to lớn vết máu đến. Trong lúc nhất thời, máu tươi điên cuồng lao vút, trực tiếp nhuộm đỏ hắn bộ lông màu vàng óng. Đây là Lâm Tiêu Tiêu khống chế sau kết quả, bằng không lần này công kích, tuyệt đối có thể chém đứt kim cương bạo lôi viên đầu. Ngay cả như vậy, bởi vì sau cùng thu lực khí, cũng dẫn đến nàng bị đảo ngược thú nguyên trùng kích. Ách! Ngũ tạng lục phủ hỗn loạn phía dưới, nàng một ngụm máu tươi phun ra, khóe miệng đã nhiễm lên vết máu, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt một số. Hắn làm sao làm được? Lâm Tiêu Tiêu tâm lý chỉ có rung động cùng ngốc trệ. Nàng cũng không có thời gian đi hiểu rõ, bởi vì lúc này thời điểm, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy lôi hỏa xiềng xích cuốn lấy cái kia kim cương bạo lôi viên cổ. Mà lại, kim cương bạo lôi viên còn bị Lâm Tiêu Tiêu chặt thương tổn, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Lý Thiên Mệnh thiên hỏa thúc hồn trực tiếp quấy chết kim cương bạo lôi viên. Đến đón lấy mọi người nhìn đến giật mình một màn. Cái kia chính là, Lý Thiên Mệnh lấy nhỏ bé thân thể, một tay cuốn lấy đối thủ, đột nhiên hất lên, đem cái kia kim cương bạo lôi viên hung hăng đập xuống đất. Ngươi cho ta bay lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài đều đang chấn động. Sướng hay không, đầu cho ngươi nện phát nổ. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, chỉ có thể hai tay đi xé rách lôi hỏa xiềng xích kim cương bạo lôi viên, để Lý Thiên Mệnh quăng ba lần. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một lần, đều ở giữa không trung ném một vòng, hung hăng đập xuống đất. Tràng diện này thực sự quá thô bạo, quả thực phản ứng không kịp. Ngao ô, kim cương bạo lôi viên phẫn nộ nhưng là không phát ra được thanh âm nào, bởi vì cổ bị cuốn lấy nó hiện tại đã sắc mặt trắng bệch, cơ hồ muốn hít thở không thông. Cái này kỳ thật cũng là Lý Thiên Mệnh, đối lôi hỏa xiềng xích loại binh khí này trưởng không ưu thế. So với lôi long chiến kích loại này, lôi hỏa xiềng xích thực sự quá linh nghiệm sống, quả thực như là độc xà. Làm cổ bị cuốn lấy thời điểm, Lý Thiên Mệnh cơ hồ nắm trong tay đối diện mệnh mạch. Bất quá, hắn đổ là đánh giá thấp cái này cộng sinh thú. Làm nó bị Lý Thiên Mệnh đập xuống đất thời điểm, hắn trên thân bộc phát ra kinh khủng kim sắc thiểm điện. Những cái kia kim sắc thiểm điện theo lôi hỏa xiềng xích, hướng về Lý Thiên Mệnh thân thể đánh thẳng tới. Đây là nó linh nguyên thần thông, Hoàng Kim Điện Hồ. Hoàng Kim Điện Hồ uy lực vô cùng cuồng bạo, đến mức Lý Thiên Mệnh xem xét, vội vàng buông ra lôi hỏa xiềng xích. Bằng không, cái này Hoàng Kim Điện Hồ xuyên qua thân thể, hắn coi như thật bị thua. Buông ra lôi hỏa xiềng xích, mới né tránh qua cái này Hoàng Kim Điện Hồ lực sát thương, hữu kinh vô hiểm. Nhưng nhìn kỹ, đây thật ra là kim cương bạo lôi viên nỏ mạnh hết đà. Bởi vì, thì đang thi triển cái này linh nguyên thần thông về sau, nó thì hấp hối. Dù sao, nó đã mất máu quá nhiều, mà lại để Lý Thiên Mệnh đập ba lần, xương cốt đều đoạn không ít. Hiện tại trên cơ bản đã mất đi chiến đấu lực. Tại trận này đặc sắc trong chiến đấu, kim cương bạo lôi viên có thể nói trực tiếp bị loại. Lý Thiên Mệnh trưởng khống kim cương bạo lôi viên đến ngăn trở Lâm Tiêu Tiêu liệt thiên tam kích, đồng thời để Lâm Tiêu Tiêu chính mình trọng thương cộng sinh thú, đồng thời cũng bị thương chính mình, có thể nói vô cùng tuyệt. Kim cương bạo lôi viên bị loại, tuyệt đối có thể tạo thành oanh động. Bất quá, kỳ thật lúc này thời điểm càng thô bạo chiến đấu trên không trung. Tam sắc lôi minh điểu cùng tiểu hoàng gà chiến đấu đến gay cấn giai đoạn. Cái kia tam sắc lôi minh điểu liệt thiên tam chảo đồng dạng lợi hại. Cùng tiểu hoàng gà minh hỏa quỷ chảo tương xứng. Tốc độ của nó cũng coi như không tệ, cùng tiểu hoàng gà tạm thời có thể không phân thắng thua. Nhưng là, làm nó lấy linh nguyên thần thông, lăn lộn điện nổ tung, hỗn hợp ba màu tia chớp đến chặt chém tiểu hoàng gà thời điểm, nghênh đón nó, chính là tiểu hoàng gà vô tình chế diễu. So với ta thần thông. Tiểu hoàng gà khinh miệt cười. Vạn chúng chú mục phía dưới, tiểu hoàng gà nhỏ bé thân thể há miệng phun một cái, vậy mà phun ra một cái nóng rực thiêu đốt hỏa diễm phượng hoàng. Đó là nó thần thông luyện ngục hỏa hóa thành hỏa diễm phượng hoàng vọt thẳng hướng đối thủ. Sau đó, càng là xuyên qua đối thủ lăn lộn điện nổ tung, trực tiếp đâm vào tam sắc lôi minh điểu trên thân. Thiêu chết người cái này thằng ngu.
Tiếp đó, tam sắc lôi minh điểu kêu thảm, toàn thân thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm, từ trên trời nện xuống đến, trực tiếp tại trên mặt đất lăn lộn. Nó là muốn thông qua lăn lộn, dập tắt hỏa diễm, nhưng là nó vạn vạn không nghĩ đến, cái này luyện ngục hỏa là vĩnh hằng thiêu đốt hỏa diễm. Không có tiểu hoàng gà thu hồi, nó chỉ có thể bị đốt tới chết. Tất cả mọi thứ, cơ hồ là phát sinh ở cùng một cái thời gian. Lâm Tiêu Tiêu một đầu cộng sinh thú trọng thương, một đầu khác toàn thân bị ngọn lửa bị bỏng, tại trên mặt đất thê thảm lăn lộn, đoán chừng rất nhanh lông vũ đều muốn bị đốt rụi. Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu vốn thấy cảnh này, đã sắc mặt trắng bệch. Nàng tuy nhiên đã chậm tới, nhưng cũng đã nỏ mạnh hết đà. Nàng là trong chiến đấu dũng giả, để cho nàng nhận thua rất khó. Cho nên, giờ này khắc này, nàng vẫn cầm lấy lôi long chiến kích, đơn thương độc mã hướng về Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà đánh tới. Người thua, nhận thua là có thể, đừng cho cộng sinh thú chịu tội. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hiện tại chỉ muốn tiếp tục nữa, cái kia bị luyện ngục hỏa quấn quanh tam sắc lôi minh điểu sẽ bị đốt tới chết. Đây chính là tiểu hoàng gà kinh khủng nhất thủ đoạn, đây cơ hồ là vô giải. Nói cho cùng, Lâm Tiêu Tiêu không phải cựu nhân của hắn, hắn hôm nay chỉ cần thắng lợi, không cần để cho nàng bỏ ra cái giá gì. Người ta tiểu cô nương như thế cứng cỏi, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nhìn đến tam sắc lôi minh điểu bị luyện ngục hỏa tra tấn, hắn nghĩ tới Kim Vũ, cho nên một chút có một chút lòng trắc ẩn đi. Dù sao Lâm Tiêu Tiêu 3 năm trước đây, vẫn là cái 12 tuổi tiểu hài tử, hết thảy cùng nàng không có quan hệ. Ta sẽ không thua ngươi, ta tuyệt không thua bởi loại người như ngươi. Lúc nói chuyện, Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt đỏ bừng, lôi long chiến kích lần nữa đánh tới. 3. Lý Thiên Mệnh lôi hỏa xiềng xích như mãnh liệt độc xà. Ngây thơ, tuổi trẻ, non. Kỳ thật hắn biết, Lâm Tiêu Tiêu hiện tại là không nhận thua bệnh tâm thần, nhưng nàng vốn là thụ thương, hiện tại cũng không có sức chiến đấu gì. Cho nên, hắn lôi hỏa xiềng xích chuẩn xác trúng đích, cuốn lấy lôi long chiến kích, trực tiếp đoạt lấy. Đột nhiên hất lên, cái kia lôi long chiến kích đã bay ra lôi đài, đúng lúc cắm vào Mộc Tình Tình trước mắt. Cắm trên mặt đất thời điểm, cái kia chiến kích còn đang rung động, vang lên tiếng ong ong, chấn lên Mộc Tình Tình tóc dài. Bị mất lôi long chiến kích, một trận thảm bại đã trở thành hiện thực, Lâm Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nhìn lại, hai đầu cộng sinh thú thương thế trực tiếp để nước mắt của nàng tràn mi mà ra. Ta nhận thua, nàng thanh âm khàn khàn mà yếu ớt, trong cặp mắt tràn đầy nước mắt, vô lực nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Sớm nhận sợ thì xong việc, huỳnh hỏa, tha cho nàng cộng sinh thú nhất mệnh. Lý Thiên Mệnh đối tiểu hoàng gà nói. Không có việc gì, thiêu bất tử, nhiều lắm là làm mấy tháng đổ ngốc thú. Tiểu hoàng gà bĩu môi, thu hồi luyện ngục hỏa. Lúc này thời điểm, cái kia xinh đẹp tam sắc lôi minh điểu đã toàn thân cháy đen. Coi như rửa sạch sẽ, đoán chừng cũng chọc không ít, xác thực muốn trở thành ngốc thú. Cứ như vậy, đặc sắc nhất kịch liệt đệ nhất đệ tử chi tranh đoạt, xác thực đã kết thúc. Dù sao, trong đó một phương hai đầu cộng sinh thú đều trọng thương, mà lại bản thân tự mình nhận thua, tự nhiên lại không bất kỳ huyền niệm gì. Chỉ là, cái này cùng dự đoán hoàn toàn ngược lại kết quả, lại làm cho rất nhiều người đều nói không ra lời. Đến mức, hiện tại hết thảy đều kết thúc, toàn bộ viêm hoàng chiến trường vẫn là lặng ngắt như tờ. Có quá nhiều thật thà ánh mắt, lúc này thời điểm đều rơi vào Lý Thiên Mệnh cùng bên cạnh hắn, cái kia phách lối đến tại vui sướng nhảy múa tiểu hoàng gà trên thân. Lôi Tôn phủ nhã gian bên trong, Lâm Thiên Giám, Lý Viêm Phong, Liễu Khanh chờ một chút, ánh mắt khó coi. Tinh thần thương hội nhã gian bên trong, Tuyết Lam phu nhân tức giận đến muốn thổ huyết. Toàn bộ viêm hoàng chiến trường, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không chịu phục. Đáng tiếc, không phục nữa, cũng phải làm cho các ngươi chịu phục. Thoải mái, sảng khoái. Giờ phút này viêm hoàng chiến trường, duy ta độc tôn. Ta không căm ghét Lâm Tiêu Tiêu, nhưng là đánh bại nàng, có thể chứng minh sự tình, thực sự quá nhiều. Mộc Tình Tình, Tuyết Lam phu nhân, còn có Diễm Đô thiên tài, cường giả, các ngươi, thấy rõ ràng không? Trận này thắng lợi, đối Lý Thiên Mệnh phi thường trọng yếu. Chí ít về sau, mọi người nói lên hắn thời điểm, không còn là 3 năm trước đây cái kia trò cười. Coi như chế giễu hắn, cũng nhất định phải nói lại, hắn hiện tại đệ nhất đệ tử cái thân phận này. Viêm hoàng bảng đệ nhất đệ tử, đó cũng đều là tương lai tao nhã nhân vật. Đối với Lý Thiên Mệnh phi thường trọng yếu. Muốn rửa sạch nhục nhã, liền cần chứng minh chính mình. Hắn hiện tại,
không thể nghi ngờ là cho toàn bộ Diễm Đô đã chứng minh chính mình. Từ hôm nay trở đi, tên của hắn, hội mới phương thức, truyền khắp toàn bộ Diễm Đô. Nhưng là, hắn cũng không kiêu ngạo, hắn cũng chưa quên cừu hận. Bởi vì, hắn vô cùng rõ ràng, đây hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Chắc chắn sẽ có chân tướng rõ ràng một ngày, chắc chắn sẽ có báo thù rửa hận một ngày, để người trong thiên hạ nhìn nhìn lại, 3 năm trước đây đổ vô sỉ, đến cùng là ai. Có bước đầu tiên, liền sẽ có bước thứ hai. Hắn đảo mắt một vòng, hắn nhìn đến quá nhiều xoắn suýt ánh mắt. Cái này đều rất buồn cười, bởi vì cơ hồ tất cả mọi người, căn bản đều không hy vọng hắn thành là thứ nhất đệ tử, bởi vì hắn không xứng với. Hắn chẳng những có vết bẩn, tuổi của hắn còn lớn hơn. Lấy hắn ở độ tuổi này, hắn người đồng lứa nói thí dụ như Thần Hạo, Tinh Khuyết, Mộc Tình Tình cùng Lâm Tiêu Đình bọn người tiến vào càng cao thâm hơn cảnh giới. Thực lực của hắn bây giờ tại ở độ tuổi này, chỉ có thể coi là tầm thường. Dạng này tầm thường, lại có thể đi vào thiên phủ, lại có thể hưởng dụng đệ nhất đệ tử tư nguyên cùng đãi ngộ. Cái này chỉ có thể nói rõ, đệ nhất đệ tử quyết tuyển, cũng có quy tắc lỗ thủng. Nhưng, quy tắc cũng là quy tắc, Lý Thiên Mệnh thì thắng. Dù là có nhiều người như vậy không cam tâm, cảm thấy không xứng đôi, cảm thấy Lâm Tiêu Tiêu càng thích hợp thành là thứ nhất đệ tử, nhưng bọn hắn cũng không cách nào cải biến sự thật. Bọn họ, càng không pháp không biết sao hiện tại Lý Thiên Mệnh. Bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận, Lý Thiên Mệnh 3 năm sau trở về một trận chiến này, đánh bại Thần Diệu, lại nghiền ép Lâm Tiêu Tiêu, mỗi một trận chiến đấu đều có thể nói vô cùng đặc sắc. Hắn cũng thành công dùng biểu hiện của mình, để Diễm Đô mọi người đối với mình triệt để đổi mới. Bọn họ hiện tại lại cũng không cách nào lấy 3 năm trước đây sự tình cười nhạo Lý Thiên Mệnh, chính là một trận chiến này lớn nhất ý nghĩa. Đương nhiên, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, còn có càng ý nghĩa quan trọng. Cái kia chính là, mẫu thân cao hứng cùng hạnh phúc. Hắn biết biểu hiện hôm nay, Vệ Tĩnh nhất định sẽ vì chính mình tự hào, nàng tâm tình vào giờ khắc này, sợ là cái này Viêm Hoàng chiến trường phía trên lớn nhất người vui sướng đi. Nàng càng là vui vẻ, Tuyết Lam sắc mặt liền sẽ càng thối, nhớ tới Tuyết Lam lúc này thời điểm khẳng định tức giận tới mức run rẩy, Lý Thiên Mệnh tâm lý càng thêm thoải mái nhanh. Quả nhiên, chỉ có trở thành cường giả, mới có tư cách thoải mái. Mấu chốt nhất là, Mộc Tình Tình đứng tại như vậy đến gần vị trí, thấy được đối trong chiến đấu hết thảy. Nàng đối Lâm Tiêu Tiêu tràn đầy lòng tin, ở trong mắt nàng, Lâm Tiêu Tiêu huynh muội bọn họ chính là Lý Thiên Mệnh đời này đều không thể chạm đến cao quý tồn tại. Hiện tại, ngóc đầu trở lại chính mình đánh bại nàng là tuyệt vời nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nàng còn có thể một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ đến xem chính mình a. Đáp án đương nhiên là không thể. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thấy được, nét mặt của nàng vô cùng khó coi. Thậm chí, cái kia ngón tay dài nhọn, đều nắm chính mình váy dài. Ánh mắt của nàng tựa như là 3 năm trước đây một dạng dữ tợn, chỉ là giờ khắc này, đeo khó có thể tin, đeo một chút sợ hãi. Nàng ngược lại không phải là sợ Lý Thiên Mệnh thực lực bây giờ, mà chính là lo lắng dạng này hắn, biết 3 năm trước đây chân tướng hắn, cho mình bây giờ cuộc sống tốt đẹp, mang đến không để cho nàng an ảnh hưởng. Thấy được nàng tại lúc này bày ra vẻ mặt như thế, Lý Thiên Mệnh cười, hắn cũng yên tâm. Hắn sẽ chỉ nói cho Mộc Tình Tình, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp đó, chúng ta chậm rãi chơi. Đã từng, bọn họ đem kim vũ lông vũ, từng mảnh rút ra. Lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng phải đem bọn họ, từng đao xé rách, mặc kệ là thân thể còn là linh hồn. Kim Vũ, chờ một chút, lại chờ một đoạn thời gian, ta liền để ngươi nhắm mắt. Ta để ngươi nâng ly máu của bọn hắn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh tâm như hỏa thiêu. Chiến đấu như vậy kết quả, phù hợp Viêm Hoàng học cung quy tắc, cho nên năm đại điện chủ đồng dạng không thể nói gì nữa. Nhất là Phượng Hoàng Điện chủ Vệ Tử Côn, đệ nhất đệ tử xuất từ Phượng Hoàng Điện. Đây cũng là một loại vinh dự. Kết quả mọi người đều thấy được, có lẽ mọi người thật bất ngờ, nhưng cũng không có có gì khó tin. Cho nên, ta đại biểu Viêm Hoàng học cung, chúc mừng Lý Thiên Mệnh, ngươi là lần này bài vị chiến đệ nhất đệ tử, đồng thời, ngươi cũng đem trực tiếp tiến vào thiên phủ tu hành, trở thành thiên phủ đệ tử. Vệ Tử Côn trước mặt mọi người tuyên bố, đại cục đã định. Lần này tuyên cáo, cũng gãy mất rất nhiều người không cam lòng tâm tình. Đến đón lấy bài vị chiến còn có một số chi tiết điều chỉnh. Nhưng là, liền đệ nhất đệ tử đều quyết đã chọn được, như vậy sau đó bài vị chiến, đã không có quá xem thêm điểm. Có thể nói, kịch liệt bài vị chiến đã hết thảy đều kết thúc.
Lâm Tiêu Tiêu đã không để ý tới chiến bại thất lạc, nàng liền vội vàng đem hai đầu cộng sinh thú mang vào cộng sinh không gian bên trong, bọn họ đến đón lấy cần trị liệu cùng tĩnh dưỡng khôi phục. Tình tình tỷ, nàng thất hồn lạc phách, chính diện chiến trường chiến bại, nội tâm tự nhiên khó có thể tiếp nhận. Bây giờ tâm lý cảm giác bị thất bại trước đó chưa từng có, nàng chỉ có thể trở lại Mộc Tình Tình bên người đến, hiện tại nàng chính là cần an ủi thời điểm. Nhưng là, nàng phát hiện Mộc Tình Tình ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, giống như không có trước kia như thế nhu hòa. Tiêu Tiêu, Mộc Tình Tình cái này mới nhìn đến nàng, nàng đem Lâm Tiêu Tiêu kéo đến bên cạnh mình, khẽ vuốt nàng lưng thơm, nói. Không sao, có ca ca ngươi cùng Lôi Tôn phủ tại, qua không được bao lâu, ngươi vẫn có thể tiến thiên phủ. Một trận chiến này cũng không ảnh hưởng ngươi sau này tu hành, mà lại trận này chiến bại cũng không có gì, dù sao hắn so ngươi lớn hơn nhiều lắm, nhiều tu luyện 5 năm. Ta biết, thế nhưng là, vẫn là không muốn thua cho hắn. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy mình rất vô dụng, vốn là có thể giúp Mộc Tình Tình giáo huấn một lần Lý Thiên Mệnh, kết quả để Lý Thiên Mệnh dạy dỗ. Tiêu Tiêu, trên con đường tu hành, muốn nhìn thấy ngươi đối thủ chân chính, không nên cùng dạng này người dây dưa. Hắn coi như đánh bại ngươi, kỳ thật về sau cũng không có tư cách gì, trở thành đối thủ của ngươi, ngươi cần phải có càng rộng lớn hơn khát vọng. Mộc Tình Tình tận tình nói. Chỉ là, nói loại lời này thời điểm, chính nàng tin tưởng sao? Dưới làn váy, ngón tay của nàng, đã cho mình nắm đỏ lên. Thậm chí, chính nàng đều nhìn không thấy, chính mình trên ánh mắt, đã tơ máu trải rộng đi. Có lẽ nói như vậy, Mộc Tình Tình trong lòng mình có thể một chút dễ chịu một chút. Bằng không, hồi tưởng lại Lý Thiên Mệnh ngóc đầu trở lại sau biểu hiện ra tất cả thủ đoạn, trong nội tâm nàng cực kỳ không thoải mái. Nàng chỉ là không có đem tâm bên trong chán ghét cùng thật sâu kiêng kỵ biểu hiện ra ngoài. Nàng cuộc sống bây giờ tốt đẹp như thế, nhưng, nàng biết 3 năm trước đây chân tướng Lý Thiên Mệnh, là rất có thể hủy đi loại này mỹ người tốt. Người nào cũng không biết, nàng hiện ở trong lòng sát cơ, trọng tới trình độ nào. Trước đây bay tới Lôi Long chiến kích. Cắm ở dưới chân của nàng, nàng biết đây là Lý Thiên Mệnh cho tín hiệu của mình. Hắn lần này trở về, tuyệt đối không chỉ là vì trở lại Diễm Đô tu luyện. Loại kia huyết hải thâm cừu, làm hắn một lần nữa nắm giữ tư bản về sau, nàng không tin Lý Thiên Mệnh hội quên cừu hận. Nói thật, Lý Thiên Mệnh thực lực bây giờ, cùng tại Thiên Phủ khổ tu 3 năm nàng đấu cơ hội đều không có. Nàng đã vượt qua quá nhiều. Nhưng, không biết vì cái gì, hắn hôm nay đánh bại Lâm Tiêu Tiêu. Hắn làm hết thảy, vẫn là để nàng có nghiêm trọng cảm giác nguy cơ. Ta đã biết, Tình Tình tỷ, một trận chiến này sẽ không đánh tan ta, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại hắn. Lâm Tiêu Tiêu rốt cục cố lấy dũng khí nói. Có thể a, ta chờ. Lâm Tiêu Tiêu vừa nói xong đâu, vậy mà phát hiện cái kia chán ghét ra hỏa, vậy mà đi tới bọn họ bên này. Mà lại, hắn giống như quên 3 năm trước đây sự tình giống như, biến đến cười đùa tí từng. Hiện tại hắn thế nhưng là vạn chúng chú mục đệ nhất đệ tử, hắn tới nơi này làm gì? Khoe khoang thắng lợi. Lâm Tiêu Tiêu phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, bởi vì Lý Thiên Mệnh biểu lộ nghiền ngẫm, ánh mắt nhỏ híp lại, nhìn là bên người nàng Mộc Tình Tình. Đã có 3 năm không có như thế tới gần nàng. Nàng xác thực so 3 năm trước đây càng đẹp mắt càng thành thục hơn, có càng động nhân nữ nhân vị. Ngươi tới làm cái gì? Đánh bại một cái so với chính mình nhỏ 5 tuổi hài tử. Không có gì đáng giá khoe khoang. Mộc Tình Tình nói. Xác thực không đáng khoe khoang, bất quá, ta chính là đến xem, người có thể hay không còn cùng vừa mới một dạng chúc mừng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Đem một người hủy đi, sau đó lại nói, vì ngươi có thể một lần nữa làm người cảm thấy cao hứng. Nếu như cái này đều có thể, Lý Thiên Mệnh cũng muốn vì nàng cảm thấy cao hứng. Mộc Tình Tình biết hắn trong lời nói trào phúng ý vị. Người này làm sao như thế không biết tốt xấu, Tình Tình tỷ đối ngươi khoan hồng độ lượng, ngươi còn tới gây chuyện thị phi, muốn không là ca ca của ta bế quan, khẳng định phải đem ngươi đánh thảm. Lâm Tiêu Tiêu ở bên cạnh lòng đầy căm phẫn mà nói. Nàng không biết chân tướng, tự nhiên không biết giữa bọn hắn, có tình tiết ra sao. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta là cùng Tình Tình một lần nữa kết giao bằng hữu, ta xác thực hối cải để làm người mới. Cho nên, ta liền đến hỏi một chút. Tình Tình tại Thiên Phủ ở nơi nào đâu, chờ ta tiến vào Thiên Phủ, đi tìm ngươi chơi. Lý Thiên Mệnh nói, vẫn là tạm biệt đi, không thích hợp, ta có thể tha thứ ngươi, không có nghĩa là còn muốn theo ngươi có gặp nhau. Mộc Tình Tình cố nén sát cơ,
vẫn là muốn lấy giọng ôn hòa, nói ra như vậy. Dạng này a, cái kia đáng tiếc, ta còn tưởng rằng còn có thể cùng Lâm Tiêu Đình cạnh tranh một chút đây. Lý Thiên Mệnh sau khi nói xong, ha ha cười một tiếng.